Mỗi khi đụng vỡ một vầng sáng là quả cầu ánh sáng linh lực sẽ bị rút nhỏ một vòng. Khi phá vầng sáng thuộc tính thứ 5 thì quả cầu ánh sáng linh lực cũng biến mất. Không ai thấy sắc mặt người áo đen dưới lớp vải đen vặn vẹo dữ tợn. 5 vầng sáng tan vỡ, người áo đen định chạy trốn nữa. Nhiệm vụ âm thầm Giota chết đã thất bại, không thể ở lại đây. Yêu thú bách tộc có mặt ở đây, mười mấy yêu thú bát giai thải vân yêu tước, liệt hỏa yêu lang, hàn băng yêu chu đã bao vây, nếu người áo đen không trốn thì chỉ có một con đường chết. Ta nói rồi, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi chết chắc. Tiếng nói dứt, sóng không gian dao động, người áo đen ngước lên nhìn chằm chằm, chợt thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt. Người áo đen hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta liều mạng với ngươi, để xem ngươi có thực lực mạnh cỡ nào. Người áo đen kéo áo đen xuống lộ ra cái trán rộng, khoảng 50 tuổi, khí tức âm lạnh. Người áo đen kết thủ ấn quái dị, khí tức kỳ dị khuếch tán quanh thân. Chớp mắt cảnh tượng kinh người xuất hiện, ánh sáng bao người người áo đen tách ra thành hai người. Hai người vừa xuất hiện thì nhanh chóng cùng bản thể lao vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lộ biểu tình ngạc nhiên. Ám ma phân thân bí pháp. Người áo đen thi triển ám ma phân thân bí pháp của ám ma pháp tôn Linh Vũ Giới, rất có thể liên quan Linh Vũ Giới. Chẳng lẽ Linh Vũ Giới biết hắn đến tổ yêu lâm? Vù vù vù. Hai phân thân linh hồn, ba bóng người giống y như đúc sông hướng Lục Lâm Thiên. Ba công kích linh hồn cường đại bao phủ Lục Lâm Thiên, mang theo dao động linh hồn kinh người. Đây chắc chắn là công kích mạnh nhất của người áo đen. Ba công kích linh hồn cộng thêm ám ma phân thân bí pháp tương đương với ba người thực lực ngang nhau cùng thi triển công kích linh hồn. Ba đợt công kích linh hồn như sóng thần biển gầm cuồn cuộn. Thế công linh hồn cường đại chớp mắt đổ ập xuống người Lục Lâm Thiên, liên miên không dứt. Công kích linh hồn cực kỳ dày nặng tựa như sóng biển gào thét từng đợt sóng không ngừng đổ ập vào người Lục Lâm Thiên. Công kích linh hồn là công kích mạnh nhất của linh giả. Dù đối với linh giả hay vũ giả, thậm chí là yêu thú, linh thú đều công nhận nó nguy hiểm nhất. Công kích linh hồn cường đại làm đám người Vân Giao, Liệt Lang, Băng Chu ở phía xa căng thẳng thay cho Lục Lâm Thiên. Vân Giao thấy đám người Lục Tâm Đồng, Phi Thiên Ngô Công không tiến lên hỗ trợ thì mắt hấp háy, cũng không ra tay. Vù vù vù. Đối diện công kích linh hồn ẩn chứa thế công đáng sợ làm người Lục Lâm Thiên run nhẹ. Lúc này công kích linh hồn tụ tập, Lục Lâm Thiên thành cái lỗ chút ra, công kích mãnh liệt ập đến. Công kích linh hồn bàng bạc dẫn đến sóng gợn kịch liệt cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng lan tràn, đè ép không gian nặng nề, mang theo công kích linh hồn càng cường đại. Cả không gian to lớn bị vặn vẹo. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười nói. Công kích linh hồn sao? Lục Lâm Thiên mặc cho công kích linh hồn hùng hậu không gì sánh bằng đổ ập xuống. Linh hồn lực bàng bạc từng đợt đổ ập xuống người Lục Lâm Thiên, tiến vào não hắn. Linh hồn lực khủng bố không kiêng nể gì tàn phá não Lục Lâm Thiên. Nhưng trong đầu Lục Lâm Thiên, tiểu đao màu vàng nhảy ra, thân đao tỏa ánh sáng vàng chói mắt. Linh hồn lực bàng bạc tiến vào não hải Lục Lâm Thiên bị tiểu đao màu vàng hoan nghênh nuốt hết. Từng đợt linh hồn lực va chạm chui vào đầu Lục Lâm Thiên nhưng không gây ra phản ứng gì. Lục Lâm Thiên đứng lơ lửng trên không, thân hình trong bão linh hồn tựa như ngọn núi lớn nguy nga hùng vĩ. Bão tố khủng bố vần vũ nhưng không thể lay động Lục Lâm Thiên một ly, tay âm hầm kết thủ ấn. Người áo đen cũng cảm giác được điều đó, đôi mắt ngạc nhiên chất chứa rung động, khó hiểu. Sao có thể như vậy? Thủ ấn thay đổi, linh hồn lực cường đại lại tăng mạnh. Gợn sóng linh hồn chấn mở sóng không gian liên miên va chạm Lục Lâm Thiên, nhưng cùng với công kích linh hồn này là mặt người áo đen ngày càng tái xanh. Năng lượng linh hồn giải phóng, không gian vặn vẹo. Uy thế khủng bố làm bầu trời tối sầm. Năng lượng thiên địa che đậy tia sáng, công kích linh hồn cường đại khiến vô số cường giả bách yêu tập tụ tập phía xa và mấy chục vạn yêu thú bên dưới cùng biến sắc mặt. Người tu vi thực lực càng mạnh càng cảm nhận được uy áp khủng bố này, phương xa chút có yêu thú thực lực hơi thấp không chịu nổi bèn phóng ra yêu nguyên chống cự. Đám người Vân Giao, Liệt Lang, Băng Chu toát mồ hôi thay Lục Lâm Thiên. Công kích linh hồn cường đại như thế chính bọn họ còn không đối kháng lại nổi. Thủ ân của Lục Lâm Thiên thay đổi, công kích linh hồn bàng bạc sau khi vào trong đầu hắn thì bị tiểu đao màu vàng cắn nuốt. Lực công kích linh hồn bàng bạc nuốt hết tất cả. Tất cả diễn ra cực nhanh, khi Lục Lâm Thiên kết thủ ấn xong trong đôi tay hắn đã ngưng tụ tay trái Chu Tước Huyền Vũ Quyết, tay phải nâng Bạch Hổ Quyết. Ba ấn quyết chớp mắt hợp làm một, Chu Tước Huyền Vũ Quyết và Bạch Hổ Quyết dung hợp.
ánh sáng bảy sắc, ánh sáng đen, ánh sáng trắng luân phiên. Ba ấn quyết hoàn toàn dung hợp, phượng hoàng bảy sắc, thú thể rùa rắn, thú ảnh bạch hổ dung hợp vào một phần sáng, tựa như phi long phi phượng vũ, ngọa hổ tàng long. Cảm nhận lực lượng khủng bố làm tất cả yêu thú đều biến sắc mặt. Người áo đen cảm giác năng lượng khủng bố đó thì biến sắc mặt nói. Năng lượng quá khủng gây yêu ta ép. Người áo đen không biết tại sao Lục Lâm Thiên không e ngại công kích linh hồn của mình. Khi thi triển ám ma phân thân bí pháp thì công kích linh hồn của người áo đen dù là vũ tôn thất trọng gặp phải cũng không thể bình chân như vậy, nhưng Lục Lâm Thiên chẳng hề sợ hãi. Nhìn năng lượng khủng bố tụ tập trong tay Lục Lâm Thiên, người áo đen biết mình đã tiêu hao qua nhiều, thi triển ám ma phân thân bí pháp là quá sức rồi, lại vận dụng công kích linh hồn nên tiêu hao càng nặng hơn. Người áo đen vốn dự định công kích linh hồn bất ngờ gây thương tổn nặng Lục Lâm Thiên, thậm chí gỡ yêu ta ết hắn. Thì người áo đen sẽ nhanh chóng chạy trốn, nếu muốn đi thì không người hay yêu thú nào tại đây có thể ngăn cản được. Ai biết tất cả cách xa trong kế hoạch, Lục Lâm Thiên không sợ công kích linh hồn, hiện tại người áo đen không thoát ra được. Trốn! Người áo đen không dám ở lại, ba bóng người lao nhanh ba hướng. Hiện tại đến lượt ngươi. Lục Lâm Thiên ngước mắt, chân nhanh như tia chớp bước ra. Cả không gian run nhẹ, khí tức quái dị quanh thân hắn mang theo sóng gợn không thể thấy đồng hóa cùng sóng không gian bao phủ người áo đen thứ nhất bên trái. Vèo! Thi triển thời gian loạn, chớp mắt Lục Lâm Thiên đến sau lưng người áo đen. Tim người áo đen đập nhanh, ngạc nhiên ngoái đầu lại. Không thể nào, sao ngươi biết bản thể của ta? Người áo đen thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt mình. Bởi vì ta cũng tu luyện ám ma phân thân bí pháp, ngươi tiêu hao gần cạn kiệt rồi đúng không? Để xem ngươi còn bản lĩnh gì đối kháng lại ta, dám đánh lén ta thì phải trả giá. Dứt lời bàn tay Lục Lâm Thiên đẩy về hướng người áo đen. Năng lượng cường đại kinh khủng tuôn đầy trời, trong khoảnh khắc liền đụng vào người áo đen. Mọi người nhìn công kích khủng bố va chạm vào không gian quanh người áo đen, lực công kích đáng sợ, sóng không gian như sóng lăn tăn. Không gian sụp đổ trong nháy mắt, sóng không gian tan vỡ lộ ra vầng sáng đen đặc làm tim người đập nhanh. Lục Lâm Thiên co năm ngón lại, quát to. Bảo. Bùm bùm bùm. Không mấy người thấy rõ từ đầu đến cuối. Lực công kích khủng bố đột nhiên nổ tung, tiếng nổ vang điếc tai như sấm sét. Tiếng nổ làm màng tai mọi người ù đặc. Tổng cộng ba lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc cùng đụng mạnh vào người áo đen. Biểu tình người áo đen hoảng hốt, trước khi không gian hỗn loạn vội vàng bày ra vầng sáng quanh thân. Bùm! Năng lượng cuồng bạo trùng kích, không gian nhanh chóng lan tràn từng vòng sóng gợn đen thui hóa thành lỗ hổng không gian sâu to lớn. Tất cả năng lượng kinh khí bị nuốt vào rồi trở về tĩnh lặng. Lực công kích quá mạnh. Trong giây lát bốn phía tĩnh lặng, lực công kích khủng bố khiến các yêu thú giật mình. Phương xa, trong trận thế hỏa vũ ngốc ưng, hỏa lệ mắt lóe tia sáng. Chết tiệt, tại sao mạnh như vậy? Trong không trung hai bóng người lại xuất hiện. Lão nhân áo đen bị đánh bay, há mồm hộc máu. Phụt, lão nhân áo đen có tu vi linh tôn lục trọng, công kích linh hồn làm lão tiêu hao quá nhiều, thêm vào bản thể linh giả phòng ngự không bằng vũ giả. Bản thể linh tôn lục trọng của lão phòng ngự không bằng vũ tôn lục trọng, ba thần quyết của Lục Lâm Thiên làm lão khó đỡ. Tuy người áo đen không bị giết ta ết tại chỗ nhưng cũng bị tổn hại nặng gần chí mạng. Người áo đen bị đánh bay đi, mặt trắng bệch, miệng đầy máu, quần áo rách dưới. Người áo đen lao nhanh vào trận thế hỏa vũ ngốc ưng, mắt lóe tia sáng hét to. Chủ nhân mau cứu ta. Lục Lâm Thiên hét to. Không có ai có thể cứu được ngươi. Lục Lâm Thiên đã đuổi theo, tia chớp trong tay Lục Lâm Thiên đổ ập xuống. Vang tiếng quát to. Nhân loại đê hèn, linh phó của ta sao cho phép ngươi làm gì thì làm. Khí nóng rực lan tràn, một bóng người xuất hiện bên cạnh người áo đen, chảo ấn nóng cháy phóng lên cao ngăn lại tia chớp của Lục Lâm Thiên. Bùm bùm bùm. Hai lực công kích như thiên thạch va chạm, tiếng nổ trầm đục vang vọng trong không trung. Kinh phong cuồng bạo ập đến, không gian xung quanh bị xới lỗ hổng sâu. Kinh khí ngập trời và năng lượng thiên địa giữa không trung biến thành hình cung thổi quét khuếch tán trong không trung. Đến khoảng cách nhất định thì tan biến. Cộp cộp cộp. Kinh khí cuồng mãnh đẩy Lục Lâm Thiên thụt lùi mấy bước, hắn hơi biến sắc mặt nhìn sang. Thân hình âm độc xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên, nửa đầu hói tóc lưa thưa, yêu nguyên nóng cháy hừng hực quanh thân, xem khí thế thì tu vi chắc chắn là bát giai hậu kỳ.
Lục Lâm Thiên không biết mặt người này nhưng cảm giác khí thế, đám tộc hỏa vũ ngốc ưng sau lưng người kia thì không khó suy đoán ra thân phận. Tộc hỏa vũ ngốc ưng, hỏa lệ. Người áo đen thấy hỏa lệ liền lùi ra sau trốn. Nhân loại ti tiện, thực lực không tệ, nhưng người chưa tư cách đụng vào linh phó của ta. Hỏa lệ hờ hững liếc Lục Lâm Thiên, đôi mắt âm độc trầm xuống. Nếu không phải người linh vũ giới này còn hữu dụng thì hỏa lệ tuyệt đối không ra tay. Người này chết càng tốt cho hỏa lệ, nhưng người áo đen không thể chết vào lúc này. Vầng sáng yêu nguyên bắn ra từ tay hỏa lệ bao phủ người áo đen. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh băng. Ta nói rồi, không ai cứu hắn đi được. Tu vi bát giai hậu kỳ rất mạnh nhưng đừng hòng bảo vệ được người áo đen. Sợ là người áo đen tập kích nhóm Lục Lâm Thiên chắc chắn liên quan đến hỏa vũ ngốc ưng. Lục Lâm Thiên dứt lời hai tay bắt đầu kết thủ ấn quái dị, từng đường cong huyền ảo xẹt qua. Đôi tay Lục Lâm Thiên bắn ra ánh sáng chói lòa, giây lát sau ánh sáng như đèn pha khuếch tán bao phủ không gian đằng trước, bao lấy hỏa lệ và người áo đen. Ánh sáng mạnh mẽ bao phủ, trong không gian đó ẩn chứa năng lượng đỏ rực cuồng bạo đáng sợ. Đột nhiên nổi lên ngọn lửa ngập trời, năng lượng thuộc tính lửa hùng hậu bỗng chốc tụ tập lại, có linh hồn lực minh mông kèm theo. Bị lực công kích không gian bao phủ, hỏa lệ biến sắc mặt. Ủa? Lực công kích này có năng lượng thuộc tính hỏa, lực lượng không gian, công kích linh hồn, ba lực công kích gộp lại, khủng bố và quái dị, lần đầu tiên hỏa lệ được thấy. Hỏa lệ sắc mặt âm trầm nói. Nhân loại rất mạnh, nhưng không giam cầm ta được. Chảo ấn xé rách, mang theo uy thế khủng bố. Năm khe nứt không gian đen thui hiện ra. Răng rắc. Không gian bị hỏa lệ xé rách, lao ra ngoài trước, mắt lạnh băng nhìn Lục Lâm Thiên. Sau lưng hỏa lệ. Trong nhiều cặp mắt thấy rõ thanh niên áo xanh giống y như đúc đứng trên trời, khóe môi cong lên, độ cong càng xem càng làm lòng người lạnh, sát khí ngập trời hừng hực từ người hắn. Nhiệt xúc, người không bảo vệ hắn được đâu. Cùng lúc đó, huyết quang bắn ra từ tay thanh niên áo xanh, chớp mắt ánh sáng đỏ vô cùng yêu mỹ vạch vòng tròn lớn giữa không trung. Vòng tròn khuếch tán lan tràn, không gian trước mặt hắn kéo dài vầng sáng đường kính mấy trăm thước. Mép vòng sáng to lớn lộ ra khe nứt không gian đen thui vừa lúc bao bọc người áo đen lại. Chỉ giây lát ngắn ngủi, trong vòng sáng đen thui như cơn lũ đột nhiên tràn ra. Ánh sáng đỏ rực rỡ phô thiên cái địa kèm theo tiếng rít chói tai sắc nhọn nhanh như tia chớp tràn ngập không gian. Nơi ánh sáng đi qua đâu là không gian to lớn đột nhiên nứt ra. Thoáng chốc mắt người áo đen lộ vẻ kinh hoàng. Lúc này người áo đen đã là nỏ mạnh hết đà, không có sức chiến đấu nữa. Ủa? Hỏa lệ nhìn đối phương rõ ràng ngay trước mặt mình nhưng nhân loại quái dị bỗng vòng ra sau lưng từ bao giờ, cảm giác đó mới là kinh khủng. Hỏa lệ phất ống tay áo dài chộp vai người áo đen kéo lùi ra sao. Đao quang phô thiên cái địa phụt ra, mỗi một luồng đao quang có đặc điểm quái dị cắt vỡ từng đợt khe nứt không gian. Trong các cặp mắt kinh hoàng, khe nứt không gian lan nhanh, trước tiên bao lấy đôi chân lão nhân áo đen, dọc theo hai chân lên trên. Đôi chân người áo đen hóa thành mảnh nhỏ mưa máu rơi từ giữa không trung xuống. Ánh mắt lão nhân áo đen kinh hoàng muốn chạy trốn nhưng vòng sáng đao quang màu đỏ càng lúc càng nhanh, lão nhân áo đen đã mất năng lực tái chiến. Hỏa lệ đang bận thụt lùi, thậm chí không kịp lùi về. A! À, đôi chân thành mảnh nhỏ đổ mưa máu, lão nhân áo đen phát ra tiếng gào rú cực kỳ thê lương, trơ mắt nhìn màu đỏ từ đôi chân cuốn lên đến đùi mình rồi tới eo. Khốn kiếp! Hỏa lệ tuôn ra yêu nguyên ngập trời, đôi mắt âm trầm nhỏ ra nước. Hỏa lệ chỉ có thể chộp vai lão nhân áo đen cố gắng hết sức lùi nhanh ra sau. Vốn đối phương muốn gỡ yêu ta ít người trong tay hỏa lệ là chuyện tuyệt đối khó khăn, gã nhìn ra thực lực của đối phương cực mạnh. Nhưng hỏa lệ hoàn toàn không ngờ Lục Lâm Thiên còn có một phân thân lặng lẽ xuất hiện bên cạnh gã, hỏi gã nên làm sao đây. Răng rắc. Hỏa lệ dốc hết sức chộp vai lão nhân áo đen thoát ra vòng sáng đao quang màu vàng khủng bố. Không gian bên trong vòng sáng đao quang màu vàng khủng bố đã vỡ ra từng tấc. Mạnh quá! Xung quanh và phương xa, mấy chục vạn yêu thú chờ đợi đại hội bách yêu ngày mai, tu vi không chia mạnh yếu lúc này nghe tiếng động chạy đến, nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên và hỏa lệ trên bầu trời. Thực lực như vậy làm các yêu thú bát giai biến sắc mặt. Thực lực của nhân loại này e rằng không mấy yêu thú bát giai có thể đối kháng lại. Tất cả biến mất, hỏa lệ ngừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào người áo đen, đôi mắt âm độc thay đổi. Hai chân người áo đen gần như bị tước nhỏ từ phần eo, máu tươi chảy đầm đìa. Trong tiếng gào thê lương của người áo đen,
lão tự cầm máu cho mình. Người áo đen mặt không còn chú máu, biểu tình thê lương vô cùng, mắt âm độc đầy sát ý cực kỳ độc ác tìm Lục Lâm Thiên chằm chằm. Hỏa lệ, gờ yêu ta ết Lục Lâm Thiên này cho ta, mau gờ yêu ta ết hắn. Gờ yêu ta ết hắn rồi ngươi sẽ lập công to. Nhân loại thật quái dị. Khi hỏa lệ lần nữa nhìn hướng Lục Lâm Thiên thì vẻ mặt hơi trầm trọng. Trong mắt hỏa lệ thấy hai Lục Lâm Thiên đã đứng trước mặt, một mặc áo giáp vảy vàng, một tay cầm huyết đao, toàn thân là sát khí ngút trời. Một bóng người tỏa ánh sáng vàng mang theo sát khí đậm đặc đến bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lão đại, phải gờ yêu ta ết đám khốn này, tình hình đại trùng tử rất xấu. Người đó nhìn chằm chằm hai kẻ trước mặt, toàn thân phát ra khí lạnh. Người đến chính là Tiểu Long. Đại trùng tử bị thương nặng, Tiểu Long không nhịn được nữa. Bình thường Tiểu Long ăn hát yêu ta ép đại trùng tử nhưng trừ nó ra không muốn bất cứ ai đụng vào một cọng lông của đại trùng tử. Tiểu Long biết rõ đại trùng tử luôn bị nó ăn hát yêu ta ép là vì đại trùng tử quan tâm, trân trọng nó. Không nhiều người tốt với Tiểu Long, đại trùng tử là một trong số đó. Ánh mắt hỏa lệ âm trầm, lạnh lùng nói. Khốn kiếp, làm bị thương linh phó của ta. Hôm đó còn đánh chết tộc nhân của ta, đêm nay ngươi đến đúng lúc, các ngươi chết hết đi. Hỏa lệ vốn suy nghĩ ngày mai sẽ giải quyết mấy nhân loại và thải vân yêu tước, nhưng sự việc hôm nay đã đến mức này, hỏa lệ chỉ đành giải quyết ngay bây giờ, không thì đại hội bách yêu ngày mai sẽ có rắc rối. Lúc này giải quyết đám người này thì đại hội bách yêu ngày mai sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Hỏa lệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tuyết Sư đứng sau lưng Lục Lâm Thiên. Người đâu, gờ yêu ta ết những người đó cho ta, không chừa một tên. Gru gru. Ánh mắt hỏa lệ ra hiệu, hơn BGA ngàn yêu thú tộc hỏa vũ ngốc ưng đột nhiên đập cánh bay tới, khí nóng trong khoảnh khắc lan tràn, mấy ngàn hỏa vũ ngốc ưng thực lực tu vi hơi y cao chút đập cánh bay ra. Vù vù vù. Trong đó có nhiều hỏa vũ ngốc ưng thất giai, bát giai vọt lên hư không, khí thế bao phủ đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Phương xa, mắt Vân Dao âm trầm, quát to. Hỏa lệ, người thật to gan, để ta xem tộc hỏa vũ ngốc ưng của ngươi có thực lực gì. Mấy ngàn thải vân yêu tước xoay quanh trên bầu trời. Trong bóng đêm thải vân yêu tước bay trên cao tựa như tầng mây bảy sắc, khí thế tăng vọt. Trong không trung bắt đầu có khí thế gió mây thay đổi, thải vân yêu tước đập cánh thì khí lưu rít gào mang theo vô số khí lưu không gian tựa như vòi rồng cỡ nhỏ xoay tròn bay ra. Đôi mắt các con thải vân yêu tước lóe tia hung ác, thải vân yêu tước vốn đầy mối hận với tộc hỏa vũ ngốc ưng. Băng Chu quát mắng. Hừ, còn phái người lén tập kích. Hỏa vũ ngốc ưng thật vô sỉ. Băng Chu bước ra một bước, nhiều hàn băng yêu chu bay lên. Dưới sơn mạch rậm rạp hàn băng yêu chu khí thế tăng vọt, mắt lộ tia sáng hung ác. Growl. Liệt lang bước ra theo băng chu, các con liệt hỏa yêu lang gầm giống. Hỏa vũ ngốc ưng vốn không có mặt mũi gì. Cùng lúc đó, Vân Dao, Liệt Lang, Băng Chu, Vân Long, cường giả ba tộc thải vân yêu tước, hàn băng yêu chu, liệt hỏa yêu lang bay lên cao. Khí thế đổ ập ra bao vây cường giả tộc hỏa vũ ngốc ưng vào trong. Nhìn ba tộc, ánh mắt hỏa lệ càng lạnh băng. Các ngươi muốn xen vào sao? Vậy là cố ý chống đối hỏa vũ ngốc ưng ta, thế thì đừng trách ta không khách sáo. Gri gri. Growl. Hỏa lệ dứt lời, bên dưới vang từng tiếng gầm, thanh âm vạn thú lao nhanh. Trên bầu trời, một đám yêu thú đứng lơ lửng. Nhiều độc yêu hoa dao, hắc lân yêu báo đứng trên cao, không gian run rẩy. Các con yêu thú với khí thế tu vi bát giai, thất giai, lục giai dâng lên, không thua gì khí thế ba tộc hàn băng yêu chu, liệt hỏa yêu lang, thải vân yêu tước. Vù vù vù. Khí thế sáu tộc thổi quét không gian, chớp mắt dương cung bạt kiếm tùy thời đánh nhau. Không khí căng thẳng, đông lại. Vân Hàm tiến lên trước, khí thế dâng lên, nàng xuất hiện trước mặt nhóm hàn băng yêu chu, Vân Dao. Yêu vương ở đây, các ngươi dám can đảm càn rỡ. Hỏa lệ hờ hững liếc qua Vân Hàm. Khục khục, yêu vương. Các ngươi chưa dứt sữa còn muốn làm yêu vương. Trở về tu luyện thêm 200 năm nữa đi. Hỏa lệ đã sớm bàn bạc rồi, không thèm để mắt đến vị yêu vương chưa dứt sữa này. Hỏa lệ, ngươi muốn tạo phản sao? Vân Dao nhìn hỏa lệ chằm chằm. Đừng quên quy định năm xưa đặt ra. Hỏa lệ thản nhiên cãi lại. Quy định gì chờ ngày mai mới hữu dụng, hiện tại ta không phục. Chờ ngày mai thải vân yêu tước ngươi có người thắng được ta rồi tính.
ngày mai gã mới là yêu vương. Hỏa lệ nhìn bốn phía. Bách tộc tại đây, tin tưởng không mấy người phản đối đúng không? Ai là yêu vương để đại hội bách yêu ngày mai quyết định, hôm nay chỉ giải quyết ân oán, ta chỉ đối phó mấy nhân loại mà thôi. Lục Lâm Thiên hờ hững liếc bốn phía, mắt nhìn chằm chằm Vân Giao. Vân Giao tộc trưởng, các người lui ra đi, hiện tại việc này không liên quan gì các người. Lục huynh đệ, nhưng mà... Vân Giao nhìn Lục Lâm Thiên, hỏa lệ liên hợp ba tộc đến đây, muốn đơn độc đối phó rất khó khăn. Mắt Tiểu Long lạnh băng hờ hững nhìn Vân Giao. Các người lui xuống đi, không liên quan gì các người, lại nhảy cái gì. Tiểu Long đang tức giận, sớm không nhịn được, lười khách sáo với đám người Vân Giao. Đám người Vân Giao bị Tiểu Long nạt, lòng run rẩy, không biết không hiểu nguyên nhân gì, bước chân nghe lời chậm rãi thụt lùi. Lục Lâm Thiên nhìn hỏa lệ, hoa mị, mặc báo, mấy trăm yêu thú thất giai của ba tộc, gần 20 tu vi giả bát giai. Xem ra tập kích chúng ta có liên quan ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Độc Yêu Hoa Giao, Hắc Lân Yêu Báo các ngươi. Hỏa lệ không trả lời trực tiếp, gã nhìn Lục Lâm Thiên, mắt lóe tia sáng. Nhân loại thấp hèn, hôm nay ngươi phải chết, không ai cứu ngươi được. Lúc này không liên quan nhiều đến đám người Hắc Lân Yêu Báo, Độc Yêu Hoa Giao, nhưng đã lên rồi thì không thể lùi lại. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ba tộc các ngươi hôm nay phải trả giá đắt. Mắt Lục Lâm Thiên nhìn quét bốn phía, chân khí xen lẫn thanh âm quanh quẩn trong không trung ban đêm. Yêu tộc không liên quan lập tức lùi xuống hết, nếu bị tử thương thì đừng trách. Lời Lục Lâm Thiên nói quanh quẩn trên bầu trời, cường giả bách tộc biến sắc mặt, nhiều cường giả yêu tộc hơi ghét giọng điệu ngông cuồng của hắn. Bọn họ vốn không phải nhân loại nhưng trong tình huống này rất thích ngồi xem cọp đấu nhau. Bọn họ do dự một chút rồi ra lệnh yêu thú tộc mình lùi ra sau. Growl growl. Grow grow. Yêu thú bách tộc thụt lùi, đại điện rung rinh. Mấy chục vạn yêu thú nhúc nhích gây ra động tĩnh không nhỏ. Tiếp theo gần đó chỉ có Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Độc Yêu Hoa Giao, Hắc Lân Yêu Báo. Yêu tộc vốn nghiêng về phía Hỏa Vũ Ngốc Ưng trong tình huống này cũng lựa chọn bàng quang. Nhìn nhiều yêu tộc nghiêng hướng mình lúc này thụt lùi, hỏa lệ chửi thầm trong bụng, mắt lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Buông lời ngông cuồng, hôm nay các ngươi đừng hòng có ai rời đi được. Vù vù vù, yêu thú ba tộc phát ra khí thế tỏa định Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long vân vân. Yêu nguyên phô thiên cái địa ập đến, uy thế chấn động bốn phía dậy sóng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm. Ba tộc các ngươi hôm nay tuyệt đối phải trả giá đắt. Đại hồn anh phát ra sát khí vô hình khuếch tán, bốn phía tĩnh lặng, không khí như đông lại. Lục Lâm Thiên nhìn quét tất cả yêu thú ba tộc, khí lạnh rét xương phát ra từ người hắn, sát khí vô hình lạnh liễu mắt thường không thấy được nhưng khuếch tán với hình thức sóng khí. Lục Lâm Thiên không muốn gây chuyện, không ngờ tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng chủ động chọc giận hắn. Thiên Độc Yêu Long bị thương nặng, người bên mình là nghịch lân của Lục Lâm Thiên. Thế ai đụng vào nghịch lân của Lục Lâm Thiên sẽ phải gánh lấy hậu quả. Đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tuyết Sư Nâng Thiên Độc Yêu Long hôn mê đứng trên đỉnh núi nhìn chằm chằm bầu trời. Mọi người không định ra tay, đám người Lục Tâm Đồng dễ dàng nhận ra lần này ca ca giận thật. Ánh mắt hỏa lệ âm trầm, sát ý lập tức bao phủ Lục Lâm Thiên. Gờ yêu ta ết mấy người họ cho ta. Vù vù vù. Trong phút chốc rất nhiều cường giả ba tộc đột nhiên khí thế tăng vọt, sát ý bao phủ nhóm Lục Lâm Thiên. Growl growl. Hàng vạn yêu thú ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Độc Yêu Hoa Giao, Hắc Lân Yêu Báo xung quanh gầm giống không ngừng, uy thế kinh người tụ tập trên bầu trời, khí thế cực kỳ kinh người. Lúc này Tiểu Long đột nhiên nhảy lên cao. Mấy con yêu thú lông tạp dám cản rỡ trước mặt bản Long, hôm nay bản Long phải lột ra các ngươi ra. Chớp mắt Tiểu Long biến thành luồng sáng vàng vọt lên cao, ánh sáng chợt lóe biến thân bản thể khổng lồ mang theo uy thế tuyệt đối xuất hiện trên bầu trời. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện, ngũ trảo ấn dưới bụng như cột đá, lớp vảy tỏa ánh sáng lửa vàng phủ trùm lên, bên dưới sinh mây, sóng không gian đông lại. Lưng Tiểu Long có mai rùa to bao phủ, bí văn lan đều, phát huy uy thế đến mức mạnh nhất. Yêu thú ba tộc đang tụ tập lại khi thấy cơ thể to lớn của Tiểu Long, không gian có xu hướng bị uy năng vặn vẹo, uy năng kinh khủng NSIO ta ép hồn người. Linh hồn các yêu thú rung động không thôi. Khí tức yêu hoàng. Cường giả yêu thú ba tộc kinh sợ, bọn họ cảm nhận được ngay khí yêu hoàng đến từ linh hồn, huyết mạch, khí yêu hoàng này không thể giả tạo.
thân hình tiểu long uốn lượn trên cao, khí tê ức uy hát yêu ta ép cực kỳ đậm đặc tràn ngập. Không trung như run rẩy, gió nổi mây phun nghiền nát hư không. Trên người tiểu long toát ra uy áp khiến các yêu thú không thể chống cự, loại uy áp đến từ linh hồn, từ huyết mạch trong người. Trong khoảnh khắc mấy chục vạn yêu thú gần và xa ngước nhìn bản thể tiểu long trên bầu trời, vảy vàng toàn thân tràn ngập các tia lửa vàng, toát ra khí thế cường đại không thể che giấu. Dưới long trào sóng không gian vặn vẹo, có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra NS yêu ta ép hồn người. Tất cả làm huyết mạch trong người các thú sôi trào, thúc giục. Yêu thú kinh hoàng. Mấy chục vạn thú xung quanh cảm nhận khí thế trên người tiểu long, đều sợ hãi. Đây là khí tức yêu hoàng. Vân Giao, Liệt Lang, Băng Chu, Vân Hàm, Vân Long ai nấy biến sắc mặt. Tiểu long biến hình bản thể, con mắt to thứ ba nằm ngay chính giữa chợt mở ra. Ba mắt cùng hiện, tiểu long phát ra tiếng giống to. Growl. Tiếng giống như rồng ngâm, thanh âm hóa thành sóng âm khuếch tán. Tiếng rồng ngâm cực kỳ trầm thấp nhưng thoáng chốc linh hồn và huyết mạch trong người yêu thú run rẩy. Dưới đất, trong không trung, gần và xa, máu trong người mấy chục vạn thú sôi trào. Mặc cho tu vi cao đến đâu, yêu thú đẳng cấp bát giai cũng không cưỡng lại được. Sôi trào thúc đẩy tất cả yêu thú run rẩy, vạn thú lần lượt quỳ rạp xuống đất. Bái kiến yêu hoàng. Bái kiến yêu hoàng. Từng tiếng giống như sấm sét vang vọng trong không gian truyền ra xa, đêm đen vang vọng vô số tiếng giống. Bái kiến yêu hoàng. Mấy chục vạn yêu thú giống to, các bản thể khổng lồ hiện ra. Vô số yêu thú gầm gừ quanh quẩn trong không gian này, thanh âm cung kính phát ra thần phục từ đáy lòng. Trong sơn mạch bốn phía, tất cả yêu thú quỳ rạp dưới đất, vô hình trung uy áp từ huyết mạch, linh hồn đè ép thiên địa làm yêu thú run cầm cập. Tiểu long ở giữa không trung giống to. Bản hoàng ở đây, có ai không tuân phục? Lửa vàng bao phủ toàn thân tiểu long, ánh sáng ba mắt bao trùm lên những yêu thú bát giai. Cùng với tiếng quát truyền ra, đám yêu thú run lẩy bẩy, toàn bộ thần phục không dám nhúc nhích. Bái kiến yêu hoàng. Yêu thú bát giai cuối cùng không đối kháng lại nổi, chúng nó biến hình bản thể khổng lồ xoay quanh trong không trung. Khí thế đến từ linh hồn, huyết mạch làm chúng nó không cách nào chống cự. Đều quỳ rạp giữa không trung, bao gồm Vân Giao, Vân Long, Liệt Lang, Băng Chu, Hoa Mị, Mặc Báo. Linh hồn Hoa Mị, Mặc Báo run rẩy, ánh mắt kinh hoàng. Bọn họ đâu biết đối phương có yêu hoàng tồn tại, nếu biết sớm thì làm sao dám tiến lên. Không gian gần, ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Độc Yêu Hoa Giao, Hắc Lân Yêu Báo đều quỳ rạp xuống, không thể chống cự, bát giai trung kỳ cũng vậy. Cả không gian lúc này chỉ có Hỏa Lệ. Người áo đen là không quỳ, ánh mắt hai người tràn đầy kinh hoàng. Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Độc Yêu Hoa Giao, Hắc Lân Yêu Báo, ba tộc các người dám đánh lén chúng ta, hôm nay bản hoàng sẽ rút xương, lột da các người ra. Tiểu Long há mồm to dữ trợn, mắt bắn ra tia sáng, lạnh lẽo lan tràn. Khí thế này hù sợ mấy chục vạn thú xung quanh run rẩy. Tiểu Long phát ra tiếng gầm. Growl. Mai thần huyền vũ trên người tiểu long chợt có một thú ảnh ảo gầm giống bay ra. Thú ảnh hư ảo bừng lên ánh sáng chói mắt, màu đen như mực rồi lại chói mắt. Ảo ảnh đột nhiên hiện ra trên đầu tiểu long. Thân hình to lớn của hư thú cỡ ngàn thước, trông toàn thân đầy vảy, đen như mực, thân hình như rùa nhưng có hai đầu, rùa rắn quấn nhau, tựa như vật sống, mang theo uy áp mạnh mẽ, khí tức năng lượng bàng bạc lặng lẽ lan tràn. Khí thế khuếch tán, không gian vặn vẹo. Sóng không gian tỏa ra bốn phía. Tiểu long giống to. Huyền vũ nộ. Ảo ảnh khổng lồ sau lưng tiểu long đột nhiên lao hướng ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, trong khoảnh khắc bao phủ giữa không trung. Growl. Ảo ảnh khổng lồ gầm giống như rồng ngâm, giờ phút này không gian run rẩy, xung quanh như có năng lượng kinh người từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Từng đợt năng lượng quái dị bắt đầu tụ tập phát ra năng lượng khủng bố vặn vẹo khí lưu không gian. Xung quanh dạt ra sóng không gian. Khe nứt không gian lan tràn. Năng lượng khủng bố bao phủ vạn thú ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Hắc Lân Yêu Báo, Độc Yêu Hoa Giao. Khí thế thật đáng sợ. Uy áp mạnh quá. Lúc này đám yêu thú từ xa cảm nhận khí thế từ hư ảnh hình, năng lượng đáng sợ làm mọi người giật mình, ngay cả Lục Lâm Thiên cũng hết hồn. Lần đầu tiên Lục Lâm Thiên được thấy thủ đoạn công kích này của Tiểu Long. Bùm bùm bùm. Cùng lúc đó, năng lượng khủng bố bắt đầu từ yêu thú thực lực thấp nhất trong ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, nhiều yêu thú cơ thể nổ cái bùm. Linh hồn, huyết mạch trong người cùng sôi trào,
thực lực thấp chút thân thể trực tiếp nổ tung. Bùm bùm bùm. Trên bầu trời, dưới đất, trong vạn thú ba tộc vang từng tiếng nổ. Mưa máu đầy trời đổ xuống, tựa như pháo liên tục nổ lốp bốp. Mưa máu đổ xuống, không chừa mẩu xương. Huyết mạch và linh hồn trướng căng, không thể ngăn cản. Ác mộng của ba tộc bắt đầu. A! À, từng tiếng hét thảm thiết, trong khoảnh khắc mấy ngàn yêu thú trực tiếp hóa thành huyết vụ. Hoa Mị, Mặc Báo quỳ xuống van xin, đôi mắt tràn ngập kinh sợ. Yêu hoàng tha mạng, việc này không liên quan chúng ta, đều là tại tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Yêu hoàng tha mạng. Nhưng Tiểu Long không quan tâm Hoa Mị, Mặc Báo van xin, giống to. Growl. Yêu thú ba tộc giờ thất giai cũng nổ lốp bốp như pháo, linh hồn và huyết mạch sôi trào nổ tung. Hỏa Lệ ngây người, khí thế khủng bố áp chế gã không nói nên lời, cả người run lẩy bẩy. Khí thế không thể ngăn cản tràn vào linh hồn, huyết mạch, Hỏa Lệ chỉ miễn cưỡng chống cự được. Hỏa Lệ hét to. Dừng tay, mau dừng tay. Nhưng Hỏa Lệ khó thể chống lại, gã không bao giờ ngờ mình sẽ chọc vào yêu hoàng. Yêu thú này không thuộc tộc Bạch Hổ. Huyền vũ nhưng có khí yêu hoàng cực kỳ cường đại. Cùng lúc đó, giọng đại hồn anh quanh quẩn trong không trung. Chết hết đi. Thanh âm rõ ràng chui vào tai mỗi người, trong không gian lúc này như có gió lạnh thổi qua. Những yêu thú bị ức chế gắt gao máu như đông lại, sát khí kinh thiên động địa lan tràn. Sát khí thật khủng cây ết yêu ta ép. Bầu trời phía xa, đám người Vân Giao đang chống cự khí thế từ Tiểu Long, lúc này cũng cảm nhận được sát khí ngập trời. Sát ý lạnh băng thấu xương kia. Growl. Trong tay đại hồn anh cầm đao vang tiếng rồng ngâm đao minh từ thân đao. Thanh âm xuyên thấu không gian, thanh âm này như giọng Tiểu Long, uy áp cực độ, bẩm sinh có thể áp chế yêu thú. Khiến nhiều yêu thú đều run rẩy. Giây lát sau đại hồn anh nhảy ra, đao quang bắn tứ tung. Đao quang một màu đỏ máu, năng lượng thiên địa trong trời đất cực kỳ cuồng bạo lên, khí thế đại hồn anh tỏa sát khí ngút trời. Đại hồn anh quát to. Chết đi. Đại hồn anh vung huyết lục, đao quang ngàn thước bắn ra rơi vào đàn thú bát giai tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng bị Tiểu Long áp chế. Răng rắc. Những yêu thú sơ kỳ, trung kỳ yêu thú vốn bị Tiểu Long áp chế không thể nhúc nhích. Huống chi không có Tiểu Long áp chế thì nhát đao của đại hồn anh Lục Lâm Thiên không mấy con yêu thú bát giai sơ kỳ đỡ nổi. Lúc này Lục Lâm Thiên một đao chém xuống như tàn sát. Một con Hỏa Vũ Ngốc Ưng bát giai sơ kỳ nháy mắt hóa thành hai nửa. Vù vù vù. Chết đi. Đại hồn anh cực kỳ hung bạo hét lên, đao quang xé gió vung ra vạch đường cong lưỡi dao ánh sáng màu đỏ. Sóng không gian xung quanh như đao chém nước làm không gian giạt sang hai bên. Đao quang giấy lên tiếng sấm nổ đi đùng, khí thế bàng bạc như vạn con ngựa chạy trồm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Lục Lâm Thiên chém năm nhát đao. Răng rắc. Năm nhát đao. Đao quang màu đỏ mang theo khí thế phô thiên cái địa đổ ập đến. Đao quang kèm theo sóng âm chói tai cực kỳ sắc nhọn nhanh như tia chớp rạch phá không gian. Nơi đao quang xẹt qua không gian bị cắt vỡ hàng ngàn thước, cả không gian năm nhát đao, năm con yêu thú Hỏa Vũ Ngốc Ưng bát giai sơ kỳ bị chém thành hai nửa. Dư âm kình khí tuyệt đối xử đôi mấy con Hỏa Vũ Ngốc Ưng thất giai. Chết hết đi. Đại hồn anh không định dừng tay. Đao quang màu đỏ nhanh như tia chớp liên tục chém xuống kéo lê mặt đất. Nơi đao quang xẹt qua mặt đất nứt cái khe sâu lan tràn ra xa. Đỉnh núi ụp đổ, tảng đá to vỡ ra. Răng rắc. Nhát đao khủng bố làm vạn thú lạnh lòng, mỗi nhát đao là có một con yêu thú bát giai, mấy con thất giai bị chém thành hai nửa, trong khoảnh khắc hơn 10 đao giáng xuống. Đao quang khí thế hùng hổ, trong ba tộc trừ Hỏa Lệ ra chỉ có 6 yêu thú bát giai trung kỳ lơ lửng. Ác mộng. Tất cả là ác mộng, các yêu thú còn sống trong ba tộc hoảng sợ cứng người, như đang nằm mơ. Bản thể Lục Lâm Thiên đứng cạnh Tiểu Long, hắn cảm giác thực lực của đại hồn anh, cắn nuốt hấp thu năng lượng âm sát khí và tàn hồn trong mộ địa thải vân yêu tước làm thực lực đại hồn anh mạnh hơn gấp đôi. Chỉ tính riêng thực lực đại hồn anh thì Lục Lâm Thiên ước chừng không kém hơn bản thể, âm sát khí và tàn hồn tích lũy mấy vạn năm trong mộ địa khiến đại hồn anh được ích lợi kinh người. Bùm bùm bùm. Trên bầu trời, Tiểu Long thúc dục huyền vũ nộ đã tán đi. Trong không trung gần vạn yêu thú bát giai trở xuống của ba tộc không chịu nổi linh hồn, huyết mạch trướng căng đã nổ tung. Hàng vạn yêu thú mưa máu đổ rào rào, mảng lớn sơn mạch bị nhuộm thành màu đỏ rực. Giờ phút này, mấy chục vạn yêu thú ở phương xa cảm giác uy áp giảm bớt chút, ngước lên nhìn. Biến động kinh hoàng vừa rồi khiến mấy chục vạn yêu thú run sợ tột độ.
gần vạn yêu thú ba tộc hỏa vũ ngốc ưng bị yêu hoàng một hơi gờ yêu ta ết chết, rung động làm mấy chục vạn yêu thú càng thêm kính sợ tiểu long. Thực lực khủng bố quá, không yêu thú nào có thể đối kháng yêu hoàng. Tất cả yêu thú rung động, yêu hoàng cường đại đến thế, yêu thú nào dám chống lại. Trong không trung, ánh mắt hoa mị, mặc báo và mấy yêu thú bát giai trung kỳ tràn đầy kinh sợ. Cường giả trong tộc đều chết hết, những cường giả chết đi, ba tộc gần như diệt tộc. Chỉ giây lát ba tộc đã bị tổn hại nặng như vậy. Vù vù vù, đại hồn anh đứng lơ lửng, tay cầm huyết lục, sát khí ngút trời trên huyết lục, uy áp đao minh khiến đám yêu thú phía xa cũng rất e ngại. Mới rồi người này liên tục gờ yêu ta ít hơn 10 yêu thú bát giai, mấy chục yêu thú thất giai. Nhân loại này cũng rất khủng bố. Tiểu long xoay quanh trên bầu trời, khí thế ngút trời đè ép. Huyền vũ nộ biến mất, miệng giữ trợn phát ra tiếng gầm. Tất cả yêu thú bát giai nghe lệnh, gờ yêu ta ít những người còn lại của ba tộc hỏa vũ ngốc ưng, độc yêu hoa giao, hắc lân yêu báo. Kẻ cãi lệnh, gờ yêu ta ít không tha. Giọng tiểu long như sấm sét vang vọng trong không trung, mang theo uy hát yêu ta ít không thể kháng cự ùa vào đầu tất cả yêu thú. Tuân lệnh yêu hoàng. Grau grau. Grau. Tiểu long dứt lời, các yêu thú bát giai đập cánh bay tới. Gần 500 yêu thú bát giai. Trong bách tộc tất cả yêu thú bát giai đều bay lên cao, không ai dám cãi lệnh. Giờ phút này, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, thậm chí Lục Lâm Thiên chìm trong sát ý ngập trời cũng rung động. Hơn 500 yêu thú bát giai lơ lửng là cảnh tượng rung động cỡ nào. Mỗi con yêu thú bát giai bản thể trung bình to mấy trăm thước, hơn 500 con, không gian to lớn bị đàn yêu thú khổng lồ này bao phủ hết. Giữa không trung bị uy năng đè ép lung lay sắp sụp. Trong tầm mắt không thấy cuối. Chỉ có các con mắt to của yêu thú khổng lồ như sao xuất hiện trong trời đêm. Uy thế khủng bố cây ết yêu ta ép hồn người, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng bị giật mình. Nếu Lục Lâm Thiên gặp phải yêu thú vây công thế này chỉ có thể dốc hết tốc độ ra cắm đầu chạy, không dám đánh lại. Trốn, trốn mau. Cùng với mệnh lệnh của Tiểu Long, đám yêu thú hoa mị, mặc báo miễn cưỡng vùng thoát kiềm chế chạy với tốc độ cao nhất. Gờ yêu ta ép. Nhưng lúc này 6 con yêu thú bát giai trung kỳ bị hơn 500 yêu thú bát giai, có hơn 100 yêu thú bách tộc cùng là bát giai trung kỳ vây công, trốn đi đâu được. Bùm bùm bùm, tiếng nổ kinh người vang trong không trung, gần như không thể chống cự. Cộng với uy áp của tiểu long bao phủ, đám yêu thú hoa mị, mặc báo bị bao vây vào giữa. Từng tiếng hét thảm vang lên, vang tiếng nổ điếc tai như sấm sét vang trên bầu trời. Đám yêu thú hoa mị. Mặc báo thậm chí không biết bị ai gờ yêu ta ít, vô số công kích khủng bố chút xuống, chúng không thể chống cự. Bùm bùm bùm. Không gian nổ tung lộ ra từng vòng khe nứt không gian đen thui lan tràn. Từng đợt bão năng lượng cực kỳ khủng bố chớp mắt thổi quét bốn phía tựa như vòm sáng bao phủ, khoảnh khắc tràn ngập bao phủ không gian, bên dưới núi sụp đất nứt. 6 con yêu thú bát giai trung kỳ trong khoảnh khắc bị vây công mà chết. Vù vù vù. Hỏa lệ trốn. Cắm đầu cắm cổ chạy trốn, mấy trăm con yêu thú bát giai vây công không chết mới lạ, phải trốn trước đã. Hỏa lệ chẳng thèm lo người áo đen, ném từ trên cao xuống. Mạng của mình sắp mất, hỏa lệ không rảnh lo cho người linh vũ giới. Nhưng hỏa lệ trốn lại có nhiều yêu thú bát giai trung kỳ bay có ưu thế về tốc độ đuổi theo. Hỏa lệ bị vây công, đám người Vân Giao, Vân Long cũng có mặt. Dám ngăn trở ta, chết đi. Hỏa lệ liều mạng. Người nhanh như tia chớp, một chảo ấn nóng cháy đụng vào người Vân Giao. Bùm bùm bùm. Năng lượng cuồng bạo rực cháy từ chảo ấn nổi vằn sóng dao động như thực chất điên cuồng khuếch tán. Không gian to lớn bị năng lượng đáng sợ va chạm biến vặn vẹo. Công kích này làm bản thể khổng lồ của Vân Giao bị đánh bay đi. Nhưng tạm dừng giây lát khiến nhiều yêu thú bát giai lao tới, trong khoảnh khắc như mạng nhện bao lấy hỏa lệ chặt chẽ. 500 yêu thú bát giai bao phủ làm hỏa lệ kinh hoàng. Hỏa lệ biến hình bản thể to lớn, bản thể khổng lồ đập cánh dài 800 thước, bản thể màu đỏ thẫm. Lông chim đỏ xù lên như ngọn lửa, đôi mắt to chứa sát ý hung trợn chừng đám thú xung quanh. Gru gru. Hỏa lệ biến ra bản thể, há miệng gầm giống, tiếng gầm sắc nhọn xuyên thấu không gian. Uy thế mạnh mẽ, khí thế kèm theo sóng không gian cuồn cuộn dâng lên, khí thế nóng rực nhuộm không gian màu đỏ thắm. Grau. Grau. Yêu thú bát giai không chút do dự vây công, hỏa lệ đánh trả. Từng tiếng thú giống,
tiếng gầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang trên bầu trời. Tuy bị nhiều yêu thú bát giai vây công nhưng không bao nhiêu đòn công kích có tác dụng chí mạng. Từng đợt công kích giáng xuống, mấy con yêu thú ngược lại bị hỏa lệ kiềm chế. Hỏa lệ chỉ một lòng muốn trốn, nên sau lưng chúng rất nhiều đòn công kích. Lục Lâm Thiên luôn đứng trên cao nhìn. Rất nhiều yêu thú bát giai vây công, hỏa lệ rất khó thoát khỏi. Miễn hỏa lệ không thể trốn ra thì sớm muộn gì sẽ kiệt sức bị Giota ết. Nhưng cũng không dễ, đám yêu thú vây công nhưng không liều mạng, còn hỏa lệ chỉ mong trốn thoát. Về thực lực thì Lục Lâm Thiên ước chừng thực lực của hỏa lệ cộng với bản thể dư giả đối phó một vũ tôn thất trọng đỉnh phong. Vân Giao tính trong đàn yêu thú bát giai trung kỳ cũng thuộc hàng đầu, nhưng chỉ tương đương với vũ tôn lục trọng hoặc cao hơn một chút, khó thể thật sự chặn đánh hỏa lệ. Trừ phi những yêu thú này liều mạng chiến đấu, nhưng hiện tại chúng nó không làm vậy. Hỏa lệ gặp trọng kích, đôi cánh giấy lên lửa ngút trời. Ai ngăn cản ta thì chết. Hỏa lệ bắt đầu liều mạng, liên tục đánh bay mấy con yêu thú, chỉ muốn chạy trốn. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng, hỏa lệ phải chết, tuyệt đối không thể để gã trốn. Lòng máy động, đại hồn anh cất đi huyết lục, liên tục kết thủ ấn phức tạp. Một đám năng lượng thiên địa vô hình bàng bạc tụ tập lại. Một vầng sáng trắng vô hình chói mắt quanh quẩn, đột nhiên trong không trung mới rồi có khí huyết sát ngút trời lại tụ tập. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, nhất chuyển, đệ cửu chuyển. Đại hồn anh một hơi vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp lên đến đệ cửu chuyển. Lúc còn ở Vạn Thú Tông, bản thể Lục Lâm Thiên Linh Tôn nhất trọng vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp cửu chuyển đã vọt lên linh tôn tứ trọng. Lúc này để đại hồn anh sử dụng. Vốn bản thể đại hồn anh đi theo bản thể Lục Lâm Thiên đột phá được đến ích lợi ngang ngửa tôn cấp nhị trọng. Cắn nuốt hấp thu âm sát khí và tàn hồn tích lũy mấy vạn năm trong mộ địa tộc Thải Vân Yêu Tước, có thể nói là gần đến tôn cấp tứ trọng. Lúc này đại hồn anh vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp, khí thế tăng vùn vụt trực tiếp lên tới tôn cấp lục trọng đỉnh phong. Nhưng tới khí thế tôn cấp lục trọng đỉnh phong rồi hết lên nữa. Vốn bản thể Lục Lâm Thiên khi còn linh tôn nhất trọng vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp nâng cao thực lực lên 300. Hiện tại chỉ tăng hơn 200 một chút, đến tôn cấp lục trọng đỉnh phong rồi hết đột phá tiếp được. Thực lực càng lên cao thì cửu chuyển thiên linh bí pháp không thể đẩy lên nhiều trọng như ngày xưa. Vù vù vù. Các cặp mắt nhìn hướng đại hồn anh. Khí thế tăng vọt làm nhiều yêu thú bát giai run rẩy, trong khí thế chứa sát khí ngập trời quanh quẩn, Nsiota ép hồn người. Trong đàn thú, bản thể băng chu không quá to, chỉ khoảng 400 thước, toàn thân trắng tinh, tám vuốt quanh thân chậm rãi kẹp tới kẹp lui hùng hổ. Càng ở miệng băng chu bén như răng nanh toát ra tia khí lưu băng giá. Khí thế làm tim đập nhanh chớp mắt khuếch tán, miệng băng chu phun tơ nhện, không gian bị tơ nhện đóng băng, khựng lại. Growl. Cùng lúc đó, liệt lang với bản thể liệt hỏa yêu lang to 800 thước, người đầy lửa, một phương sóng không gian sôi sục với hơi nóng cháy. Bản thể to lớn gầm giống nhào lên. Liệt lang, băng chu cùng xông đánh ra một công kích khủng bố, một trái một phải tấn công hỏa lệ. Bùm bùm bùm. Bản thể hỏa lệ đập cánh mang theo vòng xoáy nóng cháy khủng bố, không gian bị cắt vỡ từng vết nứt, giây lát đánh bay băng chu và liệt lang. Băng chu, liệt lang bị chấn hộc máu. Phụt. Băng chu, liệt lang có hợp tác cũng khó thể ngăn cản hỏa lệ. Nhưng bản thể khổng lồ của hỏa lệ cũng không dễ chịu gì. Thân hình khổng lồ mới lao ra khỏi đàn thú giờ bị đẩy lùi. Tiểu Long giữ trợn giống to. Lùi lại cho ta. Đàn thú ngăn cản, đánh nhau với hỏa lệ nghe lời lùi xuống. Hỏa lệ không biết tại sao định dừng tay nhưng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Gru gru. Bản thể khổng lồ bị nhiều vết thương đập cánh lướt nhanh trốn tới trước. Còn muốn trốn, đã muộn. Lúc này thân hình đại hồn anh xuất hiện trước mặt hỏa lệ. Hỏa lệ nhìn chằm chằm, đập vào mắt là tia điện trắng bắn thẳng tới kèm theo uy áp kinh người. Growl. Trong tia điện truyền ra tiếng gầm, giây lát sau thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ xuất hiện. Vảy màu xanh quanh thân dựng đứng, lực lượng thú hồn bàng bạc tuôn ra làm linh hồn hỏa lệ đau nhói. Lúc này đại hồn anh tôn cấp lục trọng đỉnh phong vận dụng thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ đủ uy lực đối kháng với hỏa lệ tôn cấp thất trọng. Nhìn thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ xuất hiện, lòng hỏa lệ lạnh lẽo. Đây là thú hồn. Khí thế này bắt đầu làm hỏa lệ e ngại, huyết mạch của thú hồn trên gã. Vèo. Không có thời gian băn khoăn, hỏa lệ biết nếu còn không chạy trốn thì chết chắc.
Hỏa lệ chỉ kinh ngạc một giây rồi đôi cánh vỗ mang theo năng lượng bàng bạc rít gào lao xuống, bao phủ phủ lên nửa bên không gian đụng mạnh vào thú hồn to lớn. Growl! Thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ làm thế nhào lên như hổ rình mồi, liệt thiên chảo xé rách không gian cùng với khí thế kinh người trước tiên đụng mạnh vào bản thể hỏa vũ ngốc ưng của hỏa lệ. Bùm bùm! Hai lực lượng va chạm đợt đầu, chảo ấn của thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ xé không gian ra năm cái khe, sóng không gian giạt ra, tiếng nổ kinh người, không gian nổ tung. Răng rắc! Móng vuốt của thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ xé mảng lớn rúm lông chim trên cánh phải của hỏa lệ bản thể khổng lồ. Máu chảy đầm đìa, cơ thể hỏa lệ bị đẩy lùi, hắn không đánh lại thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ. Nhưng thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ cũng bị đẩy lùi. Phía trời xa, Lục Lâm Thiên và Đại Hồn Anh nở nụ cười giống y như đúc. Lúc này Đại Hồn Anh vận dụng thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ thực lực đã không thua gì hỏa lệ. Hỏa lệ bị đẩy lùi, lòng kinh hoàng. Sao mạnh quá vậy? Hỏa lệ không bao giờ ngờ nhân loại này còn có thủ đoạn như vậy. Thú hồn này không dưới cơ gã, sớm biết vậy hỏa lệ đã không hành động thiếu suy nghĩ. Growl! Thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ lại xông lên, thân hình to lớn vọt lên trời cao, chảo ấn to mang theo lực lượng tia chớp xé gió lao ra. Chảo ấn khổng lồ xé rách không gian mang theo uy áp kinh người lấp lóe lần thứ hai đến bên trên hỏa lệ. Cảm giác thực lực của thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ, đôi mắt đỏ ngầu to bự của hỏa lệ lộ ra vẻ cực kỳ trầm trọng. Ta liều mạng với ngươi. Bão yêu nguyên nóng cháy phô thiên cái địa lấy bản thân hỏa lệ làm trung tâm đột nhiên bùng nổ. Vù vù vù. Trong bão yêu nguyên, năng lượng tuy áp tràn ra ngoài khiến không gian phong vân biến sắc, tác động sóng không gian xé rách. Cảnh tượng đồ sộ, yêu nguyên khủng bố mênh mông bao la khiến Lục Lâm Thiên cũng lộ biểu tình trầm trọng. Thực lực của hỏa lệ rất kinh khủng, khi liều mạng thì chưa chắc thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ đã có thể chống nổi. Răng rắc, thoáng chốc hai thân hình khổng lồ lại quấn vào nhau, năng lượng to lớn, không gian kêu răng rắc lộ ra khe nứt không gian đen thui. Chạm vào rồi tách ra ngay, hai thân hình lại bị đánh bay. Chớp mắt hỏa lệ văng ra, ánh mắt thay đổi. Trước mắt hỏa lệ xuất hiện bảy thân hình nhân loại, bảy người đều mang theo sát khí hùng hồn. Hỏa lệ giật mình kêu lên. Đây là phân thân linh hồn. Nhân loại này cực kỳ quái dị, đây là thủ đoạn gì? Nhân loại này là người quái dị nhất, khủng bố nhất hỏa lệ từng gặp. Phương xa, người áo đen đã gãy hai chân từ khi nào bị Lục Tâm Đồng sách trong tay. Người áo đen nhìn sáu phân thân linh hồn của Lục Lâm Thiên phía trước, đôi mắt cực kỳ ngạc nhiên. Ám ma phân thân bí pháp, hắn cũng biết ám ma phân thân bí pháp. Người áo đen không biết tại sao Lục Lâm Thiên cũng biết dùng ám ma phân thân bí pháp, kinh khủng nhất là người áo đen chỉ vận dụng được hai phân thân, nhân loại này tận sáu phân thân, linh hồn lực cường đại quá khủng cây S.I.O.T.A.F. Đáng tiếc người áo đen không biết rằng Đại Hồn Anh không phải bản thể Lục Lâm Thiên. Cá nhân Lục Lâm Thiên có thể vận dụng sáu phân thân linh hồn, vốn Đại Hồn Anh chỉ làm được ba, nhưng lần này Đại Hồn Anh được ích lợi từ mộ địa Thải Vân Yêu Tước thế là đủ sức vận dụng sáu phân thân linh hồn. Ong ong ong, Đại Hồn Anh thi triển ám ma phân thân bí pháp cộng với bản thể Đại Hồn Anh là 7 người. Khoảnh khắc 7 người bao vây hỏa lệ, thực lực 7 người như nhau, đều là tôn cấp lục trọng đỉnh phong. Cơ thể tiểu long to lớn vọt tới trước mặt hỏa lệ. Gà lông tạp, người dám xuống tay với đại trùng tử, ta muốn mạng của ngươi. Tiểu long tỏa ra uy áp tuyệt đối, khiến cho huyết mạch và linh hồn đối phương đều sôi sục. Growl. Cùng lúc đó, bản thể khổng lồ của tiểu long cuồn cuộn, ngũ trảo sinh vân, vặn vẹo không gian. Cái đầu dữ tợn, con mắt thứ ba mở, một cột sáng to bắn ra mang theo uy áp linh hồn bàng bạc đục thủng không gian mạnh mẽ bao phủ trên người hỏa lệ khổng lồ. Cột sáng to lớn, uy áp chân áp, hỏa lệ hoàn toàn không biết làm sao để chống cự, trong khoảnh khắc đó gã ngây người. Thiên linh diệt hồn chỉ. Ngay lúc đó sáu phân thân linh hồn Đại Hồn Anh cùng ra tay. Sáu năng lượng khủng bố hùng hậu tuôn ra. Không gian nổi lên dao động, sáu phân thân, sáu chỉ ấn xé gió bay ra. Sáu chỉ ấn đều là công kích linh hồn tràn ngập khí tức linh hồn cực đoan khủng bố. Nhìn lâu thì linh hồn sẽ run sợ, tim đập chân run. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sáu chỉ ấn giáng xuống, dọc đường đi không gian nứt ra sáu cái khe. Không gian tan vỡ, sáu chỉ ấn rơi xuống cái đầu dữ trợn của hỏa lệ. Thiên linh diệt hồn chỉ là linh kỹ sơ giai địa giai,
phân thân đại hồn anh thi triển nó có uy lực lên đến trình độ đáng sợ. Tiếng rồng ngâm đao minh vang vọng. Growl. Chuỗi ánh sáng tím vàng trong tay đại hồn anh bừng lên, lại siết lấy huyết lục, đao quang bộc phát. Đao quang màu máu chém ra chín nhát, chín đao quang dài ngàn thước rạch phá không gian hợp nhất lại. Nơi đao quang xẹt qua sóng không gian tan vỡ. Lúc này đại hồn anh thúc dục cửu chuyển thiên linh bí pháp, khí thế tôn cấp lục trọng đỉnh phong thi triển liệt không cửu kích. Huyết lục là vũ linh khí địa giai, khi thi triển loại uy thế này mạnh mẽ hơn đại hồn anh lúc trước gấp mấy lần. Uy thế kinh người, dù là vũ tôn thất trọng nhìn cũng sẽ hoảng loạn. Vù vù vù. Đao quang màu máu với xu thế khủng bố như trẻ che chém vào bản thể khổng lồ của hỏa lệ. Cả không gian run rẩy. Bên ngoài bản thể hỏa vũ ngốc ưng của hỏa lệ bắt đầu nứt giãn li ti. Đao quang giáng xuống, cùng lúc đó thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ giống to. Growl. Cơ thể to lớn lao tới trước đụng thủng không gian, tia điện chạy dọc người thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ, uy áp đáng sợ giáng xuống. Trong mắt thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ cũng có sấm chớp, cái miệng to dữ tợn há ra. Một cột sáng sấm chớp to lớn bắn ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cột sáng tia điện bắn ra, một đao của đại hồn anh cùng lúc giáng vào bản thể to lớn của hỏa lệ. Chớp mắt hóa thành tia điện rẽ nhánh trên người hỏa lệ, như các con mãng xà trắng xé rách bão không gian khuếch tán. Tổng cộng 9 lực công kích, mỗi đòn đều rất cường đại. Con mắt thứ 3 của tiểu long công kích thần dị kinh người, 6 công kích linh hồn, cộng thêm huyết lục, đòn công kích của thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ. 9 đòn công kích rất khủng bố, mấy chục vạn yêu thú xung quanh kinh hoàng. Lúc này đám yêu thú mới biết nhân loại trước mắt đáng sợ tới mức nào. Các thủ đoạn quái dị, lực công kích đều rất khủng cây S.I.O.T.A. ép. Trong khoảnh khắc bản thể khổng lồ của hỏa lệ bắn ra ánh sáng chói lòa. Răng rắc. Không gian quanh thân hỏa lệ kêu răng rắc, toàn bộ không gian vặn vẹo. Năng lượng mạnh mẽ kinh người, không gian bắt đầu nứt ra các khe hở đen thui, bên trong khe hở không gian là lỗ không gian sâu như lỗ đen cắn nuốt vạn vật. Lực hút cắn nuốt vạn vật hút mạnh, đột nhiên không gian nổ tung. Bùm. Kinh khí vô hình từ khe nứt không gian phô thiên cái địa tuôn trào, khí thế ngập trời chớp mắt được giải phóng hoàn toàn. Khí thế cuồng bạo tuôn ra, không gian sao động. Cùng lúc đó, mọi người thấy bản thể khổng lồ của hỏa lệ biến thành mảnh vụn cùng với mưa máu đổ ào ào xuống bầu trời. Hết thảy khủng bố đến cực độ, khi năng lượng cuồng bạo biến mất, yên tĩnh trở lại thì bản thể hỏa vũ ngốc ưng khổng lồ của hỏa lệ đã không còn dấu vết. Trong không trung đầy tiếng hút ngụm khí lạnh. Hỏa lệ bị đánh chết. Phương xa, mấy chục vạn yêu thú, mấy trăm yêu thú bát giai đứng trên trời đều giật mình. Mọi yêu thú nhìn hỏa lệ bị giết, trong mắt tràn ngập kinh sợ. Nhân loại này thật khủng bố. Rất nhiều lực công kích, mỗi đòn tiêu hao rất lớn, đại hồn anh thúc giục tất cả nên tiêu hao cũng nhiều hơn lục lâm thiên. Ám ma phân thân bí pháp, cửu chuyển thiên linh bí pháp, cái nào vận dụng rồi cũng sẽ vắt kiệt sức. Bản thể lục lâm thiên mặt tái xanh. Phù. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đại hồn anh lóe ánh sáng, 6 phân thân linh hồn quay về vị trí. Đại hồn anh và thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ cùng biến thành luồng sáng chui vào trán lục lâm thiên. Huyết lục cũng tiến vào bàn tay bản thể lục lâm thiên. Tiểu long thu lại bản thể, biến hình người đi tới bên cạnh lục lâm thiên. Tiểu long thi triển công kích con mắt thứ 3, huyền vũ nộ nên tiêu hao cũng nhiều, mặt nó cũng xanh mét. Lục lâm thiên nhìn bốn phía, sát ý nhạt bớt. Đáng tiếc. Tiếc cho đống yêu đan yêu thú ba tộc vừa rồi, đặc biệt là hơn 10 yêu đan bát giai, cộng với yêu đan bát giai hậu kỳ của hỏa lệ. Tất cả đã thành mảnh vụn trong cuộc chiến, không trừ lại một mẩu. Trong lòng lục lâm thiên nhỏ máu, mới rồi hăng hái gợi yêu ta ết chóc không rảnh chú ý tới việc giữ lại yêu đan. Nếu mới rồi gom đủ hết tất cả yêu đan, lục lâm thiên mà nuốt hết sẽ được ích lợi lớn. Bất giác phương đông đã nổi trắng, sắc trời hơi sáng. Gió mát từ từ thổi tới, không khí vốn nên mát mẻ. Lúc này trong sơn mạch to lớn nồng nặc mùi máu tanh. Trong một hang động, trên nền đá, thiên độc yêu long nằm trên nền đá, khóe môi dính vệt máu, mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lục lâm thiên đánh ra các thủ ấn rơi vào người thiên độc yêu long, thủ ấn thu về, sắc mặt hắn trầm trọng. Lục lâm thiên liên tục nhét mấy viên đan dược vào miệng thiên độc yêu long. Tiểu long sốt ruột hỏi. Lão đại, đại trùng tử thế nào rồi? Đám người lục tâm đồng, dương quá cũng rất căng thẳng nhìn lục lâm thiên chằm chằm.
Biểu tình Lục Lâm Thiên trầm trọng. Trong người bị thương nặng, may mắn lực phòng ngự của bản thể không tệ, tuy cực kỳ nghiêm trọng nhưng chưa nỗi chí mạng. Tuy nhiên linh hồn gặp vết thương không nhẹ, nếu không kiên trì vượt qua e rằng sẽ bị nguy hiểm mạng sống. Người áo đen vừa ra tay liền dùng sát chiêu xen lẫn công kích linh hồn, tu vi linh tôn lục trọng không phải Thiên Độc Yêu Long có thể chống lại nổi. Vết thương linh hồn nghiêm trọng hơn trong cơ thể Thiên Độc Yêu Long nhiều. Tiểu Long tức giận quát. Khốn kiếp, ta muốn ngươi đền mạng. Tiểu Long đạp mạnh vào người áo đen bị ném trong góc, bị Lục Tâm Đồng giam cầm. Dầm. Lão nhân áo đen bị Tiểu Long đá bay lên nóc hang. Nóc hang nứt rạn, lão nhân áo đen lại té cái bịch xuống đất, mặt đất nứt ra. Lão nhân áo đen hộc ngụm máu, biểu tình cực kỳ khó xem. Vân Giao đứng một bên chậm rãi tiến lên nói. Yêu Hoàng, linh dịch trong linh chỉ bách thú có nhiều ích lợi cho linh hồn lực, có lẽ sẽ giúp được Độc Long lão đệ. Tiểu Long vội nói. Mau, mau đi lấy linh dịch cho ta. Vừa nghe nói thứ hữu dụng với đại trùng tử là Tiểu Long sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Vân Giao nói. Yêu Hoàng, sau đại hội bách yêu mới mở linh chỉ bách thú được. Hiện tại bách tộc đang chờ Yêu Hoàng. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long. Tiểu Long, để mau đi một chuyến. Thân phận của Tiểu Long lộ ra, bây giờ bách tộc không dám bắt đầu đại hội bách yêu trước, cần Tiểu Long ra mặt mới được. Tiểu Long hỏi. Còn lão đại thì sao? Lục Lâm Thiên nhìn linh tôn lục trọng dưới đất, phải tra hỏi kỹ càng thân phận của người này mới được. Ta cần tìm chút manh mối từ người này, để đi đi. Tiểu Long gật đầu. Keng keng keng. Tiểu Long cùng Vân Giao ra khỏi hang ngay. Đám người Băng Chu, Liệt Lang, Vân Long, Vân Hàm cũng ra khỏi hang. Trong hang chỉ có đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Lục Lâm Thiên bày một cấm chế rồi xách người áo đen đang nằm thẳng cẳng dưới đất, mắt hờ hững nhìn. Lão nhân áo đen thầm run. Lục Lâm Thiên cười khẩy nhìn lão nhân áo đen chằm chằm. Ngươi thuộc linh vũ giới. Lão nhân áo đen nhìn Lục Lâm Thiên, biểu tình kinh sợ, lòng đã cảm nhận được nỗi sợ không biết từ đâu đến. Hôm nay lão nhân áo đen đã biết điểm đáng sợ của Lục Lâm Thiên, khủng bố còn hơn tin đồn. Lão nhân áo đen nhìn Lục Lâm Thiên, tìm kiếm cơ hội cuối cùng. Ngươi muốn sao, ngươi hứa thả ta rồi ta nói cho ngươi biết chịu không? Đối phương muốn hỏi chuyện, đây là cơ hội cho lão nhân áo đen, nó là cơ hội sống sót. Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười. Ngươi không nói cũng không sao. Lục Lâm Thiên nói với Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Tâm Đồng, đại ca, hộ pháp một lúc giúp ta. Lục Lâm Thiên dứt lời thiên trụ giới xuất hiện trong tay, hắn mang theo lão nhân áo đen vào thiên trụ giới. Trong thiên trụ giới, khí thế mênh mông tuyên cổ trường tồn khiến lão nhân áo đen kinh sợ. Giây lát sau lão nhân áo đen càng lúc càng cảm nhận nỗi sợ hãi. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, trong lòng bàn tay hiện ra khí lưu xoay tròn, năm ngón co thành chảo chụp vào thiên linh cái của lão nhân áo đen trong nỗi kinh sợ của lão. Lão nhân áo đen kinh ngạc bật thốt. Sao ngươi cũng biết? Trong cơ thể lão nhân áo đen lan tràn lực cắn nuốt, mặt hắn nhăn nhúm vặn vẹo, trong đầu truyền đến cảm giác đau nhói, linh lực nhanh chóng bị cắn nuốt. Lão nhân áo đen chưa nói hết câu đã chuyển thành gào thê thảm. A, à, lúc này lão nhân áo đen đã biết kết cuộc của mình là gì. Lục Lâm Thiên biết bí pháp trong giới, thậm chí sử dụng còn giỏi hơn lão nhiều. Linh lực bàng bạc trong người lão nhân áo đen liên tục từ tay Lục Lâm Thiên truyền vào người hắn. Thời gian chậm rãi trôi trong khi Lục Lâm Thiên cắn nuốt, ăn một linh tôn lục trọng không thể xong trong thời gian ngắn. Cho nên Lục Lâm Thiên mới đi vào thiên trụ giới. Cắn nuốt trong thiên trụ giới qua mười mấy canh giờ, khi linh lực bàng bạc trong người lão nhân áo đen bị nuốt gần hết sạch thì hồn anh trong đầu lão cũng bị kéo ra, tiến vào người Lục Lâm Thiên ngay, trực tiếp lao vào đầu óc hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hồn ảnh bị cắn nuốt, đại hồn anh trong não Lục Lâm Thiên hành động. Sát khí đột nhiên lan tràn, tiếp đó xông thẳng tới hồn anh bị cắn nuốt. Bàn tay đại hồn anh ngưng tụ vòng xoáy lỗ sâu như thi triển âm dương linh vũ quyết, nuốt hồn anh của lão nhân áo đen vào người. Đại hồn anh nuốt hồn anh linh tôn lục trọng, Lục Lâm Thiên cảm giác đại hồn anh đang từ từ luyện hóa, biến hóa càng mạnh hơn. Phù! Làm xong tất cả, lão nhân áo đen hoàn toàn thành cái xác khô. Bàn tay Lục Lâm Thiên bùng cháy linh hỏa đốt xác thành tro. Lục Lâm Thiên thầm kinh thán. Linh lực thật hùng hậu. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đỏ rực,
tu vi thực lực linh tôn lục trọng của lão nhân dù bị thương nặng thì linh lực vẫn rất mênh mông. Lục Lâm Thiên nuốt linh lực của lão nhân áo đen như ăn no nứt bụng. Linh lực bàng bạc trong đầu tràn ngập sắp chui ra ngoài. Tu vi linh tôn nhị trọng nuốt linh lực linh tôn lục trọng, đến đẳng cấp tôn cấp mỗi cách một trọng là lạch trời lớn, tuy không gian linh lực trong não hải Lục Lâm Thiên cực kỳ khổng lồ nhưng lúc này cũng không chịu nổi. May mắn linh tôn lục trọng này bị thương nặng nên ảnh hưởng khá nhiều đến linh lực. Lục Lâm Thiên thì thào. Ám linh tôn giả, thật sự là linh vũ giới. Cắn nuốt linh lực của lão nhân áo đen, Lục Lâm Thiên cùng vận dụng siêu linh thuật. Từ ký ức linh hồn trong não người này, Lục Lâm Thiên biết tên của lão là Ám Linh Tôn Giả, là sư đệ của Ám Ma Pháp Tôn ngày trước linh vũ giới sắp xếp trong Thánh Linh Giáo, hèn gì người này biết Ám Ma phân thân bí pháp. Siêu linh thuật tìm tòi, Lục Lâm Thiên biết linh vũ giới xếp Ám Linh Tôn Giả vào tổ yêu lâm, từ 300 năm trước đã bắt đầu tính toán. Nhưng không biết quá trình vì sao mà cách một đoạn thời gian sắp xếp đến gần đây mới bắt đầu lại. Linh vũ giới muốn mượn cơ hội khống chế thế lực bách tộc dường như vì điều hữu dụng cần thiết nào đó. Lục Lâm Thiên không cách nào tìm hiểu rõ cụ thể, trên đây là những tin tức hữu dụng. Biểu tình Lục Lâm Thiên trầm trọng. Bàn tay linh vũ giới vươn dài thật. Lục Lâm Thiên không ngờ bàn tay linh vũ giới mò tới tận tổ yêu lâm, sắp xếp kế hoạch công phu như thế, bảo linh vũ giới không có mưu đồ thì ai tin. Nhưng không biết mưu đồ của linh vũ giới là gì. Một chữ vật giới chỉ xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên, hắn không tốn bao nhiêu công sức mở ra. Thu hoạch bên trong làm Lục Lâm Thiên rung động, nhiều linh dược chất đống, chắc thu thập từ tộc hỏa vũ ngốc ưng. Trong đó có nhiều linh kỹ đan dược, giá trị không nhỏ. Cũng tới lúc rồi. Mặt Lục Lâm Thiên đỏ rực, trong người mới cắn nuốt linh lực cộng thêm chân khí hùng hồn tồn đọng trong thân thể, điều này khiến hiện tại Lục Lâm Thiên đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Lục Lâm Thiên hơi lo. Nhưng lúc này hắn không có thời gian luyện hóa. Lục Lâm Thiên rời khỏi thiên trụ giới, quay về hang. Bên ngoài mới qua 2 canh giờ. Dương Quá thấy mặt Lục Lâm Thiên hơi đỏ thì lo lắng hỏi. Nhị đệ, có sao không? Dương Quá đoán đại khái Lục Lâm Thiên làm gì trong thiên trụ giới. Lục Lâm Thiên lắc đầu ra vẻ không sao, tâm thần quan sát. Đám người Tiểu Long đã trở về, Lục Lâm Thiên thu lại cấm chế. Tiểu Long vào hang. Lão đại. Đồng hành vẫn là đám người Vân Giao, Vân Hàm. Lục Lâm Thiên hỏi. Sao rồi? Mới rồi lúc Tiểu Long rời đi Lục Lâm Thiên có truyền âm căn dặn vài chuyện. Giọng Tiểu Long vang trong đầu Lục Lâm Thiên. Lão đại, đều giải quyết xong. Bách tộc thần phục, Vân Hàm thành yêu vương cai quản bách tộc. Mới rồi tuyên bố chuyện ba tộc hỏa vũ ngốc ưng Vgiota S yêu vương đời trước, đã ra lệnh triệt để tiêu diệt ba tộc. Vân Giao tiến lên hành lễ hướng Lục Lâm Thiên. Lần này đa tạ Lục huynh đệ. Vừa rồi có yêu hoàng tọa chấn nên Vân Hàm không tốn chút công sức đã ngồi trên ngôi yêu vương. Về sau có yêu hoàng chấn Nsiota F sẽ không còn yêu tộc nào dám chống đối, mới rồi cũng đã tuyên bố hành vi phạm tội của ba tộc hỏa vũ ngốc ưng. Bách tộc sẽ cùng lúc chèn ép, thù lớn của Vân Giao đã được trả. Vân Hàm tiến lên hành lễ. Đa tạ Lục đại ca. Lúc này Vân Giao, Vân Hàm, Băng Chu, Liệt Lang tuyệt đối tôn kính Tiểu Long. Lục Lâm Thiên hỏi. Vân Giao tộc trưởng, có thể mở linh chỉ bách thú được chưa? Linh hồn thiên độc yêu Long bị thương, trên người Lục Lâm Thiên hiện không có đan dược, linh dược nào có tác dụng, đành dựa vào linh dịch trong linh chỉ bách thú thử xem sao, nếu vô ích thì đành tìm cách khác. Vân Giao nói. Chúng ta đến cũng vì việc này, có thể mở linh chỉ bách thú ra. Trong một sơn mạch gần cái hang, bốn phía sương mù trắng ngà dày đặc che đậy. Trong sương mù mơ hồ thấy một ngọn núi cao Vupsilon T đâm thủng tầng mây. Ngọn núi như cột trời ập vào mắt, cao như thể sắp sụp xuống, rất đáng sợ. Đỉnh núi rậm rạp rừng cây khoác tấm áo xanh biếc lên núi, khắp nơi là mây mù lượn lờ. Phong cảnh ngọn núi này dãy núi xanh ngắt chập trùng tựa sóng biển phập phồng. Dâng trào mãnh liệt, tráng lệ hùng vĩ, mông lung xa xôi. Tấm mảnh sương mù dày đặc bao phủ. Lờ mờ, trong mây mù khó nhẹ năng lượng đậm đặc tràn ngập khiến người ngửi thư giãn vui vẻ, trong đầu rất thoải mái. Lục Lâm Thiên đến dưới chân núi, năng lượng đậm đặc làm hắn nhíu mày. Lục Lâm Thiên mơ hồ cảm giác linh chỉ bách thú này là nơi năng lượng thiên địa tụ tập, năng lượng tiết ra ngoài đã đậm như vậy e rằng bên trong năng lượng càng thêm mạnh mẽ hơn. Đằng trước ngọn núi, trên dãy sơn mạch liên miên đứng đầy yêu thú.
mấy chục vạn yêu thú rất yên tĩnh. Các cường giả yêu thú bách tộc đẳng cấp thất giai, bát giai vô cùng cung kính đứng sau lưng Tiểu Long. Mấy yêu thú bát giai trung kỳ cùng kết thủ ấn, từng đợt yêu nguyên tuôn ra tụ tập dưới ngọn núi. Ầm ầm, yêu nguyên tụ lại, ngọn núi khổng lồ rung rinh, một cấm chế mở ra lộ cánh cửa đá. Đám người Vân Dao đứng trước cánh cửa đá to mở ra, năng lượng đậm đặc như sương khói trắng tràn ra. Khí tức năng lượng đậm quá. Xuyên qua cửa đá, Lục Lâm Thiên cảm nhận khí tức năng lượng đậm đặc, mức độ của nó làm đám người Vân Dao đến gần một chút không chịu nổi thụt lùi lại mấy bước. Vân Hàm lên tiếng. Tộc trưởng các tộc và người có danh ngạch mới được vào trong. Ai trái luật sẽ phạt nặng. Khi đám người Tiểu Long, Lục Lâm Thiên vào cửa đá thì người trong danh ngạch các tộc lục tục đi vào. Đưa mắt nhìn đa phần là đẳng cấp thất giai, số ít bát giai, lục giai. Các tộc đều biết linh chỉ bách thú có hiệu quả với đẳng cấp thất giai rõ rệt nhất. Lục Lâm Thiên, Tiểu Long dẫn đầu đi vào cửa đá. Bên trong cánh cửa đưa mắt nhìn là mảnh núi phúc địa to lớn, tựa như ngọn núi khổng lồ bị đào rỗng bên trong. Trong không gian to lớn tia sáng rất là sáng tỏ, khí tức năng lượng đậm đặc thương mang bao phủ không gian. Trong không gian các tảng đá hình dạng kỳ lạ to dày vòng quanh, có nhiều tảng đá to chất thành núi nhỏ. Cỏ dại cây xanh mọc đây, khắp nơi xanh biếc. Trong không gian này khí tức đậm đặc càng nồng đến kinh người. Vân Dao đi đằng trước dẫn đường vòng qua mấy đống đá, một không gian to lớn đập vào mắt Lục Lâm Thiên. Trời ạ! Trước mắt Lục Lâm Thiên là hồ nước trắng mênh mông tràn ngập khí tức cổ xưa, từng đợt năng lượng cực kỳ đậm đặc tràn ra từ giữa hồ trắng, khiến cả không gian tràn ngập trong năng lượng đậm đặc này. Hồ nước trắng khổng lồ nhìn sơ qua rất kinh người, tảng đá lởm chởm đứng thẳng xung quanh, trong khe đá có mây mù bay ra. Hồ nước trắng cuồn cuộn khuếch tán khí tức năng lượng cực kỳ đậm đặc, năng lượng bàng bạc áp lực Lục Lâm Thiên thấy nặng lòng. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm cảnh tượng trong không gian này. Nơi này tụ tập năng lượng thật khổng lồ. Tất cả không khác bao nhiêu với tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. Nơi này chắc là một nơi tụ tập năng lượng, có vẻ liên quan thiên địa vận chuyển. Đến thời gian nhất định thì năng lượng sẽ tụ tập ở đây. Vù vù vù. Năng lượng tinh thuần, tất cả cường giả bách tộc tiến vào đều lộ ánh mắt ngạc nhiên. Vân Dao nói với Tiểu Long. Yêu Hoàng, linh dịch ở phía trước. Vân Dao dẫn mọi người đến bên một tảng đá cao nhất nằm bên mép ao năng lượng. Tảng đá tạo hình kỳ lạ, giống con rồng đá xoay quanh. Chỗ cao nhất của tảng đá như miệng rồng đá vừa lúc nhỏ giọt linh dịch màu trắng xuống. Tách! Giọt linh dịch màu trắng rơi xuống ngay cái lỗ hõm rộng cỡ nửa thước bên dưới. Lỗ hõm này chỉ cao nửa thước vừa lúc đong đầy linh dịch màu trắng. Năng lượng thác nước tràn ngập trong không gian, khiến cả không gian to lớn đầy năng lượng đậm đặc, khiến người ngửi thấy thoải mái. Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc nói. Năng lượng tinh thuần quá. Linh dịch trong lỗ hõm này tinh thuần hơn năng lượng trong ao gấp vô số lần, như thể năng lượng áp xúc. Tộc trưởng các tộc luôn đi theo sau, thấy linh dịch thì mắt lộ vui mừng. Nhưng có Yêu Hoàng Tiểu Long ở đây, bọn họ cố nén lòng hân hoan, không dám lộ ra ngoài. Vân Dao nhìn linh dịch trong lỗ hõm, nói với Tiểu Long. Yêu Hoàng, đây chính là linh dịch. Tiểu Long quay đầu nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, mau ôm đại trùng tử lên. Thiên Sĩ Tuyết Sư nghe vậy đặt Thiên Độc Yêu Long luôn bế trong tay nằm thẳng xuống đất, Thiên Độc Yêu Long vẫn còn hôn mê. Lục Lâm Thiên nhìn linh dịch, hắn không dám bảo đảm linh dịch có tác dụng gì với Thiên Độc Yêu Long không. Lục Lâm Thiên nhìn một lúc rồi nói với Vân Dao. Vân Dao tộc trưởng, các người chia trước đi. Vân Dao đáp. Vâng. Tộc trưởng yêu thú bách tộc nghe vậy lộ vẻ vui mừng. Trong tay Vân Dao cầm một cái ly nhỏ bằng ngọc, ly ngọc không to. Cỡ hai ngón tay, cao cỡ ngón cái. Linh dịch đựng trong ly đổ vào bình ngọc tộc trưởng các tộc sớm chuẩn bị sẵn. Ai nấy rất vui vẻ, linh dịch có ích lợi kinh người với bọn họ. Khi đựng đầy hết 104 bình ngọc thì trong lỗ hõm đá chỉ còn một lớp mỏng, ước chừng đủ cho 10 ly. Vân Dao nói với Lục Lâm Thiên. Lục huynh dệ, chúng ta chia xong rồi. Lục Lâm Thiên nói. Bên trong còn 10 ly, hãy chia tiếp 3 ly đi. Đưa ta 7 ly được rồi. Theo ước định chúng ta thì mỗi người bên Lục Lâm Thiên sẽ được 1 ly. Không phải Lục Lâm Thiên không muốn chiếm nhiều, hắn không phải loại người có lợi mà không ham. Nhưng Lục Lâm Thiên sớm có sắp xếp cho bách tộc nên đừng quá tham lam ăn bớt, gây ấn tượng tốt đẹp mới là thượng thượng sách.
Đa tạ Lục huynh đệ và yêu hoàng. Vân Giao không khách sáo, lấy ra một bình ngọc đựng 3 ly linh dịch. Các ngươi đều đi làm việc của mình đi. Tiểu Long nhìn mọi người nói. Dạ, yêu hoàng. Tộc trưởng các tộc hành lễ cáo lui, bắt đầu an bài người trong tộc tiến vào Bách Thú Linh Chỉ tu luyện. Yêu hoàng, Lục đại ca, Bách Thú Linh chỉ mở ra 2 tháng, 2 tháng sau sẽ biến mất, chúng ta cũng cáo lui. Vân Hàm nói xong mang theo Thải Vân yêu tước nhất tộc cùng lui ra. Lúc này trước nham thạch chỉ còn lại nhóm người Lục Lâm Thiên, nhìn chăm chú vào Thiên Độc Yêu Long cùng Thạch Tào nội thử, Tiểu Long hỏi. Lão đại, đại trùng tử có cần dùng linh dịch hay không? Dùng đi. Lục Lâm Thiên đáp, lấy ra một bình ngọc giống, thủ ấn kết xuất, một cỗ năng lượng chân khí bao phủ, đem 7 chén linh dịch còn thừa thu vào bên trong bình ngọc kia. Lục Lâm Thiên lại kiểm tra thương thế của Thiên Độc Yêu Long, sau đó đổ ra 1/7 linh dược nhỏ vào miệng hắn. Thoáng chút do dự, Lục Lâm Thiên lại cắn răng đổ ra thêm 1 phần linh dịch nữa. Hô! Linh dịch vừa đổ vào, có lẽ đã hóa thành năng lượng bàng bạc khuếch tán trong người, thân hình Thiên Độc Yêu Long đột nhiên run lên. Lão đại, đại trùng tử không sao chứ? Tiểu Long cực kỳ lo lắng hỏi. Ta cũng không dám chắc, ta sẽ xem chừng, các ngươi đi vào Bách Thú Linh chỉ tu luyện đi thôi, hẳn sẽ đạt được không ít ưu đãi. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người nói. Ca ca, vậy còn huynh? Lục Tâm Đồng hỏi. Huynh không cùng vào tu luyện sao? Ta muốn xem chừng Độc Long, các ngươi vào đi, ta không muốn mọi người bị chậm trễ việc này. Lục Lâm Thiên nói, nếu ở lúc bình thường hắn cũng đã vào tu luyện, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cười khổ. Hắn tự biết hiện tại trong cơ thể mình có 2 cỗ năng lượng, 2 cỗ năng lượng này vô cùng khổng lồ, nếu hắn tiếp tục cắn nuốt thêm năng lượng đây chẳng khác gì tìm khổ cho mình. Vì vậy hắn chỉ đành bất đắc dĩ bỏ qua. Lão đại, vậy huynh chú ý một chút. Tiểu Long nói. Lục Lâm Thiên gật đầu. Đều đi tu luyện đi, tận lực đột phá, 500 năm mới mở ra một lần, kỳ ngộ này chỉ gặp mà không thể cầu, mà mọi người chỉ có 2 tháng thời gian. Được. Mọi người gật đầu nhảy vào trong Bách Thú Linh Trì khổng lồ, Thiên Sĩ Tuyết Sư cùng Phi Thiên Ngô Công cũng nhảy vào trong Linh Trì. Nhìn thấy mọi người đã đi vào trong hồ tu luyện, một cỗ năng lượng nồng đậm lập tức nổi lên như sóng gió, năng lượng từ từ tán phát, uyển như sương mù làm ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, trong tay nhất thời xuất hiện không ít vật dụng như trận giác. Gặp được năng lượng vô cùng vô tận dũng mãnh tràn vào, thân thể Lục Lâm Thiên lại giống như động không đáy tùy ý cho năng lượng xâm nhập nhưng vẫn không xuất hiện tình huống tràn đầy, chỉ là tốc độ chân khí kéo lên đã nhanh hơn rất nhiều. Bên trong thiên trụ giới, lúc này đã 5 tháng trôi qua, Lục Lâm Thiên luyện hóa cũng kéo dài suốt 5 tháng thời gian, thân hình hắn vững như bàn thạch, bạch quang vây quanh thân thể không ngừng phát ra tiếng rít gió không thôi. Não hải của Lục Lâm Thiên cắn nuốt linh lực khổng lồ tràn tới, trải qua âm dương linh vũ quyết luyện hóa, biến thành linh lực minh mông, lại giống như hồ nước tràn vào trong não hải, hơn nữa bên trong còn có thiên địa năng lượng truyền vào, hóa thành linh lực tinh khiết dung nhập vào không gian trong đầu hắn. Lại một ngày trôi qua, không gian rốt cục đã có động tĩnh khác thường, lốc xoáy năng lượng quanh thân Lục Lâm Thiên run lên vài lần, đột nhiên xâm nhập vào. Cùng một thời gian bên trong não hải Lục Lâm Thiên có một cỗ năng lượng tinh thuần ầm ầm chạy trồm, nháy mắt xông thẳng vào não hải của hắn. Linh lực mênh mông vừa xâm nhập, bạch mang quang quyển càng lúc càng dày đặc, mà khí thế thẳng tắp bay lên, trực tiếp đột phá linh tôn nhị trọng, nhanh chóng tiến thẳng lên linh tôn tam trọng. Hô hô! Chân khí đột phá! Kim sắc tiểu đao cùng đại hồn anh đều đạt được ích lợi không nhỏ. Sau khi khí thế đột phá tới linh tôn tam trọng, chân khí của Lục Lâm Thiên vẫn chưa dừng lại, không biết do nguyên nhân gì, có lẽ là bởi vì trong não hải cắn nuốt linh lực thật sự quá mức cường đại, khí tức vẫn điên cuồng trướng lên. Linh lực vốn bị cắn nuốt còn chưa luyện hóa bị kéo lên, giờ phút này dùng một loại tốc độ chưa từng có nháy mắt được âm dương linh vũ quyết luyện hóa thành linh lực tinh thuần tiến nhập vào trong không gian não hải. Suy suy. Nương theo sau năng lượng thiên địa cuồn cuộn tràn vào, khí thế cấp tốc tăng lên, động tĩnh kinh người kéo dài suốt 3 ngày thời gian cuối cùng tăng lên tới linh tôn tam trọng đỉnh phong. Khi vừa tăng lên tới linh tôn tam trọng đỉnh phong, bên trong não hải Lục Lâm Thiên xuất hiện một tầng màng vô hình đem chân khí đang gia tăng điên cuồng nhanh chóng áp chế xuống. Chân khí của Lục Lâm Thiên tắc nghẽn, năng lượng xung quanh cũng không bị ảnh hưởng, trong giây lát đã cuồng bạo hội tụ xung quanh Lục Lâm Thiên, chấn động không gian không ngừng rung chuyển. Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được tấm chắn vô hình trong đầu mình,
thủ ấn lập tức biến hóa, điên cuồng vận chuyển âm dương linh vũ quyết, một ít linh lực còn thừa lại trong não hải cũng được điên cuồng luyện hóa. Linh lực bàng bạc tràn ngập, khuôn mặt Lục Lâm Thiên trướng lên đỏ bừng. Đại lục linh vũ, cổ vực, Đông Hải, ba nơi do nhân loại chiếm cứ kể từ khi đế đạo minh cùng thiên địa minh thành lập, hết thảy trở nên bình tĩnh lại. Đương nhiên bình tĩnh chỉ là nói không có chuyện lớn phát sinh, các đại sơn môn cơ hồ đang âm thầm chờ đợi điều gì, lặng lặng chờ đợi, tựa hồ không có ai muốn chủ động gây chuyện. Dưới sự bình tĩnh như vậy, nhưng thi thoảng cũng có động tĩnh không nhỏ, tam tông tứ môn cũng vẫn như thế, nhưng loại sơn môn tỷ như Thánh Linh Cốc, Tiêu Diêu Bang đột ngột xuất hiện, cũng không chỉ có ba sơn môn như Thánh Linh Cốc mà thôi. Đế đạo minh cùng thiên địa minh thành lập, thiên kiếm môn trong thiên địa minh lại xuất hiện một Nguyên Nhược Lan. Chỉnh thể thực lực vượt hơn đế đạo minh không ít, bởi vậy không ít thế lực cấp bậc này dựa vào thiên địa minh, nhất thời khí thế của thiên địa minh rõ ràng vượt hơn đế đạo minh. Bên trong phi linh môn hết thảy đều cực kỳ bình tĩnh, đa số cường giả đều bế quan tu luyện, hiện tại trong sơn môn cũng không có nhiều sự tình, chuyện trọng yếu nhất chính là bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi. Từ khi lời đánh giá trong các đại sơn môn truyền ra, giới tuổi trẻ phi linh môn xem như có chút danh khí. Ba người đứng phía trước đều do phi linh môn chiếm giữ. Trong khoảng thời gian này theo Đông Vô Mệnh an bài, Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Hoàng Tĩnh Giao bọn họ đều được sắp xếp đi ra bên ngoài tôi luyện, về phần muốn đi nơi nào thì do chính bản thân họ lựa chọn. Đoan Mộc Hồng Chí đi Sơn Mạch Vụ Hải, Niếp Phong đi gần Sơn Mạch Vụ Đô, bởi vì Niếp Phong vô ý nghe được Đông Cung Phụng nói sư phụ tôi luyện trong Sơn Mạch Vụ Đô cho nên hắn cũng lựa chọn nơi này. Đi theo bên cạnh Niếp Phong chính là Bảo Nhi đã kết huyết khế với hắn. Trời chiều bao phủ, núi non phập phồng, ánh nắng chiều chiếu xuống, đỉnh phong núi xanh biếc phủ thêm ánh sáng mờ, mỹ luân mỹ hoán. Trên một ngọn núi cao ngàn thước, một thiếu nữ đứng trên tảng đá lớn múa kiếm, thiếu nữ 18-19 tuổi, trong tay cầm trường kiếm màu trắng vũ động, chân khí run lên, trường kiếm vẽ ra vô số kiếm ảnh. Đương! Thật lâu sau thiếu nữ mới thu kiếm vào vỏ. Váy dài xanh biếc theo gió phất phơ, mái tóc đen bay tung, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Sư tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì đấy, muội còn có ý để tỷ tới chỉ đạo cho người ta. Lục y nữ tử chính là Hạ Liên, nàng thu kiếm vào vỏ, đôi mắt sáng nhìn lên sư tỷ đang dõi mắt nhìn ra phương xa, chu miệng có chút bất mãn, bên trong thiên kiếm môn hiện tại chỉ có nàng dám có thái độ này trước mặt sư tỷ. Sư muội, ta có nhìn gì đâu. Phi vân kiếm quyết của muội lại tiến bộ không ít, lần này đại hội tam tông tứ môn hẳn không có vấn đề gì lớn. Nguyên Nhược Lan quay đầu nói. Vậy sao, nhưng mà muội cảm thấy vẫn chưa đủ. Hạ Liên thoáng suy tư, trong lòng mơ hồ cảm thấy không trọn vẹn, cảm giác mình chưa hoàn toàn phát huy được uy lực cực mạnh của phi vân kiếm quyết. Thiếu sót của muội ở trong lực lĩnh ngộ, điểm tinh diệu của phi vân kiếm quyết là lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, biến hóa hàng vạn hàng ngàn. Muội thi triển lại cố ý cưỡng ép cho nên bị vướng chân vướng tay, lần sau thi triển nhớ kỹ buông ra hết thảy, tới lúc đó là có thể lưu loát sinh động hơn rồi. Nguyên Nhược Lan nói. Ánh mắt Hạ Liên sáng ngời, lộ ra ý cười nói. Đa tạ sư tỷ chỉ dạy, muội hiểu được, khó trách luôn cảm thấy có chút không đúng. Nguyên Nhược Lan mỉm cười, nói. Lực lĩnh ngộ của muội vốn hiếm thấy, sư phụ thường xuyên khen muội đấy, thành tựu sau này nhất định sẽ kinh người. Nhưng làm thế nào cũng không sánh bằng sư tỷ mà, tỷ có thể chiến đấu ngang tay với linh vũ chiến tôn Lục Lâm Thiên, hiện tại toàn đại lục đều biết tới sư tỷ. Ánh mắt Hạ Liên lộ vẻ hâm mộ. Lục Lâm Thiên, nhớ tới thân ảnh nam tử thanh y, khóe môi Nguyên Nhược Lan lộ nụ cười, phảng phất như một thiếu nữ đang e ấp xấu hổ. Sư tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì đấy? Hạ Liên nghi hoặc hỏi. Không có gì, chúng ta trở về đi. Nguyên Nhược Lan giấu diếm ý cười, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng sư muội của mình. Chi? Bên trong Bách Thú Linh Trì, một tiếng tê minh truyền ra, chân khí cuồn cuộn, Phi Thiên Ngô công tử trong linh trì hiện thân, lập tức lại biến mất không thấy. Lần này các yêu thú linh thú vào trong Bách Thú Linh Trì tu luyện đã 36 ngày, mà trong tầng thứ 2 thiên trụ giới đã trải qua 1 năm 3 tháng, lúc này Lục Lâm Thiên vẫn đang không ngừng luyện hóa chân khí đã cắn nuốt. Chân khí tinh thuần không ngừng tiến vào trong đan điền khí hải. Về phần cấp độ tu vi, Lục Lâm Thiên đã sớm tăng lên tới vũ tôn nhị trọng đỉnh phong, khi hắn đột phá tới linh tôn tam trọng chỉ dùng hơn 5 tháng mà thôi, trình độ vũ giả hắn vẫn luôn luyện hóa chân khí trong cơ thể suốt hơn 1 năm nhưng vẫn chưa thể đột phá.
không biết từ lúc nào hoàng mang quanh thân Lục Lâm Thiên càng lúc càng dày đặc, năng lượng liên tục hội tụ xâm nhập vào thân thể hắn. Mãi tới hai ngày sau đan điền khí hải đã bành trướng tới mức lớn nhất, ngay sau đó đã lên tới cực hạn, lập tức vang lên âm thanh nổ tung trầm đục. Phanh! Chân khí trong đan điền khí hải co rút nổ tung, đột nhiên diện tích càng thêm mở rộng. Hô! Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được khí tức của mình đang cấp tốc kéo lên, nương theo sau năng lượng trên không trung không ngừng gào thét, không gian chấn động không ngớt. Năng lượng cuồng mãnh truyền vào trong cơ thể, lực lượng thiên địa vô hình xâm nhập vào, trong khoảnh khắc lập tức đột phá lá chắn vô hình, chân khí kéo lên, nháy mắt đã thăng lên cấp độ vũ tôn tam trọng. Ngay lúc này Lục Lâm Thiên có cảm giác thoải mái nói không nên lời, chân khí bàng bạc làm cho hắn say mê, chân khí tràn ngập trong đan điền khí hải. Mình mông cuồn cuộn không dứt. Hô! Năng lượng càng ngày càng cuồng bạo, chân khí vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể Lục Lâm Thiên ra tốc xoay tròn, trong phút chốc liền bị luyện hóa, đập thẳng vào trong đan điền khí hải, tình huống chẳng khác gì lúc linh lực đột phá. Chân khí tiếp tục kéo lên, từ vũ tôn tam trọng lại tăng trưởng lên gấp bội. Những người khác khi ở cấp độ tôn cấp mấy trăm năm không thể đột phá một cấp cũng là chuyện bình thường, vài chục năm lên một cấp đã được xem như kinh người. Mà lúc này Lục Lâm Thiên đột phá quả thật làm người khác cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn tìm nơi trốn tránh. Chỉ mới 3 ngày thời gian, chân khí đã lên tới tôn cấp tam trọng hậu kỳ, cơ hồ sắp lên tới đỉnh phong. Tốc độ tăng lên quá nhanh làm trong lòng hắn bất an, nếu hắn còn tiếp tục tăng lên, tuyệt đối sẽ làm ảnh hưởng tới căn cơ. Lục Lâm Thiên đang cân nhắc có nên tiếp tục đột phá hay không, bởi vì cảm giác này thật sự sung sướng, không ai kháng cự được sự hấp dẫn như vậy. Lục Lâm Thiên cũng như thế, đột phá thêm một tầng thực lực cùng tu vi sẽ cách biệt một trời, nhưng nếu tiếp tục đột phá hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng tới căn cơ, cho nên hiện tại hắn vô cùng do dự. Hô! Ngay lúc Lục Lâm Thiên còn đang cân nhắc có nên làm như thế hay không, chân khí cắn nuốt từ vũ tôn bát trọng cũng đã được luyện hóa xong, hoàn toàn sạch sẽ. Năng lượng kia vừa được luyện hóa hoàn toàn, khí thế đang cấp tốc kéo lên đột nhiên tiêu tán biến mất, động tĩnh kinh người bắt đầu dần dần bình ổn trở lại. Hô! Thật lâu sau Lục Lâm Thiên thở ra một hơi, mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang càng thêm thâm thúy. Tinh quang thu liếm, Lục Lâm Thiên lập tức nội thị bên trong thân thể của mình, chân khí cuồn cuộn bên trong đan điền khí hải tựa như biển cả mênh mông, vũ tôn tam trọng hậu kỳ sắp tới đỉnh phong, thực lực đột phá thật không ít. Cấp độ vũ giả đột phá, hồn anh nhận được không ít ưu đãi, không chỉ linh giả đột phá, nhờ vậy tiểu hồn anh mới nhận được ưu đãi. Suy! Ánh mắt chợt lóe, Lục Lâm Thiên đứng lên, thủ ấn lặng yên biến hóa, năm ngón tay phải gấp khúc, cánh tay chợt run lên, chảo ấn đột nhiên phát ra tiếng vang. Ca! Khe không gian cực nhỏ xuất hiện, không gian phía trước chảo ấn vặn vẹo, tựa hồ phiến không gian kia đã bị chộp trong tay, trong không gian xuất hiện năm khe không gian nhỏ xíu tối đen. Phanh! Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng tụ, chảo ấn đột nhiên nở rộ, không gian xung quanh bị chấn vỡ, khe nứt tối đen chợt lóe. Hết thảy lại bình tĩnh chỉ trong nháy mắt. Đây là thực lực vũ tôn tam trọng sao? Chứng kiến hết thảy chuyện này, cảm giác lực lượng bên trong cơ thể, sắc mặt Lục Lâm Thiên lộ vẻ vui mừng, hai tay siết chặt thành quyền, trong đan điền khí hải chân khí vô cùng bàng bạc, so với ngày trước hoàn toàn khác biệt. Ha ha! Lục Lâm Thiên hài lòng cười lớn, lưu lại trong thiên trụ giới gần 2 năm thời gian, tiến bộ quả thực kinh người. Hiện tại nếu gặp được linh tôn lục trọng ám linh tôn giả, trong lòng Lục Lâm Thiên nắm chắc không cần phí bao nhiêu sức lực là có thể trực tiếp đánh chết hắn. Nếu gặp phải yêu thú cấp độ như hỏa lệ, hiện tại Lục Lâm Thiên có cảm giác mình muốn đối kháng cũng không cần liều mạng như lúc trước. Hô! Thở sâu một hơi, ánh mắt nhìn thiên độc yêu long cách đó không xa, cảm giác khí tức của hắn vẫn còn đang kéo lên, Lục Lâm Thiên lại nghi hoặc, đã lâu như vậy không nghĩ tới gã này vẫn chưa khôi phục, nhưng theo chân khí mà xem hẳn là thương thế không còn có vấn đề gì. Tính toán thời gian thế giới bên ngoài đã qua 2 tháng, hẳn còn hơn 20 ngày, ở lại tầng thứ 2 trong thiên trụ giới cũng gần 2 năm thời gian lâu như vậy Lục Lâm Thiên cũng không muốn lãng phí, bởi vì trong việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, hắn tự nhận bản thân vẫn còn chưa đủ. Bắt đầu lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên lấy ra vô tự thiên thư, vừa truyền chân khí vào ngọc giản, bí văn vặn vẹo, sau đó lại xuất hiện vô số bí văn, một chữ tề xuất hiện. Chân khí bình tĩnh dị thường quanh quẩn không tiêu tan. Nháy mắt Lục Lâm Thiên đã tiến nhập vào trong một loại trạng thái thật huyền diệu.
bất chi bất giác thế giới bên ngoài đã trôi qua 59 ngày, không ít cường giả bách tộc đều hội tụ ở ngoài núi, theo thời gian trôi qua ai cũng kích động, đều hy vọng yêu thú các tộc có thể tiến vào trong bách thú linh chỉ tu luyện sẽ đạt được chỗ tốt lớn nhất. Trong thiên trụ giới, thiên độc yêu long đã có động tĩnh, năng lượng cực hạn bắt đầu tràn vào thân thể hắn không ngừng. Hô! Trong không gian phát ra tiếng dao động thật nhỏ, thân thể to lớn của thiên độc yêu long không ngừng vặn vẹo, quấy trộn không gian như muốn phá nát, một cỗ năng lượng dao động khủng bố đột nhiên kéo lên, dao động dị thường luống cuống làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm cùng cực. Hô! Lục Lâm Thiên thu lại thủ ấn, mở mắt nhìn qua bản thể khổng lồ của thiên độc yêu long. Lại muốn đột phá. Lục Lâm Thiên vui mừng, lúc này chân khí của thiên độc yêu long thật nguy hiểm, hắc vụ nồng đậm tràn ngập, nhiễm đen cả không gian xung quanh. Ngao! Một tiếng rít gào vang rền, chân khí của thiên độc yêu long phá tan lá chắn vô hình, thân hình khổng lồ uy mãnh, hắc quang bao phủ toàn thân, uy áp cực kỳ nồng đậm lan tràn, giữa không trung đều run rẩy lên, nháy mắt trùng kích cấp độ bát giai trung kỳ. Thật lâu sau động tĩnh mới yên ổn trở lại. Bản thể thiên độc yêu long chợt lóe hắc mang, hóa thành hình người. Độc Long huynh, chúc mừng đột phá bát giai trung kỳ. Lục Lâm Thiên mỉm cười đi tới, thiên độc yêu long bị trọng thương, nhưng không nghĩ tới lại nhân họa đắc phúc đột phá tới bát giai trung kỳ. Nếu tu luyện như bình thường chỉ sử dụng yêu linh đan, tốc độ sẽ không được nhanh như vậy, nhưng cũng may có thiên trụ giới, bằng không ở bên ngoài đợi thêm vài năm cũng phải gặp chuyện may mắn mới được. Trưởng môn, ta đã hôn mê bao lâu rồi? Thiên độc yêu long cảm giác được biến hóa trên người, thần sắc có chút nghi hoặc, tựa hồ đang nhớ lại sự tình trước kia. 3-4 năm đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Độc Long huynh, linh hồn ngươi bị thương, hiện tại đã khôi phục rồi chứ? Thời gian dài như vậy sao? Sắc mặt thiên độc yêu long đại biến, có vẻ hoảng sợ, hắn không ngờ mình lại hôn mê thời gian dài như vậy. Sau khi nghe Lục Lâm Thiên xác nhận mình đang ở trong thiên trụ giới nên mới lâu như thế, nếu tính toán theo thế giới bên ngoài chỉ qua 2 tháng thời gian mà thôi. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Lục Lâm Thiên thu hồi vô tự thiên thư, tâm thần vừa động hai người lập tức đi ra ngoài. Xóa bỏ cấm chế, thu hồi tiểu trận, thân ảnh hai người xuất hiện trong không gian, Lục Lâm Thiên liền nhíu mày, năng lượng nồng đậm mênh mông bao phủ bên trong lòng núi khổng lồ này hiện tại đã phai nhạt gần như không còn. Nơi nơi đều là những nham thạch hình thù kỳ quái san sát vần quanh, bách thú linh chỉ cũng đã khô héo, năng lượng đã hoàn toàn biến mất. Siêu siêu. Khi tia năng lượng cuối cùng trong không gian đều tiêu tán, mấy trăm người ngâm mình trong bách thú linh chỉ đồng thời mở mắt, từng luồng chân khí không ngừng lan tràn. Tựa hồ mạnh hơn không ít a. Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, hắn từng lưu ý thực lực chỉnh thể của những người này, mà hiện tại không nghĩ tới tất cả đều thăng lên một tầng cấp. Đại trùng tử, người đã tỉnh rồi sao? Một tiếng quát cao hứng truyền ra, hoàng ảnh đột nhiên chợt lóe, tiểu long đã đi tới trước người thiên độc yêu long, ánh mắt lộ vẻ vui sướng. Đại trùng tử, người còn đột phá tới bát giai trung kỳ. Ân, ta không sao. Thiên độc yêu long cao hứng nói, ôm tiểu long xoay quanh một vòng, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Nhị đệ, ca ca, chủ nhân. Bốn người dương quá đồng thời bay ra đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên hô. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lướt qua, chân khí tiểu long đã tới bát giai sơ kỳ đỉnh phong, phi thiên ngô công cũng đột phá tới thất giai trung kỳ thậm chí cũng đã gần tới đỉnh phong. Lục Tâm Đồng cùng dương quá chỉ còn khoảng cách ngắn nữa là có thể đột phá tôn cấp nhất trọng, mà Tuyết Sư càng làm cho hắn vui mừng. Tuyết Sư, người đột phá thất giai hậu kỳ rồi sao? Lục Lâm Thiên vui vẻ hỏi. Hồi chủ nhân. Mới đột phá 3 ngày trước. Tuyết sư mỉm cười nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, như vậy bách thú linh chỉ thật có hiệu quả với cấp độ thất giai cùng tu vi vương cấp, nhưng đối với tôn cấp cùng bát giai hiệu quả không rõ ràng, nhưng hiệu quả thực tế hẳn là không kém. Nhị đệ, hình như ngươi cũng tăng lên một ít đi. Ánh mắt Dương Quá nghi hoặc hỏi. Có một chút, xem như có chút tiến bộ. Lục Lâm Thiên cười nói. Bái kiến yêu hoàng, Lục đại ca. Một âm thanh yêu kiều truyền tới, Vân Hàm đã đi tới bên cạnh, chân khí đã tăng lên tới thất giai hậu kỳ. Chúc mừng yêu vương đột phá. Lục Lâm Thiên nói. Lục đại ca, không gian bách thú linh chỉ sẽ lập tức đóng cửa, chúng ta ra ngoài trước đi. Oanh long. Vân Hàm vừa dứt lời, không gian đột nhiên lay động, mọi người không dám chậm trễ lập tức vội vàng rời đi.
Một ngày sau, sáng sớm, tổ yêu lâm sơn mạch giống như bao phủ trong một mảnh sương mờ màu trắng, không khí tươi mát lan tràn khắp cả thiên không. Cung tiễn yêu hoàng. Trên một đỉnh phong núi, chúng yêu thú phủ phục hành lễ. Hống. Thiên sĩ tuyết sư gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất trên không trung. Giữa không trung, mọi người khoanh chân ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư, tiếp tục xuất phát tìm kiếm Huyền Vũ hoàng tộc. Tối hôm qua Lục Lâm Thiên đã hỏi thăm Vân Giao cùng các cường giả bách tộc, cũng không ai biết nơi ở của Huyền Vũ nhất tộc, nhưng nghe được một tin tức trọng yếu, Huyền Vũ hoàng tộc cùng Bạch Hổ hoàng tộc đều ở tận sâu trong tổ yêu lâm. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên triệu hoán thiên trụ giới cho mọi người tiến vào, thiên trụ giới hóa thành hạt cát ẩn thân vào trong lớp vải trắng của thiên sĩ tuyết sư. Mọi người xuất hiện trên tầng thứ hai thiên trụ giới, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá Đồng thời quan sát xung quanh, Lục Tâm Đồng hỏi. Ca ca, thời gian trong tầng này có phải gấp 20 lần bên ngoài? Không sai, thời gian gấp 20 lần bên ngoài, mọi người có thể lĩnh ngộ thời gian nhiều hơn mới được, sau này sẽ đạt được không ít trợ giúp. Lục Lâm Thiên đáp. Nhị đệ, trong việc lĩnh ngộ thời gian ta đang có không ít vấn đề muốn hỏi ngươi đây. Dương Quá nói. Lục Lâm Thiên cũng không hề giấu giếm, ba người Tiểu Long cũng chăm chú lắng nghe. Giảng giải suốt cả canh giờ Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng mới hiểu ra. Thì ra là thế, đa tạ nhị đệ. Dương Quá lộ vẻ vui mừng nói. Ca ca, muội thấy chính huynh lĩnh ngộ vũ khí uy lực cực kỳ lợi hại, tựa hồ sát nhập không gian lực cùng linh hồn công kích. Lục Tâm Đồng nói. Ánh mắt Dương Quá chợt lóe, nói. Còn có năng lượng thuộc tính. Ba loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ, nhị đệ, ngươi sao có thể làm được điều này? Tùy tâm sở dục, đi theo con đường của mình là có thể làm được. Lục Lâm Thiên nói, ca ca, linh hồn công kích, không gian lực còn có thời gian lực có thể dung hợp cùng một chỗ hay không? Lục Tâm Đồng hỏi, vài lần nhìn thấy ca ca lĩnh ngộ vũ kỹ đối với nàng mà nói, có được cảm ngộ rất nhiều. Việc này phải xem chính muội. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Hắn vốn có dự định khi lĩnh ngộ sẽ gia nhập thời gian lực, nhưng nếu muốn dung hợp thêm một loại năng lượng, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Nhị đệ, vũ kỹ mà ngươi lĩnh ngộ tên là gì? Dương Quá tò mò hỏi. Kỳ thật cũng không tính là vũ kỹ. Lục Lâm Thiên cười nói, nghiêm khắc mà nói không xem là vũ kỹ, cũng không tính là linh kỹ. Nhưng cũng phải có tên chứ? Lục Tâm Đồng cười hỏi. Tên? Lục Lâm Thiên khẽ cười do dự. Cân nhắc một lúc mới nói. Vậy gọi là thời không lao ngục đi. Thời không lao ngục. Tiểu Long híp mắt. Tên này không tệ, nghe như rất lợi hại. Ở đây còn 5 phần linh dịch, 4 người tự dùng rồi luyện hóa đi. Lục Lâm Thiên lấy ra bình ngọc, lẽ ra còn 7 phần nhưng Thiên Độc Yêu Long đã dùng 2 phần, còn lại phân cho Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Phi Thiên Ngô Công cùng Tiểu Long, hẳn sẽ tìm được thêm cơ hội đột phá. Được. Mọi người cùng gật đầu, tiếp nhận bình ngọc sau đó tìm nơi luyện hóa. Khi mọi người đã tự tách ra tu luyện, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ thời không lao ngục của mình. Hắn đã tính toán khi mình lĩnh ngộ thời gian sẽ dung hợp vào, tới lúc đó uy lực thời không lao ngục nhất định càng thêm cường hãn. Hô! Thiên sĩ tuyết sư cấp tốc bay nhanh, lướt qua núi non liên miên trùng điệp, sau khi đột phá tới thất giai hậu kỳ, tốc độ của hắn càng nhanh thêm một tầng. Trong một dãy núi mênh mông, trên một ngọn núi có màu xanh đen như mực. Sương mù bao phủ cả ngọn núi, nhìn qua tựa như một bức tranh thủy mặc. Bên trong một khe núi, một thân ảnh trắng tuyết đang đứng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn thật động lòng người, ánh mắt yêu mị, hấp dẫn thiên thành. Siêu siêu, xa giữa không trung vài âm thanh tiếng xé gió truyền tới, ánh mắt nữ tử lộ tia ngưng trọng, thân ảnh chợt lóe nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau khi nữ tử biến mất không lâu, mười mấy thân ảnh xuất hiện, đi đầu là một thanh niên ánh mắt tà mị, tâm thần hắn đang tỏa ra khắp thiên không. Vương tử, 3 ngày trước có người gặp được Bạch Linh, tính toán thời gian hẳn là vừa ở nơi đây. Một nữ tử xinh đẹp nói. Bạch Linh đang ở gần đây, kề bên này còn có khí thức của nàng, cẩn thận tìm kiếm cho ta, nhất định phải tìm ra. Thanh niên tà mị nói, thân ảnh chợt lóe biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Bên trong dãy núi liên miên, một thân ảnh xinh đẹp lả lướt thỉnh thoảng chớp động, trong nháy mắt đã đi xa ngoài ngàn thước. Bạch Linh, ngươi trốn không thoát đâu, cả vùng núi này đều bị ta bao vây, xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào.
một tiếng sóng âm không biết từ nơi nào xuyên thấu truyền tới. Sóng âm cuồn cuộn quanh quẩn trong núi, mang theo thú uy thật lớn làm những yêu thú bình thường đều run rẩy, phủ phục không dám tùy tiện nhúc nhích. Suy, thân ảnh tuyết trắng đang cấp tốc bay nhanh trong núi đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt ngưng trọng, khẽ cắn môi, thân ảnh lại biến mất ngay tại chỗ. Bên trong thiên trụ giới, lại có dao động truyền ra, hai người Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng cơ hồ đồng loạt đề thăng chân khí, quanh thân Lục Tâm Đồng tràn ngập hắc bạch quang mang liên tục luân phiên, độc khí nhẹ nhẹ quanh quẩn không gian, một cỗ chân khí cường hãn đang bắt đầu chậm rãi thăng lên. Cách đó không xa chân khí của Dương Quá cũng đang kéo lên, không gian xung quanh dao động, một cỗ thổ hoàng sắc quang mang sáng ngời, tản ra hào quang chói mắt. Thiên địa năng lượng bắt đầu hội tụ, biến thành cực kỳ hung hãn, giống như lốc xoáy truyền vào trong cơ thể Dương Quá. Vài ngày trôi qua, khí tức của hai người cơ hồ đồng loạt tăng lên. Phanh! Một tiếng trầm đục truyền tới, hắc bạch quang mang tán loạn, chân khí Lục Tâm Đồng đột phá bình chướng bước lên linh tôn nhị trọng. Sau một lát chân khí của nàng mới ổn định trở lại, hắc mang nồng đậm mang theo chân khí quỷ dị nháy mắt co rút lại. Khi tia năng lượng cuối cùng bị cắn nuốt, Lục Tâm Đồng đột nhiên mở mắt. Hô! Trên mi tâm hiện ra xích kim quang ấn cũng bắt đầu thu liễm trở lại. Ngay sau đó Lục Tâm Đồng thở mạnh một hơi. Cùng một thời gian không gian lại run lên, chân khí quanh thân Dương Quá ngày càng mạnh, cuối cùng lên tới đỉnh phong. Hô! Khi tia năng lượng cuối cùng tiêu tán, hết thảy yên tĩnh trở lại, Dương Quá mở mắt, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên lan tràn, đã thăng lên tới vũ tôn nhị trọng. Ngao! Ba ngày sau chân khí của Tiểu Long lại kéo lên. Khí tức thật mạnh! Mọi người đều bị kinh động. Thân ảnh chợt lóe liền đi tới gần Tiểu Long. Tiểu Long đột phá, chân khí thật mạnh. Lục Tâm Đồng có chút cây ết yêu ta ép sợ, thực lực hiện tại của Tiểu Long đã hoàn toàn vượt trên nàng. Tiểu Long chính là yêu hoàng, thiên phú bẩm sinh thật làm người hâm mộ. Dương Quá nói. Tâm Đồng, đại ca, chúc mừng hai người đã đột phá. Lục Lâm Thiên xuất hiện, trong lòng hắn hiểu rõ sau khi hai người dùng linh dịch nhất định có thể thăng lên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, Phi Thiên Ngô Công đã tăng lên tới thất giai hậu kỳ, trong khoảng thời gian này xem như tiến bộ như bay. Ca ca, lần này Tiểu Long thăng lên thực lực sẽ tới mức nào? Lục Tâm Đồng tò mò hỏi. Sau khi Tiểu Long đột phá tới bát giai trung kỳ, đủ đối phó tôn cấp lục trọng đi, trong lực phòng ngự chỉ sợ dù gặp tôn cấp bát trọng đỉnh phong cũng không đủ khả năng gây thương tổn được hắn. Lục Lâm Thiên nói. Mạnh như vậy sao? Lục Tâm Đồng cảm khái nói. Ai bảo trên người Tiểu Long có huyết mạch của Thanh Long cùng Huyền Vũ bộ tộc đâu? Thiên Độc Yêu Long nói, Long Tu run lên, uy áp của Tiểu Long làm sắc mặt hắn có chút đỏ lên. Lục Lâm Thiên mỉm cười, thực lực của Tiểu Long vốn có chút biến thái, sau khi đột phá tới bát giai trung kỳ ngay cả hắn cũng chưa chắc làm gì được Tiểu Long. Hô! Bản thể Tiểu Long cuồn cuộn dựng lên, Long Chảo sinh vân, mơ hồ còn mang theo tiếng sấm sét vang dội. Ngao! Con mắt thứ ba trên trán Tiểu Long đột nhiên mở ra, long ngâm vang vọng, âm thanh hóa thành sóng âm lan tràn, khí thế cường hãn chấn động thiên địa năng lượng, bắt đầu trùng kích thăng lên bát giai trung kỳ. Uy áp thật mạnh! Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, khí tức của Tiểu Long làm linh hồn hắn cũng run rẩy, huyết mạch của hai bộ tộc thật sự khủng bố. Sau một lát hình thể Tiểu Long thu nhỏ lại, hóa thành hoàng mang nồng đậm, tràn ngập kim sắc hỏa diễm. Sau đó một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thân ảnh kia vẫn có bộ dáng chừng 14-15 tuổi, trường màu màu vàng lộ ra chân khí tôn quý không thể che giấu, mái tóc vàng rực, con mắt thứ ba hóa thành kim sắc ấn ký lộ ra vẻ thần bí cùng yêu dị. Tiểu Long nhắm mắt, lăng không đứng thẳng, mà nhóm người Lục Lâm Thiên cũng không dám quấy rầy. Mẹ! Thật lâu sau Tiểu Long mở mắt, đôi mắt sáng ngời phảng phất như chỉ cần liếc mắt nhìn người đều sẽ làm người thần phục. Đột nhiên cất tiếng hô to. Tiểu Long, làm sao vậy? Lục Lâm Thiên đi tới trước người Tiểu Long hỏi. Lão đại, mẹ lưu lại linh hồn ấn ký trong đầu đệ, căn dặn đệ dù đột phá bát giai trung kỳ cũng không nên đi tìm bà. Trong mắt Tiểu Long lộ vẻ ướt át. Mẹ đệ e ngại đệ gặp nguy hiểm mà thôi, yên tâm đi, không qua bao lâu chúng ta nhất định tìm được mẹ n đệ, còn cha đệ nữa. Lục Lâm Thiên vỗ vai Tiểu Long nói. Ân. Tiểu Long gật đầu, lộ ánh mắt kiên nghị nói. Di, hình như có chút phiền toái. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống,
thiên sĩ tuyết sư đang gặp phải phiền toái bên ngoài. Giữa không trung, thiên sĩ tuyết sư lăng không xoay quanh, ở trước mặt có mười mấy thân ảnh lăng không đứng thẳng, không gian xung quanh chấn động, yêu nguyên tràn ngập, những thân ảnh kia đều là yêu thú. Trưởng lão, là thiên sĩ tuyết sư bộ tộc. Một hồng y trung niên nhìn hồng bào lão giả đứng phía trước nói. Thiên sĩ tuyết sư bộ tộc, hừ. Lão giả nhìn thiên sĩ tuyết sư, ánh mắt lộ lạnh ý, giống như có thâm cửu đại hận. Các ngươi sao ngăn cản đường đi của ta, có chuyện gì không? Ánh mắt thiên sĩ tuyết sư trầm xuống, nhìn lướt qua nhóm người, bảy thất giai sơ kỳ, ba thất giai trung kỳ, người mạnh là thất giai hậu kỳ, xem khí tức còn mạnh hơn hắn, bởi vậy thiên sĩ tuyết sư cũng không dám khinh thường. Thiên sĩ tuyết sư bộ tộc, rơi vào trong tay của ta xem như ngươi xui xẻo. Hồng bào lão giả lạnh lùng nói, lăng không dậm chân, yêu nguyên tràn ngập. Suy, hơn 10 thân ảnh đồng loạt bao vây thiên sĩ tuyết sư, trong tay hồng bào lão giả đánh ra đạo khí kình cường hãn lao thẳng về hướng thiên sĩ tuyết sư. Hống, thiên sĩ tuyết sư giống lên một tiếng, trong miệng phun ra đoàn phong nhận khổng lồ thổi quét, long quyển phong lập tức cuốn tới, đem đạo khí kình xé rách dập nát. Siêu, thân ảnh thiên sĩ tuyết sư cấp tốc thối lui. Nếu luận tốc độ nhóm yêu thú kia cũng không ngăn cản được hắn, nhưng hắn cũng không muốn chưa đánh đã chạy, hắn có ngạo khí của chính mình. Đồng loạt ra tay gờ yêu ta ết hắn. Tựa hồ biết rõ tốc độ của thiên sĩ tuyết sư, hồng bào lão giả hét lớn một tiếng. Yêu nguyên lan tràn, hồng bào lão giả hóa thành một đầu biên bức rơi, đỏ tươi khổng lồ dài hơn 300 thước, thân hình đỏ như máu còn che kín bạch mang lấm tấm như mạng nhện. Chi chi. Cùng một thời gian khi hồng bào lão giả hóa thành bản thể, nhóm người còn lại đồng thời hóa thành bản thể khổng lồ, đều là biên bức đỏ tươi dài hơn 200 thước, bộ dáng cực kỳ dữ tợn, răng nanh như có máu tươi đang nhỏ xuống. Là huyết dực yêu bức bộ tộc đang đối phó một đầu thiên sĩ tuyết sư. Nghe nói hai tộc này đã sớm không chết không ngừng, gần chỗ này là địa bàn của huyết dực yêu bức, sao đầu thiên sĩ tuyết sư kia lại đi qua đây? Chỉ sợ hôm nay thiên sĩ tuyết sư gặp phải phiền toái. Hiện tại huyết dực yêu bức đã đi nhờ cậy cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, hiện tại đang giúp họ tìm kiếm một trưởng lão phản tộc, không ít cường giả huyết dực yêu bức bộ tộc đều đang ở gần đây đâu. Động tĩnh bên này làm rất nhiều yêu thú ở gần bên đi qua tụ tập, trong đó có không ít thân ảnh hình người, đều là yêu thú cấp độ thất giai biến hóa thành. Trong tiếng xèo xèo quỷ dị chói tai, 11 đầu huyết dực yêu bức xoay quanh thiên sĩ tuyết sư, chặt chẽ vây khốn hắn ở trung ương. Hống. Thiên sĩ tuyết sư rít gào một tiếng, ánh mắt dữ tợn nhìn chăm chú vào đàn huyết dực yêu bức. Tuyết sư, làm sao vậy? Ngay lúc tình huống có chút gươm tuốt vỏ nỏ dương dây, một âm thanh truyền ra. Không ít người nghe âm thanh nhìn lại, nháy mắt kinh ngạc chứng kiến trên lưng thiên sĩ tuyết sư đột nhiên hiện ra một vật vô cùng quỷ dị. Không gian xung quanh chao đảo, từ bên trong bước ra vài thân ảnh. Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Tiểu Long bọn họ xuất hiện bên ngoài thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên lập tức thu lại thiên trụ giới vào trong tay. Chủ nhân, tuyết sư thối lui ra sau Lục Lâm Thiên, ánh mắt lướt qua 11 đầu huyết dực yêu bức, nói. Ta cũng không biết vì sao nhóm huyết dực yêu bức này cản trở đường đi của ta, không cho ta đi tới. Huyết dực yêu bức, Lục Lâm Thiên nhìn qua nhóm yêu thú, có chút hơi ngạc nhiên, huyết dực yêu bức cũng là yêu thú có huyết mạch cực cao, không kém hơn thiên sĩ tuyết sư. Bản thân là yêu thú phong hệ, nhưng thiên tính hung tàn, khát máu, số lượng cực kỳ khổng lồ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lại đảo qua thiên không, cảm thấy kỳ lạ, xung quanh đây tụ tập rất nhiều yêu thú, tổ yêu lâm là địa bàn của yêu thú, điều này cũng không kỳ quái, nhưng nơi này tựa hồ hơi nhiều một chút. Nguyên lai là mấy nhân loại hèn mọn. Hồng bào lão giả nhìn thấy nhóm người Lục Lâm Thiên, cảm giác chân khí của họ, ánh mắt hung ác bạo ngược trầm xuống. Nhìn thiên sĩ tuyết sư khinh thường nói. Hóa ra thiên sĩ tuyết sư lại trở thành tòa kỵ của nhân loại, người càng nên chết đi. Có nhân loại. Đông đảo yêu thú xung quanh vừa nghe vậy lập tức lộ ra địch ý, nhìn thấy yêu thú trở thành tòa kỵ của nhân loại, lập tức ký công vẫn trong yêu thú. Mấy lão thử tạp mau, mau cút cho ta. Tính tình thiên độc yêu long vốn không tốt, gầm lên một tiếng. Ngươi là ai? Đây là địa bàn của huyết dực biên bức chúng ta. Người muốn chết phải không? Hồng bào lão giả tựa hồ cảm giác được chân khí của thiên độc yêu long không tầm thường, nhưng đang ở trên địa bàn của mình, hắn tất nhiên không lo lắng, không ít cường giả trong tộc đều đang ở gần bên này. Ánh mắt thiên độc yêu long trầm xuống,
làm sao còn nhẫn nhịn được, yêu nguyên đột nhiên tràn ra, thân hình giống như hắc quang lập tức lao thẳng về hướng hồng bào lão giả. Chỉ nháy mắt khi đầu yêu thú thất giai hậu kỳ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thân hình thiên độc yêu long đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Muốn chết! Một tiếng quát lạnh truyền ra, một cỗ yêu khí cường hãn tràn ngập, ngay tiếp theo thiên độc yêu long vung tay chém ra. Không tốt, là yêu thú bát giai. Nhóm huyết dực biên bức nhất thời cảm thấy không xong, căn bản không kịp chạy trốn, quanh thân lập tức bố trí cương khí phòng ngự, uy áp mơ hồ tràn ngập. Suy! Nhưng thiên độc yêu long hoàn toàn không để vào trong mắt, trực tiếp vung tay, một đạo hắc sắc quang trụ mang theo khí tức gay mũi khó ngửi bay ra, hung hăng va chạm vào quang quyển. Phanh! Những động tác này chỉ xảy ra trong tích tắc, quang quyển lập tức run rẩy lên, vặn vẹo nứt nẻ sau đó liền phá nát. Oanh! Không gian nổ tung, thật nhiều ánh mắt kinh ngạc trợn tròn nhìn qua, chỉ thấy không gian bị nện nứt vụn thành từng khúc, lộ ra khe không gian tối đen. Khe không gian nháy mắt liền biến mất, mà thân hình khổng lồ của huyết dực biên bức trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán giữa không trung. Hừ, chỉ là một lão thử tạp mao thất giai cũng dám kêu gào, còn không cút ngay cho ta. Thiên độc yêu long trừng mắt quát to. Trưởng lão chết rồi. Nhìn thấy trưởng lão chỉ một chiêu đã bị đánh chết, sắc mặt 10 đầu huyết dực biên bức kinh hãi, dưới tiếng quát của thiên độc yêu long, lập tức bỏ chạy, làm sao còn dám ngăn cản, chỉ mong trốn nhanh hơn một chút. Cấp độ bát giai, người kia là yêu thú bát giai. Không ít ánh mắt đều kinh ngạc, vốn họ còn định đối phó nhóm nhân loại kia, nhưng nhìn thấy nhân loại có yêu thú bát giai đi theo bên cạnh, làm sao còn dám tới gần, cũng không có ai muốn tìm chết. Lục Lâm Thiên cũng không có ý định đuổi theo, ở tổ yêu lâm thêm một chuyện còn không bằng bớt một chuyện. Trưởng môn, chúng ta có thể đi rồi. Thiên độc yêu long quay về trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư nói. Tuyết Sư, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng vẫn vô cùng nghi hoặc. Khi hắn càng đi sâu vào trong núi, càng thêm kinh ngạc, bởi vì yêu thú ngày càng nhiều. Siêu! Ngay địa phương xảy ra tranh chấp vừa rồi, hơn 10 thân ảnh xuất hiện, từng đạo chân khí cường hãn run lên, sắc mặt nhóm người kia vô cùng khó xem. Không nghĩ tới huyết phong trưởng lão đã tới, xem ra nhóm nhân loại kia sẽ xui xẻo rồi. Trưởng lão huyết phong của huyết dực biên bức bộ tộc xuất hiện rồi. Nghe nói huyết phong trưởng lão bế quan, lần này bởi vì giúp đỡ cửu vĩ yêu hồ bộ tộc tìm trưởng lão phản tộc nên mới đặc biệt xuất quan hỗ trợ. Huyết dực biên bức bộ tộc thật vất vả mới bám lên gốc đại thụ cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, tự nhiên phải tận tâm tận lực, nghe nói lần này không chỉ riêng trưởng lão huyết phong xuất quan thôi đâu. Trưởng lão, ở nơi này, huyết khương trưởng lão bị gờ yêu ta ết ở đây. Một thân ảnh bất an nói. Đồ khốn, ở trong địa bàn của huyết dực biên bức chúng ta lại dám đánh chết tộc nhân chúng ta cùng hắn không chết không ngừng, đuổi theo cho ta muốn đem nhân loại hèn mọn kia nghiền xương thành cho. Một lão giả chừng 60 tuổi gầm thét, ánh mắt đỏ hận ý ngập trời, ngay trên địa bàn của mình lại bị nhân loại gờ yêu ta ết chết tộc nhân của mình, sau này họ sẽ trở thành trò cười của cả tổ yêu lâm. Nhất định phải gờ yêu ta ết những người đó, không chết không ngừng. Thân ảnh nhóm cường giả huyết dực biên bức bộ tộc cấp tốc đuổi theo phía trước. Chúng ta mau đi xem. Nhóm yêu thú vây xem cũng tò mò đuổi theo sau. Bên trong núi non rộng lớn, thiên sĩ Tuyết Sư cấp tốc bay nhanh về phía trước. Ca ca, huynh có phát hiện hay không, yêu thú nơi này có chút không quá bình thường đi. Lục Tâm Đồng phát hiện biến hóa trong núi, nhìn qua giống như đang có nhiều yêu thú tìm kiếm gì đó. Không sai. Lục Lâm Thiên nhướng mày. Xa xa xuất hiện dãy kiến trúc rộng lớn, không khác biệt với kiến trúc của nhân loại, nhưng thể tích thật khổng lồ, đều dùng đá lớn xây dựng, mặt ngoài được mài vô cùng bóng loáng. Nhìn chăm chú về phía trước, dãy kiến trúc liên miên rậm rạp khổng lồ, Lục Lâm Thiên nhìn thấy có không ít yêu thú đều đi về nơi đó, liền nhìn thiên độc yêu long hỏi. Độc Long huynh, người có biết phía trước là địa phương nào hay không? Hẳn là một tòa yêu thành đi, trong linh hoàng nhai nơi nơi cũng có một ít đại thành. Tương đương như thành thị của nhân loại, cực kỳ phồn hoa, không ít yêu thú có thể tìm mua đan dược hoặc vật dùng tu luyện trong đó, có linh bộc yêu thú, hoặc đem linh bộc luyện chế đan dược mang ra bán, mà yêu thành cũng là nơi giao dịch lớn nhất. Thiên độc yêu long nghĩ nghĩ nói. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, xem ra giữa nhân loại cùng yêu thú đã không có khác biệt gì quá lớn, cũng đã có yêu thành của mình, điểm này trước kia hắn chưa từng nghe nói qua. Yêu thành,
không biết có điều gì kỳ lạ hay không, ca ca, chúng ta có nên đi xem thử. Lục Tâm Đồng nhất thời nổi lên hứng thú, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói về yêu thành, trong lòng không nhịn được hiếu kỳ. Lão đại, ta cũng muốn đi xem. Ánh mắt Tiểu Long chợt lóe, cũng muốn đi kiến thức một lần. Được rồi, chúng ta đi nhìn xem. Lục Lâm Thiên cũng hứng thú, nói không chừng vào yêu thành còn có thể tìm được tin tức về Huyền Vũ hoàng tộc. Lúc này thực lực mọi người đã gia tăng, hơn nữa còn có Tiểu Long đi cùng, Lục Lâm Thiên cũng không cẩn thận như lúc mới đi vào nơi này, dù sao hiện tại người có thể uy hát yêu ta ép được bọn họ không nhiều lắm. Mọi người nhảy xuống đất, Thiên Sĩ Tuyết Sư hóa thành hình người, bảy người rất nhanh bay về hướng yêu thành. Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá thu liễm chân khí, yêu thú bình thường căn bản không thể điều tra họ, cho dù nhìn ra được kỳ thật cũng không có gì. Yêu thú mang theo linh bộc vũ phó theo bên người mặc dù không quá thông thường trong tổ yêu lâm, nhưng tuyệt đối cũng không mới lạ. Yêu thành ngày càng gần, không ít yêu thú đều đi tới, mà yêu thú phi hành cũng không dám bay cao thẳng vào thành, tựa hồ có điều băn khoăn nào đó. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú về phía trước, từng dãy kiến trúc liên miên không thấy cuối, mà bên ngoài còn có một tường thành uốn lượn khổng lồ. Tường thành cao lớn, đều dùng đá lớn xây dựng. Mà ở cửa thành còn có không ít yêu thú tứ giai đang trú đóng. Huyết dực yêu bức. Lục Lâm Thiên nhíu mày, nhóm yêu thú kia đều là huyết dực yêu bức. Theo hắn suy đoán, chỉ sợ yêu thành có quan hệ với huyết dực yêu bức bộ tộc. Lúc trước nghe nói nơi này là địa bàn của bọn hắn, nhìn qua thật sự là như thế. Chủ nhân, là huyết dực yêu bức bộ tộc. Nhóm người tuyết sư cũng nhìn thấy nhóm yêu thú kia. Không cần để ý, chúng ta chỉ nhìn xem một chút rồi rời đi liền. Lục Lâm Thiên nói, dù sao đã tới cửa thành, phỏng chừng tin tức lúc nãy Thiên Độc Yêu Long đánh chết huyết dực yêu bức thất giai hậu kỳ còn chưa được truyền ra. Mọi người đi theo đàn yêu thú tiến vào trong thành, ánh mắt nhóm huyết dực yêu bức đảo qua mọi người, nhưng lại không nhìn ra được gì, mọi người lập tức tiến vào trong thành. Bên trong thành ồn ào náo nhiệt, ngã tư đường rộng lớn tràn ngập yêu thú đi lại, chung quanh là từng dãy kiến trúc hùng vĩ, con đường rộng lớn. Cả yêu thành làm cho người ta có loại cảm giác thật rầm rộ. Hống, ngao, trên đường lớn rộng mở, dòng yêu thú không ngừng đi qua, mang theo tiếng thú minh ầm ĩ, đều là một ít yêu thú thu nhỏ thể tích thân thể, không ít linh bộc cùng vũ phó đi cùng, tự nhiên còn có không ít yêu thú thất giai. Đám đông yêu thú nhìn thấy những yêu thú thất giai hóa hình người, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ, đột phá thất giai chính là hy vọng của toàn bộ yêu thú. Bước lên thất giai xem như bước chân vào hàng ngũ cường giả tổ yêu lâm, đều được toàn bộ yêu thú đê giai tôn kính. Thật nhiều yêu thú. Đôi mắt Lục Tâm Đồng luôn chuyển động, vô cùng kinh ngạc, yêu thành đúng là thiên đường của yêu thú, mặc dù số lượng không thể so sánh với nhân loại nhưng nếu so với những thành nhỏ hay đại trấn của nhân loại cũng không kém chút nào. Chỉ nói về chủng loại cũng phải trên ngàn chủng tộc, thậm chí có không ít yêu thú huyết mạch không thấp. Quốc gia yêu thú A. Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc, nơi nơi đều là yêu thú, lúc này chỉ cảm giác nhân loại vô cùng nhỏ bé. Đều cẩn thận một chút, chúng ta nhìn xung quanh đi. Lục Lâm Thiên thay đổi sắc mặt, hắn thật sự muốn mở rộng thêm kiến thức. Hai bên đường cũng như thành thị của nhân loại, đều là cửa hàng, nhưng nhỏ hơn cửa hàng của nhân loại không ít, Lục Lâm Thiên còn nhìn thấy có không ít cửa hàng trồng chất vô số linh dược. Nhìn thấy linh dược, Lục Lâm Thiên lập tức hứng thú. Lập tức đi vào trong cửa hàng, có không ít linh dược giá trị thật xa xỉ, làm cho hắn vừa nhìn thấy vô cùng động tâm. Lục Lâm Thiên muốn hỏi thăm giá cả, nhưng chỉ đành để Thiên Độc Yêu Long cùng Tuyết Sư đi hỏi, bởi vì trong yêu thành chỉ dùng thú ngữ, khi đạt tới tứ giai đều có thể nói tiếng người, nhưng ở trong tổ yêu lâm, nói tiếng người thật dễ dàng bị yêu thú xem là linh bộc vũ phó, sẽ bị các yêu thú khinh thường. Đương nhiên, ở lúc bình thường yêu thú thất giai lại lựa chọn nói tiếng người. Bởi vì nhìn qua như văn nhã hơn một ít, nhưng so sánh mà nói thú ngữ vẫn là dòng chính. Sau khi hỏi được tin tức, Lục Lâm Thiên thật bất đắc dĩ, bởi vì linh dược bán ra không thu kim tệ mà là đồng giá trao đổi. Ở trong tổ yêu lâm không lưu thông kim tệ, có lấy kim tệ cũng vô dụng, nếu cần gì chỉ dùng vật trao đổi. Nói cách khác chính là không dùng tiền. Lục Lâm Thiên thật buồn bực, mặc dù hắn xem trọng không ít linh dược, nhưng người ta muốn dùng vật trao đổi. Hắn lập tức mất đi hứng thú, thầm than linh dược rơi vào trong tay yêu tộc thật sự đáng tiếc. Đi dạo không ít địa phương, có nhiều chỗ làm cho hắn thật bất đắc dĩ, thậm chí còn buôn bán nhân loại, trao đổi linh bộc cùng vũ phó, sinh ý cực kỳ nhộn nhịp,
cũng như trong đại thành nhân loại chuyên mua bán yêu thú, dòng người khổng lồ, tiếng gầm gừ vang vọng không ngừng, một đám linh bộc phũ phó ủ rũ, muốn chết cũng không chết được. Mà mọi người càng không ngờ chính là nhìn thấy một cửa hàng chuyên bán thức ăn, chỉ kinh doanh thịt người, yêu thú có thể cầm linh dược hay đan dược hoặc vật khác đi mua nhân loại, sau đó trực tiếp cắn nuốt, có thể nói cực kỳ tàn nhẫn. Vừa nhìn thấy cảnh này Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá đều muốn động thủ, lại bị Lục Lâm Thiên ngăn cản, hắn cũng muốn phá hủy nơi này nhưng ngẫm lại chỉ biết cười khổ. Loại địa phương như vậy ở trong tổ yêu lâm chỉ sợ không ít, hắn phá hủy một nơi phỏng chừng hôm sau lại xuất hiện, hoàn toàn không hữu dụng, ngược lại sẽ gây ra phiền toái. Đây chỉ là thế giới người mạnh sinh tồn, nhân loại cũng từng đánh chết yêu thú, ở trong thế giới này muốn sống sót chỉ có thể làm cho mình cường đại, nếu không gặp phải tai họa chỉ có thể chịu phận bất hạnh. Mau tới nghe một chút, vừa nhận được tin tức, người phản tộc trong cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đã bị vây quanh trong thiên phong cốc. Trên một quảng trường vang lên tiếng người nói chuyện, nhất thời khiến không ít yêu thú chú ý. Cửu vĩ yêu hồ. Vừa nghe được bốn chữ này, trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, lập tức nhớ tới một thân ảnh áo trắng như tuyết, lại yêu mị động lòng người. Mà ánh mắt Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng nhất thời đều nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không nói gì, lập tức chen vào trong đàn thú, nhìn chằm chằm vào một yêu thú thất giai hóa hình người mặc áo đen đang đứng. Vậy cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đã bắt được người hay chưa? Không ít yêu thú hỏi thăm. Còn chưa bắt được, nhưng phỏng chừng cũng nhanh thôi. Lần này cửu vĩ yêu hồ bộ tộc xuất động không ít cường giả. Ta nhận được tin tức bọn hắn còn truyền ra lời nói. Nếu ai tìm được Bạch Linh sẽ có trọng thưởng. Nếu ai tự mình bắt được Bạch Linh thì muốn bao nhiêu thù lao cứ mở miệng. Hiện tại đã có không ít cường giả chạy tới thiên phong cốc, đều muốn tìm được Bạch Linh kia. Đại hán áo đen nói. Bạch Linh. Trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, Bạch Linh, còn có chuyện gì trùng hợp như thế? Lão đại, có phải là Bạch Linh tỷ hay không? Tiểu Long lo lắng hỏi. Độc Long huynh, nhanh đi hỏi thăm một chút. Lục Lâm Thiên nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chân tướng việc này. Được. Thiên Độc Yêu Long liền đáp, thân ảnh chợt lóe đã xuất hiện trước người đại hán áo đen, dùng không gian lực trói buộc, đặt tay lên vai người kia. Đại hán áo đen không ngờ lại có người ra tay với mình, bởi vì huyết dực yêu bức bộ tộc đã có nói rõ, không cho phép đánh nhau trong thành, nhưng lúc này hắn đã rơi vào trong tay đối phương. Ngươi muốn làm gì? Đại hán cả kinh muốn thối lui nhưng không thể nhúc nhích, yêu nguyên đã bị cấm chế. Mau nói cho rõ ràng, ngươi vừa nói chuyện giữa cửu vĩ yêu hồ bộ tộc cùng Bạch Linh kia, nếu không nói rõ ngươi nhất định phải chết. Thiên Độc Yêu Long quát khẽ, yêu nguyên run lên. Lập tức phóng thích chân khí bát giai. Yêu thú bát giai. Không ít yêu thú vội vàng thối lui, sắc mặt kinh ngạc nhìn Thiên Độc Yêu Long, mà đại hán áo đen cũng không cách nào phản kháng. Ta nói. Đại hán vội vàng gật đầu nói. Mấy tháng trước trong cửu vĩ yêu hồ bộ tộc truyền ra tin tức, nói có một trưởng lão tên Bạch Linh phản tộc, hiện tại đang bị truy nã, nếu ai biết hành tung của Bạch Linh hoặc tự tay bắt được nàng, sẽ được trọng thưởng. Dừng lại một chút đại hán nói tiếp. Gần đây có tin tức nói Bạch Linh bị vây trong thiên phong cốc, không ít cường giả cửu vĩ yêu hồ bộ tộc còn có cường giả các tộc đều đang tìm kiếm trong cốc, đều muốn bắt được Bạch Linh, nhưng nàng lại cực kỳ lợi hại, đã có tu vi bát giai trung kỳ, rất khó đối phó, tốc độ lại cực nhanh, cho nên vẫn chưa bắt được, ta chỉ biết bao nhiêu đó, van cầu ngươi thả ta đi. Lão đại, nhất định là Bạch Linh tỷ. Sắc mặt Tiểu Long ngưng trọng nhìn Lục Lâm Thiên. Thiên phong cốc ở địa phương nào, đưa chúng ta đi. Thiên Độc Yêu Long xách lên đại hàn áo đen nói. Dám cản rỡ trong huyết dực yêu thành, các ngươi muốn chết phải không? Nhưng ngay lúc này trên không trung truyền ra tiếng quát bén nhọn, tiếng quát rơi xuống, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện trước mặt Thiên Độc Yêu Long không xa, yêu nguyên lan tràn, một đạo chảo ấn lập tức bao phủ về hướng Thiên Độc Yêu Long. Yêu thú bát giai, chỉ nháy mắt không gian như động lại. Một đạo chảo ấn quỷ dị hiện lên, hung hăng chộp vào trái tim Thiên Độc Yêu Long, cả không gian đều bị va chạm lõm xuống. Cút ngay cho ta. Cùng một thời gian, cảm giác được thực lực của đối phương, Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, thân hình tháp sắt nhất thời lui ra sau một bước, ánh mắt hiện lạnh ý, làm mang yêu nguyên nương theo sau hắc sắc độc vụ giống như hồng thủy lập tức lan tràn ra ngoài. Tu vi bát giai trung kỳ phóng thích, yêu nguyên bạo tuôn, tay trái Thiên Độc Yêu Long nắm lấy đại hán áo đen. Tay phải đột nhiên siết chặt, lập tức oanh ra một quyền,
quyền ấn đón gió liền bạo tăng, âm thanh nổ tung chói tai vang vọng khắp cả không trung. Quyền ấn bay ra, hung hăng va chạm cùng chảo ấn, tựa như hai viên vẫn thạch đụng chạm, âm thanh nổ bạo làm người chấn động. Oanh! Kinh khí cường hãn phun trào, mặt đất thoáng chốc hiện lên khe nứt như mạng nhện rậm rạp khắp nơi. Đặng đặng! Hai thân ảnh đồng thời bị đẩy lui, nháy mắt đã bị chấn lùi vài bước. Siêu siêu! Mấy trăm đầu huyết dực yêu bức tứ giai ngũ giai lục giai thu nhỏ xoay quanh trên bầu trời, 20 đầu yêu thú thất giai hình người lập tức xuất hiện sau lưng Hồng Y Nhân mới giao thủ với thiên độc yêu long khi nãy. Hồng Y Nhân chính là một lão giả âm trầm khoảng 60 tuổi, quanh thân mang theo mùi máu tanh, yêu nguyên run lên, chân khí bát giai trung kỳ, tựa hồ cũng đã dựa vào sau, cao hơn thiên độc yêu long một ít, nhưng thực lực một kích vừa rồi lại không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Tam trưởng lão huyết nhận huyết dực yêu bức bộ tộc. Yêu thú vừa rồi lá gan thật lớn, không ngờ dám nháo sự trong huyết dực yêu thành. Chung quanh vang lên tiếng nghị luận, tựa hồ có không ít người nhận ra nhóm người vừa xuất hiện. Hừ, các hạ dám nháo sự trong huyết dực yêu thành, người đã tới lộn chỗ rồi. Lão giả nhìn thiên độc yêu long, một chiêu vừa rồi cũng làm cho hắn biết thực lực của đối phương không dễ trêu chọc, nhưng không thể phá hủy quy củ trong yêu thành. Lại là huyết dực yêu bức bộ tộc, ta còn có chuyện cần làm, ngươi đừng làm chậm trễ thời gian của ta, nếu không ta san bằng tòa phá thành này của ngươi. Thiên độc yêu long quát một tiếng, vừa biết tin tức của Bạch Linh, hắn suy đoán trưởng môn cùng tiểu long cũng không muốn hao phí quá nhiều thời gian ở đây. Hừ, dám nháo sự trong huyết dực yêu thành, còn dám cản rỡ như thế, khi dễ huyết dực yêu bức bộ tộc không tồn tại hay sao? Không gian xung quanh rung lên, lại một thân ảnh màu đỏ xuất hiện. Lập tức rơi xuống trước mặt Hồng Y lão giả. Ánh mắt người vừa tới thật hung ác bạo ngược, tóc cùng lông mày màu đỏ, nhìn qua giống như dùng máu tươi nhuộm đỏ, khoảng 60 tuổi, toàn thân lộ ra khí tức âm tà dày đặc. Thành chủ huyết dực yêu thành, nhị trưởng lão huyết hoành. Không nghĩ tới cả thành chủ huyết hoành cũng bị kinh động. Nhìn thấy người vừa tới, không ít yêu thú càng thêm kinh ngạc, không tự chủ được thối lui ra sau, nhìn dáng vẻ không tránh khỏi cuộc đại chiến. Hai bát giai trung kỳ. Lục Lâm Thiên nhủ thầm, lão giả tóc đỏ mày đỏ có tu vi đã tới bát giai trung kỳ đỉnh phong, thực lực hai yêu thú này xem như không kém. Huyết dực yêu bức bộ tộc, vậy các ngươi muốn sao? Nhìn thấy hai yêu thú kia, thiên độc yêu long thản nhiên hỏi, hắn cũng không để vào trong mắt, chỉ đang nhẫn nại tính tình, trong lòng tự có chừng mực cũng không muốn nháo sự trong lúc này. Ở trong huyết dực yêu thành nháo sự, tự đoạn một tay thì có thể đi. Ánh mắt Hồng Mi lão giả âm tàn nhìn thiên độc yêu long, dạo gần đây nơi này có không ít yêu thú đi vào, nếu việc này xử lý không tốt, người khác còn tưởng rằng huyết dực yêu bức bộ tộc dễ trêu chọc, vừa lúc lấy người này gỡ yêu ta ết gà dọa khỉ. Mẹ ngươi, bổn long! Thiên độc yêu long hét lớn, nhưng lời vừa ra khỏi miệng Lục Lâm Thiên đã đi tới trước mặt hắn, phất tay ý bảo hắn lui ra sau. Hai vị, chúng ta còn có việc gấp, cũng không muốn động thủ, tốt nhất đừng trêu chọc chúng ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, theo thực lực chỉnh thể mà xem, chỉ sợ thực lực huyết dực yêu bức bộ tộc còn mạnh hơn hỏa vũ ngốc ưng bộ tộc một ít. Dứt lời, Lục Lâm Thiên xoay người rời đi, hiện tại hắn thật sự không muốn chậm trễ thời gian. Kiệt kiệt, nguyên lai là một nhân loại nhỏ bé, còn dám uy hát yêu ta ép chúng ta, muốn chết. Huyết nhận đương nhiên không muốn bỏ qua, cười lạnh nói. Suy. Dứt lời. Ánh mắt huyết nhận âm lệ trầm xuống, thủ ấn biến hóa, một đạo phong nhận bắn thẳng vào gáy Lục Lâm Thiên. Sắc mặt Lục Lâm Thiên tối sầm, cánh tay run lên, một đạo chảo ấn nóng cháy cuồng bạo nhất thời bay ngược ra ngoài. Suy suy, hai cỗ lực lượng va chạm, nháy mắt biến mất giữa không trung, giống như không hề có chút năng lượng tiết ra ngoài. Là các ngươi đang tự chui đầu vào chỗ chết. Lục Lâm Thiên lập tức xoay người, ánh mắt vô cùng âm trầm, sát ý nháy mắt lan tràn. Vũ Tôn, huyết nhận cùng huyết hoành có chút kinh ngạc, nhìn nhân loại kia không có chân khí dao động, không nghĩ tới người này lại là Vũ Tôn. Sắc mặt huyết hoành cực kỳ âm tàn, nói. Không nghĩ tới người lại là Vũ Tôn, che giấu thật sâu a, nhưng ở trước mặt ta, người còn chưa có tư cách hung hăng càn quấy, thực lực của ngươi chỉ sợ còn chưa đủ. Vừa dứt lời, thân thể huyết hoành đột nhiên run lên, yêu nguyên lan tràn bao phủ thiên không, khí thế nhanh chóng tăng vọt. Huyết nhận. Người đối phó yêu thú kia, ta đối phó nhân loại này. Huyết hoành bước tới trước,
vô số phong nhận bay ra, chỉ nháy mắt ngắn ngủi cả mặt đất quảng trường đều hiện lên khe nứt rậm rạp, mà thanh thế của huyết hoành càng thêm khủng bố, càng thêm hung ác bạo ngược. Nhân loại này xui xẻo rồi, trưởng lão huyết hoành đã động sát ý. Gần đây yêu thú các tộc tiến vào phiến sơn mạch này rất nhiều, thành chủ huyết hoành cần gợi yêu ta ết gà dọa khỉ đi. Ánh mắt huyết hoành gắt gao nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, chảo ấn ngưng tụ, tốc độ cực nhanh, nhất thời lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Ca ca, âm thanh nổ tung răng rắc không ngừng vang vọng. Hừ, ngay lúc chảo ấn mới bay tới trước người Lục Lâm Thiên, một tiếng hừ lạnh truyền ra, đột nhiên một đạo quyền ấn bay tới, trực tiếp nghênh đón chảo ấn kia. Long ảnh tí, chỉ nháy mắt hoàng mang như cuồng phong gào thét bộc phát, không gian xung quanh chảo ấn đều bị chấn vỡ. Ngao, long ngâm vang vọng, chảo ấn nứt nẻ, hư ảnh một đầu hoàng kim cự long rít gào cuồn cuộn dựng lên, trong tích tắc va chạm vào người huyết hoành. Phanh, không gian xung quanh huyết hoành lập tức phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, nháy mắt đột nhiên ngừng lại lặng yên biến mất. Nhân loại thật mạnh, nhìn thấy một màn trên không, dưới kình khí khủng bố khuếch tán, toàn bộ yêu thú đều hít sâu một hơi, thực lực thanh niên kia không ngờ lại mạnh tới như vậy. Đặng đặng. Trong kình khí ngập trời, thân hình huyết hoành bị đẩy lui, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt cả kinh, tựa hồ không nghĩ tới kết quả này. Chi chi, huyết hoành chợt lóe, một cỗ yêu nguyên phong hệ lan tràn, không gian run lên, thân hình hắn hóa thành bản thể khổng lồ lớn chừng 400 thước, bản thể đỏ thẫm như máu, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Huyết hoành hét lớn một tiếng, uy lực tăng lên cực hạn. Ánh mắt vô cùng hung ác bạo ngược nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, lấy bản thể của hắn so sánh, nhìn qua chẳng khác gì kiến cùng voi. Thân hình huyết hoành từ trên không vồ xuống, trực tiếp cắn thẳng vào đầu Lục Lâm Thiên, chân khí cường hãn khiến không gian bị xé mở. Chi chi! Cùng một thời gian, huyết nhận cũng đã hóa thành bản thể, tốc độ nhanh như chớp hung hăng đánh thẳng tới Thiên Độc Yêu Long. Tự tìm chết thì đừng sống nữa. Lục Lâm Thiên tràn ngập sát ý, thủ ấn kết xuất. Một đạo quang mang chói mắt nhất thời tán phát. Quang mang nhanh chóng khuếch tán, từng đợt không gian xung quanh nháy mắt hòa lẫn khiến quang mang nhanh chóng bao phủ cả không gian. Chỉ nháy mắt huyết hoành đã bị quang mang bao trùm, thậm chí cả huyết nhận đang chiến đấu cách đó không xa cũng bị bao phủ bên trong. Cả không gian đều chao đảo, năng lượng phong hệ đáng sợ gào thét, mang theo phong nhận xé rách không gian xoay tròn bên trong, năng lượng phong hệ bàng bạc điên cuồng hội tụ. Bản thể của huyết hoành cùng huyết nhận đồng thời bị nhốt kín, chỉ cảm thấy cả không gian ngoại trừ năng lượng phong hệ còn có một cỗ linh hồn lực cuồn cuộn lan tràn, linh hồn lực làm linh hồn run rẩy, ngoài ra còn có lực lượng trói buộc thật lớn. Chỉ nháy mắt cả hai đồng thời kinh hãi, giống như bị hoa mắt, lực công kích rõ ràng ở phía trước, nhưng nháy mắt đã thổi quét lên người bọn hắn. Chi chi! Không gian lực vỡ áp khắp bốn phương tám hướng. Phong nhận cường hãn nháy mắt xé toang phòng ngự quanh bản thể huyết hoành cùng huyết nhận, giống như muốn phá nát thân thể của bọn hắn, thân hình cả hai đã bắt đầu nứt nẻ, máu tươi chảy ra, linh hồn lực lại tràn vào trong đầu bọn hắn. Lực công kích thật khủng gây S.I.O.T.A.F, bên trong còn có công kích linh hồn, còn có không gian lực. Nhân loại này là linh giả hay vũ giả a? Nhân loại thật mạnh, hai người huyết hoành cùng huyết nhận gặp tai ương. Lực công kích khủng bố khiến không ít yêu thú vây xem đều hoảng sợ, có một ít yêu thú thực lực không kém đã nhìn ra được một ít manh mối. Nhưng vẫn không có ai nhìn ra được lúc này Lục Lâm Thiên thi triển thời không lao ngục, hắn tu luyện trong thiên trụ giới suốt hơn một năm thời gian, đã thành công đem lĩnh ngộ thời gian dung hợp, nhưng lúc này đạt được hiệu quả làm uy lực thời không lao ngục tăng thêm một tầng cấp. Thời không lao ngục của nhị đệ tựa hồ đã mạnh hơn không ít. Dương quá kinh ngạc nói. Hình như ca ca còn gia nhập cả thời gian bên trong. Ánh mắt Lục Tâm Đồng chợt lóe, nàng cũng lĩnh ngộ một ít thời gian, lúc này nhận thấy được biến hóa bên trong. Đồ khốn, dừng tay cho ta, dừng tay. Nhưng ngay lúc này xa xa vang lên tiếng quát, sóng âm dồn dập vang vọng trên trời cao. Thời không lao ngục, bảo. Lục Lâm Thiên đã sớm có cảm giác, năm ngón tay đột nhiên áp xuống, ngay sau đó vang lên âm thanh nổ tung như sấm sét. Vang vọng dựng lên cuối chân trời. Oanh oanh! Không gian thời không lao ngục nháy mắt nổ tung, khe không gian tối đen khuếch tán, năng lượng phong bạo khủng bố trong khoảnh khắc thổi quét khắp xung quanh, linh hồn chân khí xen lẫn theo phong nhận tàn sát bừa bãi đầy trời, tựa như quang mang bao phủ khiến không gian xung quanh không ngừng tán phát.
không ít yêu thú xa xa đều chấn kinh, bản thể huyết hoành cùng huyết nhận trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, mang theo máu tươi tuôn tràn giữa không trung, thậm chí hồn anh cũng không chạy thoát. Hô hô! Mọi người hít sâu một hơi, chợt dùng mình. Đồ khốn, dám đánh chết cường giả huyết dực yêu bức bộ tộc, ta phải đem các ngươi lột ra gờ yêu ta ết chết, nghiền xương thành cho. Một âm thanh tràn ngập sát ý truyền tới, một hồng y nhân xuất hiện, ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc, trực tiếp đánh thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Suy! Tốc độ cực nhanh, trong ánh mắt hoảng sợ của các yêu thú, không gian sau lưng Lục Lâm Thiên chao đảo, thân ảnh hắn nhất thời bị phá nát, nhưng một kích kia cũng không có vết máu, thân hình Lục Lâm Thiên cũng đã tiêu tán giữa không trung. Phanh! Ngược lại giải lụa yêu nguyên đánh thẳng xuống mặt đất, nháy mắt đánh ra một hố sâu, đá vụn kích bay tung tóe. Tàn ảnh! Một lão giả hơn 60 tuổi nháy mắt xuất hiện trên quảng trường, mặc hồng sam, thân hình nhỏ gầy có chút khô héo, đầu có chút nhọn. Ánh mắt vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang tiêu tán của thanh niên kia, sát ý càng lúc càng dày đặc. Siêu siêu. Cùng một thời gian hơn 10 thân ảnh rơi xuống, từng đạo chân khí cường hãn run lên, sắc mặt bọn hắn vô cùng khó xem khiến cả không gian tràn đầy áp lực. Tổng cộng có hơn 30 thân ảnh, thấp nhất cũng đã thất giai, còn có 4 cấp độ bát giai. Suy. Thân hình Lục Lâm Thiên xuất hiện bên cạnh Thiên Độc Yêu Long, ánh mắt đảo qua phía trước tràn ngập hàn ý. Hình như là đại trưởng lão huyết phong của huyết dực yêu bức bộ tộc. Chỉ sợ hắn bế quan mấy trăm năm vẫn chưa từng xuất hiện rồi. Lần này hắn vì giúp cửu vĩ yêu hồ bộ tộc tìm kiếm Bạch Linh nên mới đặc biệt xuất quan hỗ trợ, nhân loại kia xem như xui xẻo. Siêu siêu. Sắc mặt ba người Lục Tâm Đồng thay đổi, lập tức đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhóm yêu thú kia nhân số không ít, đầu lĩnh đã đạt tới bát giai hậu kỳ. Mấy nhân loại cùng yêu thú đáng chết. Dám đánh chết huyết khương, huyết nhận cùng huyết hoành, hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Sắc mặt huyết phong xanh mét, tràn ngập oán hận nói. Nếu ngươi dám tiếp tục dây dưa ta, kẻ chết nhất định là ngươi, đừng trách ta nhổ tận gốc huyết dực yêu bức bộ tộc. Trong lòng Lục Lâm Thiên đang sốt ruột, vạn nhất Bạch Linh xảy ra biến cố sẽ phiền toái. Kiệt kiệt, nhân loại đáng chết, dám khẩu suất cuồng ngôn. Huyết phong hét lớn một tiếng. Nhân loại. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Bát giai hậu kỳ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Thực lực huyết phong chỉ sợ đã ở trên cấp độ tôn cấp bát trọng, mặc dù kém hơn Hắc Vũ nhưng có lẽ có được khả năng đối kháng mang linh lão tổ cùng thiên dương tôn giả. Thực lực như vậy đã là cường giả tuyệt đối, sắc mặt Lục Lâm Thiên có chút ngưng trọng, bởi vì muốn đối phó người này thật sự khó khăn thật lớn. Không cần biết ngươi là ai, hôm nay ta phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Sắc mặt huyết phong trầm xuống, sát ý tập trung trên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười lạnh. Muốn đem ta nghiền xương thành cho, chỉ bằng bát giai hậu kỳ như ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời của Lục Lâm Thiên làm toàn bộ yêu thú đều kinh ngạc, thực lực nhân loại này đúng là mạnh mẽ, tu vi vũ tôn tam trọng, nhưng đó chính là trưởng lão huyết phong của huyết dực yêu bức bộ tộc A, thực lực bát giai hậu kỳ, nếu đem hai người ra so sánh, tựa hồ hơi khập khiếng đi. Đúng là một nhân loại hèn mọn không biết sống chết, vũ tôn tam trọng mà thôi, mặc dù có chút bổn sự nhưng ở trước mặt ta tuyệt đối còn chưa đủ, cũng tốt, hôm nay để mọi người tận mắt nhìn xem bổn trưởng lão đủ tư cách hay không, nhìn xem bổn trưởng lão làm sao đem ngươi nghiền xương thành cho. Huyết phong ngẩng đầu cười to, tiếng cười vô cùng âm trầm, ai cũng nghe ra lửa giận bên trong, xem ra người này đã bị Lục Lâm Thiên chọc giận tới cực hạn. Trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập lãnh ý. Gắt gao nhìn chằm chằm huyết phong, trong mắt hiện lên sát ý. Lúc này trong lòng hắn thật sốt ruột, nhưng không nghĩ tới lại bị ngăn cản ở đây, nếu Bạch Linh xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải nhổ tận gốc huyết dực yêu bức bộ tộc, mà bây giờ nhìn tình huống hắn phải gỡ yêu ta ít nghiệt xúc kia mới có thể thuận lợi rời đi. Muốn gỡ yêu ta ít bát giai hậu kỳ cũng chưa chắc làm được, nhưng hắn thật sự phải liều mạng, nhưng nếu liều mạng sẽ bị suy yếu một thời gian. Nhưng hắn bất chấp hết thảy, chỉ muốn nhanh chóng tìm được Bạch Linh. Giao nhân loại này cho ta, các ngươi đối phó những người khác, toàn bộ đều đánh chết. Huyết phong âm trầm nói, khí thế chướng lớn, theo tiếng quát rơi xuống hơn 10 thân ảnh phía sau đều lao thẳng tới. Hừ, muốn chết. Lục Tâm Đồng quát lớn, Tiểu Long, Dương Quá cùng Thiên Độc Yêu Long đều lướt ra, thân ảnh Tiểu Long lập tức ngăn cản trước người huyết dực yêu bức có tu vi bát giai trung kỳ. Một đạo quyền ấn đánh thẳng tới, không gian trước quyền ấn nứt vụn thành từng khúc.
Trong tay Thiên Độc Yêu Long còn bắt lấy đại hán áo đen, thân ảnh tháp sắt bước tới, yêu nguyên khởi động, một đạo quyền ấn đánh thẳng vào một đầu yêu bức bát giai sơ kỳ. Đương! Dương Quá rút trọng kiếm, kiếm ảnh cắt vỡ không gian, bao phủ tới một yêu bức bát giai sơ kỳ. Cùng một thời gian, thân ảnh Lục Tâm Đồng ngăn cản trước người bát giai sơ kỳ cuối cùng, độc vụ lan tràn, những yêu bức thất giai còn lại đều lao thẳng về hướng Phi Thiên Ngô Công cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Siêu siêu! Huyết Dực yêu bức bộ tộc ra tay, mà yêu thú nơi này đã vây quanh rậm rạp, nhìn thấy cuộc chiến đã mở màn lập tức lui ra sau né tránh. Đều là tôn cấp. Huyết Phong nhìn nhóm người Lục Tâm Đồng, ánh mắt trầm xuống, hắn thật không ngờ nhóm nhân loại này đều là cường giả tôn cấp, trong mắt toát ra sát ý, bước chân tiến về phía trước, mặt đất nứt nẻ, thân ảnh quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Tâm thần Lục Lâm Thiên lập tức quan sát xung quanh, dù hắn phải liều mạng cũng nhất định đánh chết nghiệt xúc kia mới được, không thể chậm trễ thêm thời gian. Nhân loại hèn mọn, đi chết đi. Chỉ nháy mắt thân hình khô gầy của Huyết Phong đã hiện ra trước người Lục Lâm Thiên. Quát lớn một tiếng, yêu nguyên thổi quét, một đạo phong nhận cực lớn đâm thẳng vào Lục Lâm Thiên. Hừ! Lục Lâm Thiên híp mắt, hừ lạnh một tiếng, ngân mang hiện lên, thân hình nhanh chóng lách tránh, phong nhận lướt sát qua người hắn, không gây chút ảnh hưởng. Huyết Phong đánh một chiêu thất bại, thân ảnh chợt lóe nhanh như quỷ mị xuất hiện trên đỉnh phong đầu Lục Lâm Thiên, vung tay đánh ra một đạo chảo ấn xé rách khe không gian, vỗ thẳng vào thiên linh cái của hắn. Huyết Hồn Ấn! Lục Lâm Thiên đột nhiên kết xuất thủ ấn, một đạo hư ảnh năng lượng trong não hải nháy mắt xuất hiện truyền vào trong kinh mạch, sau đó lao ra ngoài, cuối cùng ngưng tụ trên bàn tay phải của Lục Lâm Thiên. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên tới mức khủng bố, huyết quang chợt bay ra. Ngao! Âm thanh thú minh rít gào, trên tay phải Lục Lâm Thiên hiện lên ấn quyết thần dị, tựa long, tựa hổ phi hổ, toàn thân màu đỏ, uy áp ngập trời khuếch tán. Cảm giác được uy áp thật lớn. Thần sắc Huyết Phong chợt kinh hãi, trong vô hình đã bị áp chế. Đây là vũ khí quỷ dị gì, tại sao lại có tác dụng áp chế mình? Vô số yêu thú nghe được tiếng thú minh, trong lòng chợt run lên, đều cảm giác được áp chế mơ hồ, linh hồn run rẩy lên. Huyết Hồn Ấn như mãnh hổ vồ mồi hung hăng nện vào trong chảo ấn của Huyết Phong. Đặng đặng, hai cỗ lực lượng va chạm, chảo ấn nháy mắt khuếch tán, tâm thần Huyết Phong hoảng hốt. Một cỗ lực lượng áp chế làm linh hồn hắn run rẩy, thân hình lập tức bị đánh bay. Tuy Huyết Hồn Ấn có thể khống chế yêu thú, nhưng vẫn có hiệu quả đánh chết yêu thú, hơn nữa có tác dụng áp chế yêu thú tuyệt đối, đồng thời công kích thẳng vào linh hồn bọn họ. Dùng Huyết Hồn Ấn khống chế yêu thú, Lục Lâm Thiên vô cùng cẩn thận, nhưng nếu dùng công kích, hắn sẽ toàn lực thi triển. Một chiêu đẩy lui Huyết Phong, Lục Lâm Thiên không chút chậm trễ, thủ ấn kết xuất, tử kim quang mang chợt lóe. Chỉ phải liều mạng. Lục Lâm Thiên cắn răng nghĩ thầm, từ trong mi tâm bắn ra đạo tử kim lưu quang, đại hồn anh xuất hiện, một cỗ sát khí thao thiên lan tràn. Tại sao lại có phân thân? Hẳn chỉ là linh hồn phân thân. Huyết Phong bị đẩy lui, nhưng vừa nhìn thấy đại hồn anh vẻ mặt liền kinh ngạc. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ cửu chuyển. Đại hồn anh hiện thân, liên tục kết xuất thủ ấn, quang quyển chói mắt. Khí tức đại hồn anh lên tới tôn cấp lục trọng đỉnh phong. Siêu siêu. Đông đảo ánh mắt rơi lên người đại hồn anh, khí tức tăng mạnh làm chúng yêu thú run sợ, sát khí thao thiên quanh quẩn, chấn động lòng người. Linh hồn phân thân kia sao lại quỷ dị như thế? Sắc mặt Huyết Phong run rẩy lên, thầm hô. Nhân loại đáng chết, hôm nay bất kể như thế nào ngươi cũng chết chắc rồi. Huyết Phong cũng không muốn dây dưa thêm thời gian, vừa dứt lời yêu nguyên tràn ra. KK. Năng lượng chấn động không gian, nháy mắt yêu nguyên hội tụ thành đạo trưởng ấn khổng lồ, trưởng ấn mang theo năng lượng bàng bạc gào thét bao phủ cả không gian, bao trùm cả Lục Lâm Thiên, lúc này Huyết Phong rõ ràng đã dùng toàn lực. Hống. Ngay khi trưởng ấn vỡ áp xuống, một tiếng hổ gầm xuyên thấu thiên không, thú hồn bôn lôi thiên hổ thú viễn cổ nháy mắt xuất hiện, một chảo xé trời đánh nát không gian, mang theo khí thế kinh người hung hăng đánh thẳng về hướng trưởng ấn. K. Chảo ấn đánh xuống, trường ấn va chạm, dưới tiếng nổ kinh người không gian lập tức tan vỡ. Phanh! Thân ảnh Huyết Phong lại bị đẩy lui, mà thú hồn cũng bị đánh lui. Lục Lâm Thiên cùng đại hồn anh đều thối lui ra sau, đại hồn anh thúc giục thú hồn bôn lôi thiên hổ thú cũng không kháng cự được Huyết Phong. Phanh phanh! Hống! Ô! Cả không gian lâm vào hỗn loạn,
từng luồng năng lượng nổ tung, kinh khí trùng kích vang vọng bầu trời, chấn động lòng người, đoàn người bắt đầu xông vào giao thủ. Mặc dù Tuyết Sư cùng Phi Thiên Ngô Công đã tới thất giai hậu kỳ, nhưng lại bị hơn 10 thất giai hậu kỳ vây khốn nên đã sớm khôi phục bản thể, đều đang rơi vào hiểm cảnh. Lục Tâm Đồng nhìn thấy tòa kỵ của mình cùng Tuyết Sư gặp phải nguy hiểm, trong mắt lộ ra sát ý, thủ ấn kết xuất, một đạo hắc mang bay ra khỏi ấn đường, một cỗ chân khí làm linh hồn người rung động lan tràn, nàng đã thúc giục Trấn Linh Diệt Hồn Tháp. Khí tức Trấn Linh Diệt Hồn Tháp lan tràn, rất nhanh xoay tròn, đột nhiên trướng lớn vài trăm thước, nhìn qua như ngọn núi lớn, phóng thích hắc vụ ngập trời, uy thế kinh người làm linh hồn rung động, một cỗ khí tức quỷ dị làm không ít yêu thú đều nhìn qua. Chết đi! Lục Tâm Đồng quát một tiếng, Trấn Linh Diệt Hồn Tháp phóng thích hắc vụ đầy trời, xen lẫn âm thanh xèo xèo bén nhọn, tựa như quỷ khóc thần hào, rơi vào trong tai các yêu thú chẳng khác gì một cây trường châm bén nhọn đâm thẳng vào trong linh hồn. Khí tức quỷ dị khiến người dựng đứng tóc gáy, hơn 10 đồ vật đen nhánh dữ tợn lao ra, giống như thuấn di lao thẳng về hướng đàn huyết dực yêu bức thất giai. A! À, những hồn anh ác quỷ mang theo khí tức cuồng bạo hoàn toàn không sợ hãi oanh kích, nhóm huyết dực yêu bức dùng toàn lực nhưng không cách nào ngăn cản, theo từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đã có huyết dực yêu bức nháy mắt bị đánh chết, thú hồn đều bị hồn anh ác quỷ cắn nuốt, vùng đầu lập tức nổ tung. Cơ hồ cùng một thời gian, hắc phụ bao vây một huyết dực yêu bức bát giai sơ kỳ. Người này đã hóa thành bản thể khổng lồ, nhìn thấy độc công tập kích luôn bị áp chế, nháy mắt hơn 10 hồn anh ác quỷ dữ tợn lao tới. Chi chi! Huyết dực yêu bức bát giai sơ kỳ rít gào đối kháng, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Người cũng chết đi thôi. Lục Tâm Đồng hiện thân trên đầu yêu thú khổng lồ kia, ánh mắt lạnh lùng cắn chặt răng, thủ ấn biến hóa nhanh như chớp, quanh thân tràn ngập độc vụ. Nhìn qua giống như ác ma đang lăng không sừng sững. Thiên Linh Hồn Châm. Tiếp theo sau bên trong độc vụ, tay phải Lục Tâm Đồng hóa thành chảo, một đạo bạch quang bay ra vang lên tiếng xé gió. Chỉ nháy mắt bạch quang hóa thành châm mang đầy trời, tựa như mưa to, vô số bạch sắc châm mang bao trùm về hướng huyết dực yêu bức bát giai sơ kỳ, mỗi đạo châm mang tựa hồ đều có lực lượng xuyên thủng không gian, hội tụ cùng một chỗ, uy thế khủng bố tới cực điểm. Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết Phong cảm giác được động tĩnh, nhìn thấy người của mình gặp nguy hiểm thân ảnh cấp tốc lao tới. Nhưng Lục Lâm Thiên vẫn đang quan sát, làm sao cho hắn rời đi, tâm thần vừa động thú hồn bôn lôi thiên hổ thú nháy mắt ngăn cản trước người hắn, lại đánh ra liệt thiên nhất chảo. Hiu hiu, châm mang nháy mắt rơi lên người yêu thú kia, làm cho hắn không cách nào tránh né. Phanh! Chỉ nháy mắt đầu huyết dực yêu bức bát giai sơ kỳ khổng lồ chợt dại ra, linh hồn bị phá hủy, nặng nề rơi xuống đất. Dương Quá huy động trọng kiếm, kiếm ảnh cắt vỡ hư không, mang theo năng lượng thổ hệ lan tràn tới. Hiu hiu, kiếm quang xé mở không gian, mang theo một mảnh tàn ảnh cùng uy thế kinh khủng chẳng khác gì chiếc lưới lớn bao phủ về hướng huyết dực yêu bức kia. Đầu yêu thú kia run lên, tốc độ cực nhanh, như thuấn di chấn khai không khí. Một luồng phong bạo trực tiếp khuếch tán, tản ra vô số phong nhận hung hăng va chạm vào kiếm quang. Ca ca! Không gian nháy mắt phá nát, kinh khí ngập trời hóa thành quang hồ tán phát. Dương Quá lập tức khởi động thổ hoàng sắc khải giáp, nhìn qua giống như có một tầng nham thạch bao phủ khắp toàn thân hắn. Dương Quá tung ra quyền ấn cực kỳ quỷ dị, mỗi quyền ấn lướt qua không gian ngay lập tức lưu lại vết sâu tối đen. Nhân loại thật mạnh! Đầu yêu thú nhủ thầm. Trong lòng cảm giác được bất an. Phá cho ta. Từng đạo quyền ấn hung hãn đánh tới, mãnh liệt oanh thẳng vào đầu yêu thú kia. Phanh phanh. Trong miệng huyết dực yêu bức phun ra máu tươi, thân hình nặng nề đập xuống đất, đầu nứt vỡ, dịch óc tràn ra, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Phanh phanh. Huyết Phong lại đánh ra chảo ấn đẩy lui thú hồn, lại nhìn thấy hai trưởng lão bát giai trong tộc vẫn lạc, đôi mắt sung huyết đỏ tươi, đã trở nên vô cùng hung ác bạo ngược. Chi chi. Trong nháy mắt hào quang chợt lóe, Huyết Phong hóa thành bản thể khổng lồ, nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, thân thể to lớn lập tức đánh thẳng tới. Quanh thân Lục Lâm Thiên chợt lóe hoàng mang, bố trí thanh linh khải giáp, đồng thời thủ ấn quỷ dị kết xuất, từng đạo quỹ tích huyền ảo lướt qua. Thời không lao ngục. Quang mang bộc phát chói mắt, thời không lao ngục lan tràn, lập tức bao phủ khắp không gian, bao trùm cả Huyết Phong bên trong. Gì? Sắc mặt Huyết Phong khẽ biến, thân thể khựng lại, hắn mơ hồ cảm giác được lực lượng kia vô cùng quỷ dị, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến.
còn không trói buộc được ta. Ánh mắt Huyết Phong trầm xuống, hai cánh run lên, thân thể to lớn xé rách hư không, mang theo uy thế khủng bố nháy mắt xé vỡ khe không gian tối đen. Ca ca, thời không lao ngục bị xé mở, đồng thời một đôi cánh chợt lóe lao thẳng tới Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên dùng toàn lực né tránh nhưng vẫn bị đôi cánh va chạm vào trên lưng. Phanh, cự lực công kích không kém hơn Vũ Tôn Bát Trọng, Thanh Linh Khải Giáp nháy mắt bị phá vỡ một mảng lớn, lưng hắn tràn ra máu tươi. Phốc, Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm máu, thân hình hung hăng nện xuống một tòa kiến trúc ở bên dưới. Oanh, kiến trúc phá nát, thân ảnh Lục Lâm Thiên rơi xuống bị bao phủ bên trong. Lão đại, cùng một thời gian Tiểu Long cảm nhận được tình huống của lão đại, ánh mắt trầm xuống, thân ảnh xuất hiện ngay trên người Huyết Dực Yêu Bức Bát Giai vừa đột phá trung kỳ chưa bao lâu, quyền ấn bao phủ kim sắc hỏa diễm tràn ra. Tạp Mao lão thử, đi chết đi. Yêu thú kia không biết vì sao khi đối diện với Tiểu Long lại có cảm giác huyết mạch cùng linh hồn mình đều run rẩy, khí tức kia làm hắn không cách nào chống cự, căn bản không thể vận chuyển yêu nguyên, giống như hoàn toàn đông cứng lại. Suy suy, thân ảnh Tiểu Long lại xuất hiện trên thân hình khổng lồ của đầu yêu bức kia, khí tức áp chế, đầu yêu bức không cách nào nhúc nhích, lại nhận một đạo quyền ấn trực tiếp nện xuống trên đầu của hắn. Phanh, âm thanh nổ tung vang vọng thiên không. Kim sắc hỏa diễm xâm nhập vào trong ấn đường của yêu bức, đầu của hắn lập tức nổ tung, thân hình rơi xuống dưới, tuy hiện tại Tiểu Long chỉ tới bát giai trung kỳ, nhưng thực lực bản thân vượt hẳn những yêu thú đồng cấp. Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc lại hao tổn một trưởng lão bát giai. Chỉ một lần đã chết ba trưởng lão bát giai, lần này Huyết Dực Yêu Bức tổn thất thảm trọng. Chủ yếu là những người này thật khó trêu chọc, khí tức thiếu niên kia thật mạnh, lại có chút giống linh thú. Ta có chút không chịu nổi chân khí của hắn. Ánh mắt các yêu thú kinh hãi chấn động, những nhân loại kia thật sự quá cường hãn, các yêu thú xung quanh đều bị khí tức của Tiểu Long làm họ cảm thấy linh hồn bị áp chế bất an. Lúc này Tiểu Long đã lao tới địa phương lão đại bị rơi xuống. Chi chi, đánh bay Lục Lâm Thiên, Huyết Phong lao về hướng Lục Tâm Đồng, trong tích tắc thú hồn bôn lôi thiên hổ thú lại xuất hiện, thân hình lóe sáng điện mang, lại vung một chảo xé rách không gian đánh xuống. Siêu siêu, đại hồn anh kết xuất thủ ấn, quanh thân tản ra ba đạo linh hồn phân thân, tổng cộng có 7 linh hồn phân thân giống nhau như đúc lăng không đứng thẳng, trên người đều tràn ngập sát khí. Phanh, thân thể Lục Lâm Thiên nện xuống dưới đất phát ra tiếng vang trầm thấp, đá vụn lập tức kích tán khắp bốn phía. Hoàng mang chợt lóe, Lục Lâm Thiên lăng không bay lên, thân thể có chút chật vật, Thanh Linh Khải Giáp nứt nẻ chảy máu, nhưng đang khôi phục lại. Lão đại, huynh sao rồi? Tiểu Long đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn thấy lão đại có vẻ không có chuyện gì lớn mới yên tâm hơn một ít. Không sao, Huyết Dực Yêu Bức này hơi khó đối phó. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, thực lực người kia mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Liên thủ đánh chết, sức của đệ có thể ngăn chặn hắn một hồi. Tiểu Long nói, được, ngăn chặn một lúc là đủ rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu, cút ngay. Huyết Phong giữ tợn quát. Trong miệng phun ra đạo phong nhận cực lớn, ầm ầm va chạm cùng quang cầu của thú hồn bôn lôi thiên hổ thú. Phanh phanh, hai cỗ lực lượng tiếp xúc, âm thanh nổ tung kinh người, điện mang phong nhận quanh quẩn, bộc phát ra hào quang kình khí chói mắt, thân hình thú hồn bị đẩy lui, quang mang có chút ảm đạm. Thân hình đại hồn anh cũng run lên, rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Gì, sao có nhiều linh hồn phân thân như vậy? Cùng lúc đó ánh mắt Huyết Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm sáu linh hồn phân thân cùng đại hồn anh, sau đó lại thêm bản thể của Lục Lâm Thiên lao tới, nhân loại kia quỷ dị tới cực điểm, thủ đoạn ùn ùn, rõ ràng chỉ có tu vi Vũ Tôn Tam Trọng lại nhận một kích của mình lại không xảy ra chuyện gì, lực phòng ngự thật sự khủng bố. Lão đại, để ngăn chặn lão thử tạp mao này. Tiểu Long nháy mắt hóa thành bản thể khổng lồ, ngũ trảo sinh vân, trên lưng mang theo mai rùa cực lớn tràn ngập bí văn. Trên lớp vảy lan tràn kim sắc hỏa diễm, mang theo cỗ uy thế tuyệt đối xuất hiện trên thiên không. Chỉ nháy mắt toàn bộ yêu thú đều ngẩng đầu nhìn lên thân thể khổng lồ của Tiểu Long, trong mơ hồ cảm giác được cả không gian đều vặn vẹo, uy áp chấn động lòng người, linh hồn từng đầu yêu thú đều rung động. Hắn không phải linh thú, đây là yêu hoàng khí. Là yêu hoàng, đây là yêu hoàng khí. Toàn bộ yêu thú đều kinh hãi. Yêu hoàng khí làm cho huyết mạch cùng linh hồn toàn bộ yêu thú đều sôi trào, bị cảm giác này điều khiển, toàn bộ yêu thú bất kể tu vi không khỏi run rẩy,
lập tức hơn 10 vạn thú phủ phục dưới đất, một mảnh sợ hãi. Bái kiến yêu hoàng. Hơn 10 vạn thú đồng thời rít gào, thậm chí không chịu nổi uy áp đều hóa thành bản thể khổng lồ, vô số tiếng gầm gừ vang lên, trong âm thanh đều phát ra thần phục từ sâu trong đáy lòng. Huyết Phong cũng hoàn toàn hóa đá, hắn chưa từng nghĩ tới trong nhóm người này còn có yêu hoàng tồn tại, hắn thật sự bị áp chế tuyệt đối. Lão thử tạp mao, ngươi dám chọc giận ta. Tiểu Long quát lớn một tiếng. Huyền Vũ nộ. Tiểu Long rít gào, Huyền Vũ thần sắc đột nhiên tản ra hắc quang, trong bí văn hiện lên một đạo thú ảnh hư ảo chói mắt. Hư ảnh khổng lồ hơn ngàn thước, toàn thân bao trùm lân giáp, thân hình giống như quy xà giao nhau. Ngao. Một tiếng rít gào tựa như long ngâm, hư ảnh dựng lên trên đỉnh phong đầu Tiểu Long, không gian run rẩy, một cỗ năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng chuyển tới, mang theo uy áp lặng yên lan tràn, trong nháy mắt không gian đều vặn vẹo, sôi trào khuếch tán khắp bốn phía. Hình như lại mạnh hơn không ít. Tâm thần Lục Lâm Thiên chợt động, đại hồn anh cùng 6 linh hồn phân thân đều kết xuất thủ ấn. Chi chi. Trong lòng Huyết Phong hoảng sợ, hư ảnh giữa không trung mang theo uy áp huyết mạch cùng linh hồn bao phủ xuống dưới, khí tức khủng bố áp chế hắn nói không nên lời, thân hình không tự chủ được run rẩy, làm cho hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Thiên Linh Diệt Hồn Chỉ. Trong tích tắc đại hồn anh cùng 6 linh hồn phân thân chợt động, hình thành trận thế thất sắc đồng loạt ra tay, 7 cỗ linh lực tràn ra, 7 đạo thủ ấn bay tới, tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan, làm linh hồn người ta run rẩy không ngừng. Suy suy, 7 đạo thủ ấn nháy mắt rơi xuống, không gian nổ tung, lực công kích linh hồn đáng sợ ập tới trước. Huyết Phong không còn khả năng đi ngăn cản công kích, bởi vì hắn đang toàn lực chống đỡ uy áp, huống chi còn là 7 đạo linh hồn công kích. Hưu, 7 đạo thủ ấn đồng thời rơi lên ấn đường Huyết Phong, chỉ nháy mắt ánh mắt hắn lộ vẻ tuyệt vọng, thân thể run lên, cuối cùng trở nên ngây dại. Thú hồn bôn lôi thiên hổ thú chạy trồm lao tới, quanh thân lưu chuyển điện mang, miệng há to phun ra một đoàn hào quang lôi điện cực lớn. Điện mang ầm ầm rơi lên thân thể Huyết Phong, không ngừng lan tràn khắp toàn thân hắn. Tự mình gây nhiệt, không thể sống. Lục Lâm Thiên lao tới, tay phải đột nhiên vươn ra, tử kim lưu quang chảy tràn ra ngoài. Oanh long. Khí thế như sấm sét. Một đạo tử sắc lôi đình ầm ầm giáng xuống đầu Huyết Phong, nhất thời toàn thân hắn tràn ngập điện mang màu tím sáng rực. Lực công kích đánh xuống, phong vân biến sắc, không gian tan vỡ, một cỗ năng lượng hủy diệt lan tràn. Nhân loại này không phải người, là yêu nghiệt, mạng ta xong rồi. Ánh mắt Huyết Phong đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, thân thể to lớn bắt đầu bắn ra hào quang chói mắt. Ca ca. Ngay tiếp theo không gian xung quanh tan vỡ. Cả phiến không gian đều vặn vẹo, năng lượng kinh người xé rách hư không lộ ra khe không gian tối đen. Oanh! Hư không nổ vang, âm chấn trời cao, một cỗ kình khí vô hình từ trong khe không gian tràn ra, cả thiên không rung chuyển, lực lượng vô cùng bá đạo chợt phóng thích. Phanh phanh! Thân hình Huyết Phong rốt cục không thể thừa nhận lực chèn ép, thân hình bắt đầu vỡ ra, phun đầy máu tươi. Thân thể phân tán thành 4-5 mảnh. Trong máu tươi hiện ra một viên cầu năng lượng màu trắng lộ ra giữa không trung. Huyền Vũ nộ bắt đầu tiêu tán, Tiểu Long hóa thành hình người, sắc mặt vô cùng tái nhợt, mỗi lần hắn sử dụng Huyền Vũ nộ làm cho hắn tiêu hao hầu như cạn kiệt. Phốc, đại hồn anh cùng linh hồn phân thân lẫn thú hồn đồng thời thu liễm vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, hắn lại phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Từng đạo công kích, mỗi một lần tiêu hao thật kinh người. Chỉ có Lục Lâm Thiên mới dám đem ám ma phân thân bí pháp cùng cửu chuyển thiên linh bí pháp đồng thời sử dụng, mà bây giờ kết quả sau khi sử dụng làm thương thế của hắn càng nặng hơn một ít. Thu. Lục Lâm Thiên nhìn viên cầu năng lượng giữa không trung, năng lượng phong hệ kinh người lan tràn, đó chính là yêu đan bát giai hậu kỳ. Suy. Trong lòng Lục Lâm Thiên vui vẻ, không nghĩ tới lực công kích vừa rồi lại không phá hủy yêu đan bát giai này, xem như quá tốt, một đạo hoàng mang bay ra bao phủ yêu đan. Yêu đan thu nhỏ như nắm tay hài nhi, sau đó rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên. Nhìn yêu đan tản ra quang mang chói mắt, năng lượng cuồng bạo khuếch tán, trong lòng Lục Lâm Thiên ngẩn ra, yêu đan này thật đáng sợ, chỉ nhìn một lần đã cảm giác nhịp tim không ngừng nhảy lên. Thiên độc yêu long nắm giữ đại án áo đen đối chiến cùng huyết dực yêu bức bát giai sơ kỳ, vì vậy luôn bị bó tay bó chân, cảm giác được động tĩnh xung quanh, lập tức ném đại hán cho Tuyết Sư. Huyết dực yêu bức bát giai sơ kỳ vô cùng kinh hoàng,
mấy trưởng lão bát giai trong tộc đều bị đánh chết, thậm chí huyết phong trưởng lão cũng đã bị nhân loại kia Giota ết chết, nơi này còn có yêu hoàng, vì vậy hắn lập tức vỗ cánh bỏ chạy, thân là yêu thú phong hệ nổi danh hung ác bạo ngược còn có tốc độ, nháy mắt đã bỏ chạy thật xa. Con bà nó, thiên độc yêu long hét lớn một tiếng, định đuổi theo. Độc long huynh, chúng ta không cần đuổi theo. Lục Lâm Thiên nói, hắn phải tranh thủ thời gian đi tìm Bạch Linh mới là việc trọng yếu nhất. Đồ khốn, mau đưa ta đi thiên phong cốc. Địch thủ chạy thoát, trong lòng thiên độc yêu long nghẹn lên lửa giận, nhất thời tiếp nhận đại hàn áo đen trong tay tuyết sư quát. Dạ, ta lập tức dẫn đường. Đại hàn áo đen làm sao còn dám từ chối, thân hình run rẩy đáp. Sau một lát, nhóm người Lục Lâm Thiên đi lên thiên sĩ tuyết sư rời khỏi nơi đó, dựa theo chỉ dẫn của đại hàn áo đen đi thẳng tới thiên phong cốc, mà cả yêu thành không một ai dám đi ra ngăn cản. Cả tòa yêu thành vẫn tĩnh lặng, toàn bộ yêu thú còn chưa kịp lấy lại tinh thần, hơn vạn thước quảng trường đã bị san thành bình địa, nơi nơi biến thành một mảnh hỗn độn, mà làm các yêu thú thêm rung động chính là sự xuất hiện của yêu hoàng, còn có thực lực khủng bố của nhóm nhân loại thần bí kia. Hô! Trưởng lão huyết phong có tu vi bát giai hậu kỳ mà cũng bị đánh chết. Lần này huyết dực yêu bức bộ tộc tổn thất thảm trọng, trưởng lão tu vi bát giai chết không ít, sau này chỉ sợ bọn hắn gặp phiền toái không nhỏ. Yêu hoàng kia tựa hồ có chút kỳ quái a, không phải thanh long hoàng tộc, ngược lại có điểm giống huyền vũ hoàng tộc, nhưng cũng không giống lắm. Nghe nói ở trong thải vân yêu tước nhất tộc từng có một yêu hoàng thần bí xuất hiện, cơ hồ tiêu diệt hỏa vũ ngốc ưng, độc yêu hoa giao, hắc lân yêu báo tam tộc, chỉ sợ là hắn đi. Thanh y nhân loại kia cũng rất khủng bố, thực lực quỷ dị lại đáng sợ. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên cùng tiểu long nuốt không ít đan dược khôi phục. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua đại hàn áo đen, hỏi. Nơi này đi thiên phong cốc còn bao xa? Hồi đại nhân, dựa theo tốc độ này chỉ cần dùng 3 ngày thời gian là đủ rồi. Đại hàn áo đen trả lời, không dám có chút bất kính. Đem tin tức về cửu vĩ yêu hồ cùng Bạch Linh mà ngươi biết nói cho ta nghe, nói tường tận một chút, nếu có sơ sót đừng trách ta không khách khí. Lục Lâm Thiên nói. Dạ, đại nhân. Trong lòng đại hán sợ hãi. Lập tức đem tin tức mình biết kể rõ lại một lần. Cửu vĩ yêu hồ bộ tộc tuyệt đối được xem là đại tộc nhất lưu trong tổ yêu lâm, chỉ sợ ngoại trừ bạch hổ cùng huyền vũ hoàng tộc, cũng không có nhiều bộ tộc có thể đối kháng, dù có khả năng vẫn chưa chắc có thể thắng lợi. Nhưng số lượng của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc cũng không nhiều, không thường xuyên xuất hiện bên ngoài, thậm chí rất khó gặp mặt, nhưng toàn bộ yêu thú đều biết sự tồn tại của họ, mỗi khi có cửu vĩ yêu hồ đê giai ra ngoài tôi luyện. Nếu bị yêu thú khác khi dễ, bộ tộc của yêu thú kia lập tức gặp phải đả kích mạnh mẽ, không ai may mắn thoát khỏi. Cho nên theo thời gian trôi qua cũng không có bao nhiêu yêu thú dám trêu chọc bọn họ, huống chi huyết mạch của họ thật cao, thực lực lại cực kỳ cường hãn. Lục Lâm Thiên chỉ nghe được tin tức, Bạch Linh chính là trưởng lão cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, hiện tại đã phản tộc, nhưng chuyện xảy ra khi nào thì không ai biết, chỉ biết cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đang toàn lực truy nã Bạch Linh. Có không ít yêu thú tham dự vào cuộc tìm kiếm này, nhưng đã qua mấy tháng thời gian tuy có vài lần phát hiện tung tích của Bạch Linh, bị tổn thương không ít vẫn chưa thể bắt được nàng. Một đám yêu thú tạp mao, nếu ai dám đánh Bạch Linh tỷ bị thương, ta sẽ nghiền xương hắn thành tro, khiến bọn hắn diệt tộc. Tiểu Long siết chặt nắm tay cả giận nói. Đại hàn áo đen run lên, không nghĩ tới yêu hoàng lại có quan hệ với Bạch Linh như thế. Tuyết sư, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Lục Lâm Thiên nói. Dạ, chủ nhân. Thiên sĩ tuyết sư liều mạng vỗ cánh bay nhanh. Bạch Linh, chờ ta, chúng ta lập tức tới ngay. Lục Lâm Thiên lập tức lấy thêm đan dược nuốt vào, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục càng sớm càng tốt. Thiên phong cốc, sơn cốc này lại là một dãy núi non vô biên vô hạn lại mở mang, địa hình nơi này bằng phẳng, nhưng vẫn tồn tại không ít núi non lẫn khe sâu. Trong cốc đại thụ thành rừng, khe sâu hiểm trở. Diện tích rộng lớn vô cùng. Bên trong một sơn động nằm trong khe sâu chật hẹp, một thân ảnh xinh đẹp khoanh chân ngồi, khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt, nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên trong lòng tựa hồ hoảng hốt, lập tức mở mắt, ánh mắt trong suốt động lòng người, lại mang theo vẻ lãnh diễm yêu mị, xen lẫn uy nghiêm, nữ tử tuyệt mỹ như vậy ngoài Bạch Linh cũng khó gặp được ai khác. Sắc mặt tái nhợt, Bạch Linh chỉ có thể thu liễm chân khí, nàng không dám điều tức. Một khi có khí tức tiết ra ngoài sẽ bị cường giả cảm giác được mà tìm tới.
Bạch Linh biết hiện giờ trong Thiên Phong Cốc hội tụ không ít cường giả yêu tộc, cấp độ bát giai không ít, bất kỳ dao động nào dù nhỏ nhặt nhất đều sẽ bị người phát hiện, một khi bị phát giác nàng còn muốn thoát thân sẽ khó khăn. Không biết hắn thế nào rồi. Trong đầu Bạch Linh hiện lên một thân ảnh, khóe môi tái nhợt lại hiện tia cười khổ, tại sao nàng lại nghĩ tới hắn, nói thế nào hắn cũng không thể tới tổ yêu lâm. Nơi này có một sơn động, tựa hồ có chân khí dao động trước đó không lâu. Một âm thanh từ ngoài động truyền tới, ánh mắt Bạch Linh co rụt lại, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng uy nghiêm, thân hình chợt lóe biến mất ngay tại chỗ. Ngươi không phải tìm lầm rồi đi, bên trong sơn động làm gì có khí tức. Hai thân ảnh nhìn quanh tìm kiếm, lại không dám đi vào. Sẽ không nhầm đâu, xuyên địa yêu giáp bộ tộc chúng ta có thiên phú với khí tức, sẽ không sai. Hai trung niên đang đứng ngay cửa động trò chuyện với nhau. Vậy vào xem đi. Người bên trái nói, nghe nói Bạch Linh cực kỳ lợi hại, cấp độ bát giai, nếu nàng ở bên trong chúng ta nhất định phải chết. Trung niên bên phải lo lắng nói, bất kể như thế nào, hai người các ngươi chết chắc rồi. Nhưng đúng ngay lúc này một âm thanh hàn khí tận xương rơi vào trong tai hai đại hán. Không xong, sắc mặt hai người đại biến, vừa định chạy trốn trước mắt chợt hiện ra một bạch ảnh, nháy mắt hai đạo chảo ấn đã rơi lên đỉnh đầu hai người. Ca ca, đầu của hai đại hán vang lên tiếng vỡ răng rắc, nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Ánh mắt Bạch Linh ngưng trọng nhưng không dám dừng lại, biến mất ngay tại chỗ, động tĩnh như vậy đã đủ làm cho cường giả ở xung quanh phát hiện. Thiên sĩ tuyết sư cấp tốc bay nhanh, mọi người đều chuyên tâm điều tức, chỉ có đại hán áo đen bị cấm chế không cách nào nhúc nhích. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đã sớm khôi phục vẻ hồng nhuận, bình thường tu luyện âm dương linh vũ quyết rất chậm, nhưng khôi phục lại thần tốc. Hơn nữa hắn còn dùng thật nhiều đan dược, đương nhiên tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn. Đại nhân, mau nhìn xem, phía trước chính là Thiên Phong Cốc. Đại hán áo đen thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ mới 2 ngày rưỡi cũng đã tới được nơi này. Hô! Lục Lâm Thiên thu lại thủ ấn, mọi người cũng mở mắt nhìn chăm chú về phía trước. Dãy núi lớn rộng mở trước mắt, lúc này đã là trạng vạng, tà dương như máu, khắp núi non bao phủ ánh vàng hiện lên ánh sáng mờ ảo. Cuối cùng đã tới. Trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, tâm thần trải ra, bên trong Thiên Phong Cốc thật sự có rất nhiều yêu khí của cường giả yêu thú, trong lòng hắn thầm cầu nguyện Bạch Linh còn có thể chống đỡ, ngàn vạn lần đừng xảy ra sự cố. Tuyết sư, dùng hết tốc độ bay về phía trước, tìm một đầu yêu thú hỏi thăm tình huống. Lúc này Tiểu Long cũng khẩn trương, hắn luôn xem Bạch Linh là thân tỷ tỷ, trong lòng lo lắng không kém hơn Lục Lâm Thiên. Dạ. Thân hình thiên sĩ tuyết sư thu nhỏ một ít, lao thẳng vào trong Thiên Phong Cốc. Tâm thần Lục Lâm Thiên vẫn luôn quan sát khắp xung quanh, nơi này rộng lớn như vậy muốn tìm Bạch Linh thật không dễ dàng, việc hắn cần làm bây giờ là tranh thủ thời gian thu thập tin tức. Sắc trời gần vào đêm, khu rừng rậm rạp trở nên u tối, tàng cây phủ kín không nhìn thấy được cả tinh tú trên bầu trời. Bên trong khu rừng, Tiểu Long bắt giữ một đầu yêu thú thất giai, hỏi thăm tin tức gần đây trong Thiên Phong Cốc. Mà bị chân khí áp chế, đầu yêu thú kia cũng không dám giấu giếm. Chết đi! Yêu thú kia vừa nói xong, Tiểu Long chợt quát, chảo ấn vỗ lên thiên linh cái của hắn, một đạo kim sắc hỏa diễm tràn vào, nhất thời thiêu hắn thành cho tàn, nhớ tới những yêu thú này tới đây là vì vây bắt Bạch Linh, trong lòng Tiểu Long lập tức nổi lên sát ý. Lão đại, tên thứ tư rồi nhưng còn chưa có tin tức của Bạch Linh tỷ. Trong mắt Tiểu Long lộ vẻ lo lắng nói. Không có tin tức cũng là chuyện tốt, ít nhất chứng minh hiện tại Bạch Linh vẫn an toàn. Lục Tâm Đồng nói, tiếp tục tìm, nhất định phải nhanh chóng tìm được Bạch Linh. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thân ảnh lướt vào rừng rậm biến mất. Theo tin tức vừa hỏi thăm, mặc dù biết hiện tại chưa tìm được Bạch Linh, nhưng Thiên Phong Cốc đã bị đông đảo cường giả yêu tộc bao vây. Tuy nơi này diện tích rộng lớn, địa hình phức tạp, nhưng muốn tìm được người cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà bây giờ cường giả các tộc thật quá đông đảo, cấp độ bát giai không ít, có lời kêu gọi của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, hơn nữa có lẽ trong khoảng thời gian trốn tránh gần đây Bạch Linh đã đánh chết không ít cường giả yêu tộc, bởi vì bọn hắn cũng sẽ toàn lực tìm cho được nàng. Bên trong một khe núi, ngọn núi bao phủ khắp xung quanh, khe núi tối đen một mảnh, nhìn vào cảm giác âm u rợn người. Yêu Hoàng, ta mới nhận được tin tức cách đây không lâu, Bạch Linh xuất hiện ở hướng đông nam. Đang có không ít cường giả đuổi tới, chuyện khác ta cũng không biết.
Một đầu yêu thú thất giai trung kỳ hình người sợ hãi nhìn Tiểu Long nói, toàn thân bị áp chế run rẩy không ngừng. Chết đi! Tiểu Long không chút lưu tình, người dám đánh chủ ý với Bạch Linh tỷ đều phải chết. A! Yêu thú hô thảm một tiếng, hóa thành cho tàn, thậm chí không biết vì sao yêu hoàng lại gợi yêu ta ết hắn. Chúng ta đi hướng đông nam. Lục Lâm Thiên bay nhanh, thoáng chốc đã biến mất. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh nắng sáng sớm buông xuống, sương mù dần dần tan biến. Nhanh tới phía trước, đã phát hiện được Bạch Linh. Nghe nói Bạch Linh đã bị vây phía trước, lần này hẳn là trốn không thoát. Lão đại, có phải Bạch Linh tỷ thật sự bị vây khốn rồi sao? Tiểu Long hỏi. Mặc kệ thật giả, chúng ta mau đi xem một chút. Trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, mặc kệ thật giả hắn cũng phải đi nhìn xem. Bên trong một dãy núi liên miên vô tận, rừng cây xanh biếc, tựa như chốn tiên cảnh. Một bạch ảnh tuyệt mỹ đang đứng trên mỏm núi đá, vẻ mỹ lệ mị hoặc chúng sinh, tuyệt thế nghiêng thành, ngoài Bạch Linh thì còn có ai? Mà giờ khắc này khắp những đỉnh phong núi xung phong đỉnh phong núi mà Bạch Linh đang đứng đều có đông đảo thân ảnh đang đứng vây quanh, chân khí cường hãn, thực lực thấp nhất cũng đã tới thất giai. Ánh mắt bọn họ đều nhìn lên người Bạch Linh, mỗi người đều có tâm tư riêng của mình. Trên một đỉnh phong núi bên tay phải Bạch Linh, có hơn 30 thân ảnh đang đứng, hồng y hồng bào, đứng đầu là một lão giả hơn 50 tuổi, thân hình thấp bé lại rất mập mạp, thực lực vô cùng cường hãn. Ở trên một đỉnh phong núi khác có mười mấy thân ảnh đang đứng, nam tuấn lãng phiêu giật, nữ uyển chuyển xinh đẹp, ở giữa có một nam nhân tà mị, tuấn mỹ tới mức làm người khó thể tin, ánh mắt tràn ngập tà khí. Sắc mặt Bạch Linh vẫn không chút thay đổi, vẫn lộ ra vẻ cao quý lẫn lạnh lùng. Bạch Linh, ngươi trốn không thoát đâu, theo ta trở về đi, đây là đường sống duy nhất của ngươi, nếu không ngươi nhất định phải chết. Nam nhân tà mị nhìn Bạch Linh lộ ý cười đắc ý như đã bắt giữ được con mồi mà mình yêu thích nhất. Ngươi cảm thấy được ta sẽ làm vậy sao? Bạch Linh thản nhiên hỏi. Hiện tại ngươi đã không còn lựa chọn, cũng không tới lượt ngươi lựa chọn. Quanh thân nam nhân bắt đầu có không gian xung quanh dao động, khí tức cường hãn tới cực hạn. Vậy thử xem. Đôi mắt Bạch Linh co rụt lại, lộ ra sát ý băng xương. Thanh Ly Vương, để lão phu giúp đỡ đi. Hồng bào lão giả thấp bé nói, chân khí dao động như có như không, tu vi bát giai hậu kỳ, ở ngay lúc này chỉ sợ thực lực đã cao hơn rất nhiều người. Mặc dù trên những ngọn núi xung quanh cũng có tu vi bát giai, nhưng theo chỉnh thể mà xem thực lực người của hồng bào lão giả rõ ràng là cường hãn nhất. Vậy làm phiền huyết giả tộc trưởng. Nam nhân tà mị thản nhiên nói. Siêu. Thân ảnh huyết dạ chợt lóe, ánh mắt nhìn xuống Bạch Linh. Bạch Linh, người trốn không thoát đâu, người trúng huyết độc của huyết dực yêu bức bộ tộc chúng ta, nếu không được giải độc, với tu vi của ngươi nhiều nhất chống đỡ được 3 tháng, 3 tháng sau sẽ khô cạn máu huyết mà chết. Huyết dực yêu bức bộ tộc, ta chán ghét nhất là những con chuột như các ngươi, nếu có cơ hội ta cũng không ngại đem các ngươi diệt tộc. Ánh mắt Bạch Linh băng xương. Tràn đầy sát ý nói. Hừ, đã chết tới nơi còn dám cuồng ngôn, xem như cho ngươi cơ hội thực lực của ngươi cũng không đủ, hiện tại lão phu lười tốn nước bọt với ngươi, vậy hãy để cho lão phu tự tay bắt ngươi đi. Yêu nguyên run lên, xung quanh huyết dạ nổi lên long quyển phong bạo nhất thời xoay tròn bay ra. Nhìn xem ngươi làm sao đối kháng với lão phu. Huyết dạ quát một tiếng, hồng bào vẫy nhẹ, long quyển phong run lên, che phủ cả không gian. Trong nháy mắt bao trùm về hướng Bạch Linh, không gian xung quanh đều bị lực hấp xả hoàn toàn xé nát. Ánh mắt Bạch Linh ngưng trọng, trên người nàng đã trọng thương, cho dù nàng ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc đối kháng được người này. Hiện tại nàng lại bị trọng thương, Bạch Linh hiểu được mình không phải đối thủ của huyết dạ, huống chi xung quanh còn có đông đảo cường giả, chỉ sợ hôm nay nàng không còn cơ hội chạy thoát. Hừ, cho dù chết cũng phải có người chôn cùng. Khóe môi Bạch Linh hiện lên tia băng xương, yêu nguyên phong hệ tràn ra, một đạo phong nhận đột nhiên bắn tới. Hưu! Phong nhận gào thét cắt vỡ khe không gian. Oanh oanh! Trong nháy mắt long quyển phong bạo thổi quét lên đỉnh phong núi mà Bạch Linh đặt chân, trong thoáng chốc cả đỉnh phong núi nứt vỡ, sơn băng địa liệt, đá vụn kích tán. Cùng một thời gian thân ảnh Bạch Linh lướt ra khỏi long quyển phong bạo, trốn nhanh về phía trước, thân ảnh hóa thành bạch quang. Nàng không khả năng đối phó với toàn bộ cường giả, hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Trốn không thoát đâu. Huyết dạ lớn tiếng quát. Oanh long long.
Sáu huyết dực yêu bức tu vi bát giai đồng thời nhảy ra, sớm ngăn cản trước người Bạch Linh, yêu nguyên hội tụ thành sáu cỗ long quyển phong bạo. Ca ca. Sáu cỗ long quyển phong bạo bao vây Bạch Linh bên trong, giống như cự long rít gào, hai cỗ mạnh nhất do hai tu vi bát giai trung kỳ ngưng tụ, mà bốn cỗ còn lại là bát giai sơ kỳ. Phá. Bạch Linh quát một tiếng, sắc mặt khẽ biến, thân hình chợt lóe nháy mắt xuất hiện trước cỗ long quyển phong bạo yếu nhất. Thân ảnh V Upsilon tê lên, yêu nguyên cuồn cuộn bộc phát. Suy suy. Bạch Hy phất phới, trên tay đột nhiên bắn ra bạch sắc quang thúc, mang theo năng lượng cực kỳ cuồng bạo nháy mắt va chạm vào long quyển phong bạo kia. Long quyển phong bạo nhất thời vỡ tan, lập tức phá nát, thân ảnh Bạch Linh lại hiện thân bay ra. Còn muốn trốn sao? Huyết giả cười lạnh, thân hình vừa động nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Bạch Linh, yêu nguyên phong hệ hiện thành quyền ấn oanh thẳng vào người nàng. Không gian vặn vẹo thành độ cong thật lớn. Bạch Linh nháy mắt xoay người, trong tay vừa chuyển, quang thúc bắn tới lập tức va chạm vào quyền ấn. Phanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, kinh khí kinh người thổi quét, chỉ tích tắc thiên không trao đảo, giống như sơn băng địa liệt. Phốc! Bạch Linh phun máu tươi, thân hình bị đẩy lui, nàng căn bản không thể đối kháng được thực lực của huyết giả. Nam tử tà mị thản nhiên nhìn cảnh tượng này, trên môi hiện ý cười. Ánh mắt các cường giả yêu tộc đều biến hóa, thầm than cuối cùng Bạch Linh cũng không trốn thoát, nàng hoàn toàn không còn cơ hội chạy ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình, lần này dù ngươi chắp cánh cũng khó thoát khỏi. Huyết giả cười lạnh nói. Suy, vừa dứt lời thân hình huyết giả đã bay ra, chảo ấn vặn vẹo không gian, đánh thẳng tới người Bạch Linh. Cho dù ta chết ngươi cũng không được yên thân. Khóe môi Bạch Linh hiện vết máu, thủ ấn biến hóa. Một đạo quang thúc bắn ra, năng lượng yêu nguyên như rời non lấp bể hung hăng va chạm vào chảo ấn. Suy! Hai lực lượng đụng nhau, giống như sóng biển cuồn cuộn dựng thẳng tận chân trời. Phanh phanh! Chảo ấn nổ tung, bên trong tràn ngập khe nứt, nháy mắt lan tràn khắp chảo ấn, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Đáng tiếc ngươi không có thực lực này. Thân ảnh huyết dạ chợt lóe, xuất hiện trước người Bạch Linh không xa. Ta có chết cũng phải cho ngươi theo đệm lưng. Bạch Linh cười lạnh nói. Suy. Quanh thân Bạch Linh tràn ngập bạch mang, yêu nguyên bạo tuôn, dù nàng chết cũng sẽ không buông tha kẻ này. Huyết giả tộc trưởng, ta muốn người sống. Ánh mắt nam nhân tà mị híp lại, quát lớn, hắn tự nhiên biết Bạch Linh muốn làm gì, hắn không muốn nàng hương tiêu ngọc tổn, bằng không cũng đã sớm ra tay bắt nàng. Muốn tự bạo, chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Huyết giả như có chuẩn bị. Trong tay bắn ra quầng sáng bao phủ không gian xung quanh Bạch Linh. Phốc! Quầng sáng vỡ áp khiến chân khí Bạch Linh không cách nào chướng lên, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Ít nhất ta muốn chết, các ngươi không ngăn cản được. Bạch Linh đứng trong quầng sáng, máu nhiễm áo trắng, khóe môi rỉ máu, chân khí uể oải, nhưng trong ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng cao ngạo, lạnh lùng nhìn lướt qua thiên không, dừng lại trên người nam nhân tà mị kia, trong đôi mắt một mảnh băng xương. Thanh Ly, ngươi nhìn lầm người rồi, Bạch Linh này tình nguyện chết trong cao ngạo, cũng sẽ không thỏa hiệp với ngươi. Suy, dứt lời, trong miệng Bạch Linh lại phun ra máu tươi, thủ ấn kết xuất ngưng tụ trưởng ấn. Mau, đừng cho nàng chết. Sắc mặt nam nhân tà mị đại biến, Bạch Linh không thể chết, hắn làm nhiều chuyện như vậy sao có thể để cho nàng chết. Đồ khốn, huyết dạ hét lớn một tiếng, hắn có thể ngăn cản Bạch Linh tự bạo. Nhưng không thể ngăn cản nàng tự sát, nếu nàng chết, hắn chẳng khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trưởng ấn của Bạch Linh đặt lên thiên linh cái, trong đầu hiện lên một thân ảnh, khẽ cười khổ, khóe môi tuôn máu tươi, trưởng ấn nhất thời vỗ xuống. Nếu như nàng chết, ta sẽ làm cho toàn bộ sinh linh nơi đây chôn cùng nàng, ta đã tới rồi, ai còn dám động tới nàng, ta sẽ làm cho hắn tan thành mây khói. Nhưng đúng ngay lúc này giữa không trung truyền ra đạo sóng âm. Sóng âm xen lẫn chân khí đủ làm toàn bộ những người đang có mặt nghe thấy. Suy, âm thanh thản nhiên lại quen thuộc, trưởng ấn của Bạch Linh chợt khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhất thời không dám tin, bởi vì nơi đó vừa xuất hiện một thanh ảnh. Hắn thật sự đã tới, là thật sao? Chỉ nháy mắt, Bạch Linh chợt sửng sốt, lập tức lộ ra nụ cười, nàng xác định, hắn thật sự đã tới. Lúc này trong mắt thanh ảnh mang theo ý cười, quang dực hiện lên. Không gian xung quanh bị cắt vỡ, Bạch Linh làm sao có thể quên, bởi vì vừa rồi trong đầu nàng vẫn còn nghĩ tới hắn. Âm thanh truyền ra,
đông đảo ánh mắt xung quanh đều rơi lên người Lục Lâm Thiên, trên lưng thanh ảnh có đôi cánh phóng thích ra năng lượng kinh người, năng lượng kia làm cho người có tu vi bát giai cũng kinh sợ. Hôm nay ai dám động tới một sợi tóc của nàng, ta sẽ làm cho hắn diệt tộc. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện giữa không trung, nhìn thấy Bạch Linh bị giam trong quầng sáng yêu nguyên bên dưới, tiếng quát tràn ngập sát khí vang vọng cả chân trời. Đôi cánh sau lưng hắn vẫy mạnh, tiếng sấm nổ vang vọng, thân ảnh hắn bay ra, tay phải vươn tới, tử kim lưu quang xuất hiện, một cỗ chân khí hủy diệt cuồn cuộn tràn ra. Oanh long! Chỉ nháy mắt lôi đình dựng lên, tử kim sắc lôi đình giáng xuống, xu thế thật lớn làm linh hồn người run rẩy. Gì? Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Huyết Dạ cùng nam nhân tà mị đều thay đổi, năng lượng kinh người như thế thật sự không tầm thường. Hoa lạp! Lôi vân quay cuồng trên không, Lục Lâm Thiên đã đi tới trên quầng sáng bao phủ Bạch Linh, lôi đình lớn như cánh tay ầm ầm rơi xuống, không gian lập tức vặn vẹo. Oanh long! Lôi đình hung hăng giáng xuống quầng sáng kia, cự lực ngập trời chút xuống. Trên quầng sáng vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, quầng sáng run rẩy, tử sắc điện mang chút xuống, quầng sáng run rẩy chao đảo dữ dội, đột nhiên nứt nẻ. Cơ hồ đồng thời, khóe môi Bạch Linh hiện ra ý cười khuynh thành, không biết khí lực từ đâu khôi phục, yêu nguyên lập tức tràn ra. Một giây sau thủ ấn của nàng biến hóa, yêu nguyên hội tụ thành quang cầu khổng lồ, vầng sáng chói mắt khiến mọi người đều cảm nhận được lực lượng hủy diệt xuất hiện. Quang cầu hung hăng va chạm vào quầng sáng lại vang lên âm thanh nổ bạo đinh tai nhức óc, ầm ầm nứt toác, kình phong bàng bạc nhất thời thổi quét. Oanh long long, nhất thời đất rung núi chuyển, không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, nháy mắt lại đột nhiên ngừng lại cuối cùng đều biến mất. Phốc, Bạch Linh lại phun ra máu tươi, thân hình không cách nào chống đỡ bay ngược ra sau. Ông, tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, thân thể mềm mại của Bạch Linh rơi vào một vòng tay, nàng hé mắt nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị quen thuộc cùng nụ cười tà khí luôn lưu trên môi. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Linh vẫn có chút không thể tin, bàn tay đặt lên khuôn mặt kia vuốt nhẹ, độ ấm chứng minh nàng không phải đang nằm mơ. Thật có lỗi, ta đã tới chậm. Lục Lâm Thiên đau lòng cực điểm, ánh mắt lướt qua thiên không, tràn ngập lãnh ý. Ta đã cho rằng mình không còn cơ hội gặp lại ngươi. Bạch Linh mỉm cười nói. Thương thế của nàng nghiêm trọng, đừng nói chuyện nữa. Lục Lâm Thiên đau lòng nói. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Bạch Linh nhắc nhở. Trước kia ta có nàng, hiện tại nàng có ta, hết thảy giao cho ta đi. Lục Lâm Thiên nói, đút đan dược vào miệng Bạch Linh. Được, cẩn thận một chút. Bạch Linh nuốt đan dược vào trong miệng. Bạch Linh tỉ. Giữa không trung lại xuất hiện vài thân ảnh, một đạo hoàng mang có tốc độ nhanh nhất, vừa dứt lời một thiếu niên đã xuất hiện trước người Bạch Linh. Tiểu Long, đệ cũng tới rồi sao? Mặc dù thân ảnh kia đã trưởng thành không ít, nhưng Bạch Linh vẫn nhận ra. Bạch Linh tỷ, còn muội nữa. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Độc Yêu Long, Tuyết Sư cùng Phi Thiên Ngô Công đều đi tới. Tâm Đồng, muội càng ngày càng đẹp. Bạch Linh đảo mắt cười nói. Đồ khốn, là ai đánh trọng thương Bạch Linh tỷ, lăn ra đây cho ta. Tiểu Long hét lớn một tiếng, ánh mắt đảo qua bốn phía. Một nhóm cường giả yêu tộc bị ánh mắt Tiểu Long nhìn tới, linh hồn không tự chủ được run rẩy. Trên đỉnh phong núi, nam nhân tà mị nhìn thấy mỹ nữ tuyệt mỹ đang rúc vào trong lòng thanh y nhân, còn lộ ra ý cười mà hắn chưa từng nhìn thấy, ánh mắt bắt đầu âm trầm lên, tràn đầy sát ý. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua xung quanh, cường giả yêu tộc đông đảo, thực lực của Huyết Dạ tuyệt đối cao hơn Huyết Phong, mình cùng Tiểu Long liên thủ đối phó Huyết Phong vốn đã thật liều mạng, mà bây giờ muốn đối phó Huyết Dạ chỉ sợ có chút không đủ sức. Cảm giác được có ánh mắt nhìn mình, Lục Lâm Thiên lại nhìn qua, trong mắt hiện lên một thân ảnh, nam nhân kia thật tuấn mỹ, nếu đi tới Đại Lục Linh Vũ, cổ vực cùng Đông Hải, chỉ sợ nữ nhân trong thiên hạ đều phải khuynh đảo vì hắn. Lâm Thiên, hắn là thanh ly của Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, là vương giả trong tộc, tu vi bát giai hậu kỳ đỉnh phong, cực kỳ khó đối phó. Âm thanh Bạch Linh rơi vào trong tai Lục Lâm Thiên. Thực lực rất mạnh. Lục Lâm Thiên khẽ biến, bát giai hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn có thiên phú yêu hồ cùng huyết mạch cực cao, người này tuyệt đối vô cùng cường hãn. Giờ phút này ánh mắt Huyết Dạ cực kỳ âm trầm, sau khi phục hồi lại tinh thần vẫn nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, nghe được tiếng quát của Tiểu Long liền bước tới, thản nhiên nói. Các ngươi là ai,
dám ra tay phá hư chuyện của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc cùng huyết dực yêu bức bộ tộc, hậu quả các ngươi không cách nào gánh vác. Huyết dực yêu bức, lại là đám lão thử tạp mao các ngươi, xem ra mấy ngày trước gỡ yêu ta ít còn chưa đủ, sau này nếu nhìn thấy đám thử tạp mao các ngươi, ta thấy một tên gỡ yêu ta ít một tên. Tiểu Long thật sự nổi giận quát lớn. Tiểu tử, ngươi đã làm gì? Nghe được lời nói của Tiểu Long, sắc mặt huyết dạ đại biến. Không có gì, ngày hôm qua hình như đã gỡ yêu ta ít vài tên gọi là huyết phong, huyết hoành cùng huyết nhận gì đó, mặt khác còn có vài người thì không nhớ được. Tiểu Long thản nhiên nói. Tộc trưởng. Lời của Tiểu Long vừa dứt, một thân ảnh vội vàng bay tới, sau đó rơi xuống bên cạnh huyết dạ, không phải ai khác chính là huyết dực yêu bức bát giai sơ kỳ đã chạy thoát khỏi tay thiên độc yêu long hôm trước. Người này vừa xuất hiện liền nhìn thấy nhóm người Lục Lâm Thiên, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, lập tức thấp giọng nói gì đó với huyết dạ. Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Huyết dạ giận dữ, yêu nguyên run lên, không gian nứt vỡ thành khe hở, nhanh chóng lan tràn ra xa, thân hình như lưu quang lao thẳng về hướng Tiểu Long. Lão thử tạp mao, ngươi làm gì khó dễ được ta? Ánh mắt Tiểu Long trầm xuống, chợt lóe hóa thành bản thể khổng lồ, ngũ trảo sinh vân. Thân hình bao trùm kim sắc hỏa diễm, trên lưng còn có một mai rùa thật lớn bao phủ, không gian xung quanh giống như đông cứng lại. Gì, yêu hoàng khí, làm sao có thể? Huyết dạ hóa đá. Ngao. Tiểu Long rít gào một tiếng, uy áp tràn ngập, trong miệng phun ra kim sắc hỏa diễm nóng cháy, nhất thời thổi quét về hướng hắc dạ. Yêu hoàng, là yêu hoàng. Toàn bộ ánh mắt nhất thời kinh hãi. Nhìn thấy thân hình khổng lồ của Tiểu Long đang xoay quanh trên không trung, cảm giác được uy áp chấn động lòng người, linh hồn các yêu thú đều rung động. Gì? Nam nhân tài mị cũng kinh nghi, khí tức kia thật mạnh làm cho hắn cũng bị ảnh hưởng, tuyệt đối là yêu hoàng khí, nhưng yêu thú kỳ dị kia rõ ràng không phải bạch hổ hoàng tộc, cũng không giống huyền vũ hoàng tộc. Kim sắc hỏa diễm bao phủ, huyết dạ giãy giụa thoát ra, quanh thân bao trùm một vầng năng lượng phong hệ nồng đậm, thần sắc kinh ngạc. Kim sắc hỏa diễm thật kinh khủng, thậm chí thiếu chút nữa đã thiêu hủy linh hồn của hắn, yêu nguyên cũng không cách nào chống cự. Tại sao lại có yêu hoàng khí? Huyết dạ lui ra phía sau, nhìn thân thể to lớn của Tiểu Long đầy vẻ khó hiểu, máu huyết cùng linh hồn của hắn cũng bắt đầu sôi trào, tuyệt đối là yêu hoàng khí hàng thật giá thật. Bát giai trung kỳ. Bạch Linh nhìn Tiểu Long với vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới mới vài năm mà tu vi của Tiểu Long đột phá nhanh như vậy. Đã tới được bát giai trung kỳ. Bổn hoàng ở đây, ai dám không phục? Ngao. Kim sắc hỏa diễm thu liếm, Tiểu Long nhìn huyết dạ, con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, một tiếng rít gào vang vọng, âm thanh hóa thành sóng âm lan tràn khuếch tán, yêu hoàng khí cũng lan tràn tới cực hạn. Hống hống. Ngao. Ô ô. Sắc mặt đông đảo yêu thú những ngọn núi xung quanh đều đỏ lên, linh hồn cùng máu huyết đều sôi trào kịch liệt. Rốt cục không thể áp chế đều hóa thành bản thể khổng lồ. Gặp được uy áp, ngoại trừ huyết dạ, toàn bộ yêu bức còn lại đều không tự chủ được hóa thành nguyên hình. Bái kiến yêu hoàng, từng âm thanh thần phục vang vọng như sấm sét, ước chừng đã có tới mấy trăm yêu thú, bên trong còn có 5-60 đầu yêu thú tu vi bát giai. Bái kiến yêu hoàng, xa giữa không trung đã tụ tập không ít yêu thú, nhân số phải hơn vạn, từng đầu yêu thú hóa nguyên hình. Cả không gian tràn ngập tiếng gào thét. Giờ phút này chỉ có mười mấy thân ảnh trên một ngọn núi vẫn duy trì được hình người đứng yên ở đó. Mười mấy cường giả cửu vĩ yêu hồ đứng sau lưng nam nhân tà mị chỉ có chút biến hóa, yêu nguyên run lên, đang chống cự uy áp trên người Tiểu Long. Cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, huyết mạch thật sự cường hãn a. Lục Lâm Thiên nhủ thầm. Hôm nay thật có chút phiền phức. Lục Lâm Thiên lướt qua thiên không. Lúc này chỉ có người của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc cùng huyết dạ là không bị khống chế, mà thực lực của họ là cực mạnh nhất. Đều nghe cho rõ đây, gờ yêu ta ết lão thử tạp mau huyết dực yêu bức kia cho ta. Tiểu Long rít gào, xoay quanh trời cao, khí thế ngập trời vỡ áp, hiệu lệnh chúng yêu thú vây công cường giả huyết dực yêu bức bộ tộc, mang theo uy áp của yêu hoàng tràn ngập trong đầu chúng yêu thú. Tuân lệnh yêu hoàng. Từng đầu yêu thú bát giai lập tức lăng không bay lên, không ai dám chống lệnh. Trên từng ngọn núi động tĩnh ầm vang, không gian run rẩy, cả hư không rộng lớn đều bị những đầu cành càng bao phủ. Từng đầu yêu thú thất giai bát giai đột nhiên không thể không lao tới công kích huyết dực yêu bức bộ tộc. Đồ khốn, các ngươi dám. Huyết dạ kinh hãi, hắn thật không ngờ yêu hoàng kia lại làm như vậy,
nhiều yêu thú bát giai đồng thời công kích, trong đó bát giai trung kỳ không ít, hắn thật không dám đối kháng. Ta còn tưởng rằng thật sự là Bạch Hổ hoàng tộc hay Huyền Vũ hoàng tộc chứ, nguyên lai chỉ là một đầu yêu thú tạp giao. Âm thanh nam nhân tà mị chợt vang lên, thân ảnh lăng không nháy mắt xuất hiện bên người Huyết Dạ. Nam nhân cười lạnh, quanh thân hiện lên bạch quang, hóa thành thanh bạch sắc quang ảnh phóng lên cao, mang theo uy thế tuyệt đối lăng không đứng thẳng giữa không trung. Suy, không gian nháy mắt run lên, bản thể cửu vĩ yêu hồ xuất hiện, thể tích hơn ngàn thước, da lông xanh trắng lóe sáng quang hoa, tám cự vĩ thật lớn tới vài trăm thước xuyên qua không gian không ngừng huy vũ. Uy thế lan tràn làm chúng yêu thú đều run rẩy. Ngao, trong tích tắc bản thể cửu vĩ yêu hồ gầm lên một tiếng. Âm thanh trầm thấp bén nhọn, phảng phất như có thể phá vỡ không gian, uy áp tràn ra, uy thế chấn động lòng người lan tràn. Đều lui ra cho ta, đây chỉ là một đầu yêu thú tạp giao mà thôi, không phải yêu hoàng tộc. Bản thể nam nhân hét lớn một tiếng, âm thanh quanh quẩn giữa không trung. Toàn bộ yêu thú đưa mắt nhìn nhau, nghe được lời của Thanh Ly đều lộ vẻ do dự, họ thần phục với yêu hoàng khí, cũng không phải mất đi lý trí, chỉ đơn thuần thần phục. Bởi vì yêu hoàng khí tác dụng lên huyết mạch cùng linh hồn của họ, tuyệt đối không thể giả dối. Nhưng những yêu thú ở đây đều biết, trong tổ yêu lâm chỉ có hai hoàng tộc là Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, mặc dù yêu thú kỳ dị kia có yêu hoàng khí, nhưng rõ ràng không phải thuộc về hai hoàng tộc này. Đồ khốn, còn không ngờ yêu ta ết bọn hắn cho ta. Tiểu Long giữ tợn rít gào, uy thế tăng lên tới cực mạnh. Hống, những yêu thú có tu vi hơi thấp chợt run rẩy lên. Mặc dù bị Thanh Ly vạch trần, biết yêu thú trước mắt không phải Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, nhưng yêu hoàng khí là thật sự, luôn áp đặt lên linh hồn cùng huyết mạch của bọn hắn. Ai dám tiến lên, muốn chết phải không, yêu thú tạp giao kia cũng không phải yêu hoàng tộc. Huyết Dạ cũng không phải yêu thú bình thường, vừa nghe lời của Thanh Ly lập tức hiểu được thân phận của Tiểu Long. Vừa rồi hắn có chút kiêng kỵ, hiện tại đã hoàn toàn biến mất, nếu thật sự là hai đại hoàng tộc hắn thật sự e ngại. Dù cho hắn trăm lá gan hắn cũng không dám trêu chọc tới. Chúng yêu thú vô cùng do dự, mặc dù bị yêu hoàng khí áp chế nhưng chỉ áp chế mà thôi, hoàn toàn không tới nỗi phải nghe lệnh, nếu không có Thanh Ly vạch trần có lẽ họ sẽ nghe theo, dù sao yêu hoàng khí chính là chân thật. Nhưng một khi bị vạch trần, họ hoàn toàn không muốn ra tay, ai cũng biết thực lực Thanh Ly cùng Huyết Dạ mạnh mẽ, không ai muốn đi chịu chết. Sắc mặt Lục Lâm Thiên có chút biến hóa. Thanh Ly nhìn ra thân phận Tiểu Long, hơn nữa còn có thú uy của cửu vĩ yêu hồ, chúng yêu thú đã do dự không ít, chỉ sợ họ sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Tiểu Long, nhưng tự bản thân họ không dám hành động mà thôi. Hô! Lục Lâm Thiên thở mạnh, thủ ấn biến hóa, trong tay hiện ra tử kim sắc lưu quang. Huyết Dạ tộc trưởng, người đối phó yêu thú tạp giao kia, ta đi bắt người. Thanh Ly nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh nói. Thanh Ly vương tử! Để ta bắt người đi, chỉ sợ nhân loại kia thật khó đối phó. Ánh mắt Huyết Dạ xoay chuyển, liền nói. Muốn cho hắn đi đối phó yêu thú quỷ dị kia, bản thân hắn thật không dám, yêu thú tạp giao rõ ràng có quan hệ với Huyền Vũ hoàng tộc, mai rùa trên lưng chính là bằng chứng, nhưng dù cho địa vị có thấp nhưng nếu bị người ngoài động tới cũng biến thành đại họa, dù chỉ là chặn gỡ yêu ta ít cũng phải để cho Huyền Vũ hoàng tộc ra tay, người ngoài tuyệt đối không thể xen vào. Vậy ngươi mau đi đối phó tiểu tử kia, ta đối phó yêu thú tạp giao. Ánh mắt Thanh Ly trầm xuống, trong lòng hiểu được tính toán của Huyết Dạ. Yêu thú tạp giao, yêu hoàng khí của ngươi không có tác dụng gì với bổn vương. Thanh Ly dứt lời, da lông dựng đứng, kinh phong vô tận khuếch tán, yêu nguyên thao thiên tràn ra, chấn động không gian trao đảo, một đạo cự vĩ xuyên thủng không gian hung hăng đánh thẳng về hướng Tiểu Long. Ngao! Tiểu Long rít gào một tiếng. Thân thể dựng lên, ngũ chảo vặn vẹo không gian, trong miệng phun ra kim sắc hỏa diễm ngập trời ngăn cản cự vĩ. Suy suy, cự vĩ gặp được hỏa diễm ngăn cản, nháy mắt khựng lại, phát ra tiếng vang, khói đặc lan tràn, không ngờ lại có dấu hiệu bị thiêu hủy. Đây là hỏa diễm gì, yêu thú tạp giao này quỷ dị. Hai mắt Thanh Ly trầm xuống, hét lớn. Hỏa diễm này cũng bất phàm, nhưng thực lực quá thấp. Lại thêm một cự vĩ vỡ áp xuống. Xé rách không gian mang theo năng lượng phong hệ bắn ra, dùng xu thế như sấm đánh nháy mắt đâm thẳng vào đầu Tiểu Long. Suy suy. Hừ, Long gia cần gì e ngại ngươi. Tiểu Long quát một tiếng, cự vĩ mang theo hỏa diễm trực tiếp quất tới. Phanh.
hai đạo cự vĩ va chạm, không gian run rẩy, âm bạo nổ tung ầm ầm truyền ra. Nhân loại đáng chết, dám gỡ yêu ta ết tộc nhân của ta, hôm nay nhất định phải đem các ngươi nghiền xương thành cho. Lúc này huyết dạ hét lớn, thân ảnh run lên, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, không dám đối phó yêu thú kỳ dị kia, nhưng hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nhân loại này. Lâm Thiên mau lui lại, huyết dạ rất lợi hại. Bạch Linh lo lắng kêu lên. Yên tâm đi, chúng ta nếu muốn đi, không ai ngăn cản được. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng, nhưng khóe môi vẫn cười lạnh, huyễn ảnh thanh vũ rực mở rộng, phảng phất như hiện lên khe không gian tối đen. Đi chết đi. Tốc độ của huyết dạ nhanh hơn cả tia chớp, chảo ấn vặn vẹo không gian, trực tiếp vỡ áp xuống. Lão thử tạp mao, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Lục Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, thủ ấn kết xuất, hét to. Thần vũ diệt không. Ông ông. Thể tích huyễn ảnh thanh vũ rực hóa thành ngàn thước khổng lồ, mang theo năng lượng dao động mãnh liệt, âm thanh nổ mạnh như sấm sét vang vọng chín tầng trời. Hiu hiu. Không gian run rẩy, từng đạo lưu quang bay ra, tầng tầng lớp lớp, hóa thành từng đạo loan đao cắt vỡ không gian bay tới. Đây là thần khí nhân loại. Linh hồn huyết dạ run lên. Uy áp kinh người làm cho hắn nhận ra đồ vật kia chính là thần khí khủng bố nhất của nhân loại. Chi. Cuối cùng huyết dạ hóa thành bản thể khổng lồ, quanh thân hiện lên bạch sắc quang quyển. Mười mấy cường giả cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đều kinh ngạc, mà chính Bạch Linh cũng chấn kinh, khí tức kia cho dù là nàng ở thời kỳ toàn thịnh cũng khó thể đối kháng. Hiu hiu. Không gian phá nát, kinh khí ba đào ngập trời như sóng thần thổi quét trên không trung, vô cùng khủng bố. Mau vào. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, Tử Kim Huyền Đỉnh Phong xuất hiện, hóa thành hơn 10 thước, nháy mắt thu toàn bộ mọi người bên cạnh đi vào, mọi người đứng bên ngoài sẽ chỉ làm hắn phân tâm lo lắng mà thôi. Oanh oanh. Không gian sụp đổ hiện ra động sâu cực lớn, động tĩnh bên này làm Thanh Ly phải ghé mắt. Suy. Không gian nháy mắt khôi phục như thường, Tử Lôi Huyền Đỉnh Phong đã bị thu vào, mà huyễn ảnh thanh vũ rực lại duỗi ra. Ca ca. Giữa không trung truyền ra tiếng tan vỡ, bản thể huyết dạ xuất hiện, trên hai cánh hiện ra nứt nẻ, tràn ra máu tươi. Chi chi. Trên người truyền ra đau đớn làm huyết dạ thống khổ kêu lên, công kích vừa rồi dù chưa làm hắn bị thương nặng nhưng cũng làm hắn nếm đau khổ thật sự. Lại không có vấn đề sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, trong lòng lại cây ết yêu ta ép sợ, khi hắn còn ở vũ tôn nhị trọng thúc dục huyễn ảnh thanh vũ rực công kích lại có thể đánh chết vũ tôn ngũ trọng hậu kỳ. Hiện tại đã có tu vi vũ tôn tam trọng, thực lực tăng không ít dù gặp vũ tôn lục trọng cũng có thể đánh chết, nhưng huyết dạ chỉ bị một ít vết thương mà thôi. Hỗn đàn, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Huyết dạ ngẩng đầu hét lớn, âm thanh tràn ngập sát ý phẫn nộ, đây là lần đầu tiên hắn chật vật như thế, còn bị nếm khổ bởi một nhân loại. Chi chi. Huyết dạ mở to miệng, yêu nguyên phong hệ nồng đậm tràn ra. Suy. Đạo bạch sắc yêu nguyên xuyên phá trường không, tựa như viên vẫn thạch nện thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Khuôn mặt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ ngưng trọng, chỉ sợ thực lực huyết dạ không kém hơn Hắc Vũ bao nhiêu, hiện tại phỏng trừng hoàn toàn bị mình chọc giận, nếu nhận phải công kích của hắn tuyệt đối sẽ bị thương. Ông! Lục Lâm Thiên không dám nghênh tiếp, vội vàng thi triển huyễn ảnh thanh vũ rực né tránh, chỉ lưu lại đạo tàn ảnh, thân hình nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phanh! Yêu nguyên màu trắng nháy mắt đánh thẳng vị trí Lục Lâm Thiên vừa đứng, lập tức rơi thẳng lên một ngọn núi khổng lồ bên dưới. Nhất thời cả ngọn núi đều bị san thành bình địa, sơn băng địa liệt, đá vụn kích tán mấy ngàn thước, không ít yêu thú gần bên bị lan tới thậm chí đều bị thương không ít. Ông ông! Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên lại xuất hiện đã ở cách xa vài ngàn thước, tuy thực lực kém hơn huyết dạ nhưng tốc độ của thần khí huyết dạ cũng không thể đuổi theo. Chi! Một chiêu thất bại. Huyết dạ vẫy cánh tiếp tục lao về hướng Lục Lâm Thiên. Thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất. Nhân loại hèn mọn, ta xem ngươi có thể trốn bao xa, bắt được ngươi, ta nhất định rút gân lột ra ngươi. Huyết dạ theo đuổi không bỏ, miệng liên tục rít gào, nhưng luôn luôn theo đuôi Lục Lâm Thiên mà thôi. Thích đuổi theo sao, vậy thêm chút ký cho ngươi. Lục Lâm Thiên nhướng mày cười lạnh, lại biến mất. Trốn đi đâu? Huyết dạ càng đuổi càng giận dữ. Điên cuồng đuổi theo không bỏ qua. Nghiệt xúc, đuổi có sướng không, tặng ngươi một ít ký nữa. Lục Lâm Thiên xuất hiện, nhìn chằm chằm nhóm huyết dực yêu bức phía trước,
lời vừa dứt trong tay đột nhiên hiện huyết quang. Ngao! Huyết lục ra tay, đao mang mang theo long ngâm hổ khiếu vang vọng cả thiên không. Ca! Đao mang rơi xuống, không chút hoa lệ, nện thẳng lên người một huyết dực yêu bức bát giai trung kỳ. Nháy mắt không trung đột nhiên run rẩy. Ca! Kinh phong sắc bén cực kỳ khủng bố bay ra, chỉ khoảnh khắc thân hình huyết dực yêu bức bát giai trung kỳ bị bổ làm hai nửa, máu tươi rơi đầy giữa không trung. Đồ khốn! Huyết dạ nổi giận rít gào, thân ảnh truy theo, mà Lục Lâm Thiên lại biến mất ngay tại chỗ. Tiếp tục! Lại một lần lắc mình, một tiếng quát truyền ra, huyết lục chém thẳng hai đao. Hiu hiu! Hai đao bay ra, hai huyết dực yêu bức tu vi bát giai bị chém thành hai đoạn, chỉ nháy mắt Lục Lâm Thiên biến mất tại chỗ. Mau tản ra, mau! Huyết dạ rít gào, cường giả trong tộc liên tục vẫn lạc ngay trước mắt hắn. Điều này làm trong lòng hắn như rỉ máu, tiếng gào thét vang vọng trời cao. Siêu siêu! Nhóm huyết dực yêu bức kinh hoàng tránh né, âm thanh chi chi không ngừng vang lên, bọn hắn đã lâm vào trong khủng hoảng. Tản ra rất tốt, tiếp tục! Thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ mị xuất hiện, đao mang liên tục đánh ra. Ca ca! Lại có hai bát giai trung kỳ bị hắn kích sát, mỗi lần biến mất sau đó xuất hiện lại không ngừng chém ra, ba bát giai cuối cùng đều hóa thành mảnh nhỏ. Sát khí ngập trời thổi quét không gian, Lục Lâm Thiên chẳng khác gì sát thần, huyết lục mang theo sát khí thao thiên cùng tiếng đao minh như long ngâm vang vọng, đàn yêu thú vây xem đều vội vã tránh xa không dám tới gần. Đồ khốn, ta phải xé xác ngươi. Huyết dạ rít gào, đôi mắt đỏ rực, giận dữ ngập trời, giận tới mức tận cùng, đã hoàn toàn điên cuồng. Ông! Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, sát khí càng lúc càng nồng nặc, một đạo hoàng mang bao phủ không gian. Huyết lục lại tiếp tục đánh ra. Chi chi. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, hai mươi mấy huyết dực yêu bức thất giai còn lại đều đã bị gờ yêu ta ết chết một nửa. Lão thử tạp mao, không phải muốn đuổi theo ta sao, tốc độ của ngươi hình như còn chưa đủ. Thân ảnh Lục Lâm Thiên hiện ra, khóe môi mang theo vẻ hài hước lẫn upsilon. Không, chạy mau, mau. Huyết dạ rít gào, ánh mắt dữ tợn nhìn mười mấy huyết dực yêu bức thất giai còn lại. Ánh mắt lộ ra hồng mang tuyệt vọng. Đều đi chết đi. Lục Lâm Thiên cười lạnh, đao mang lại bay ra, phá không thổi quét không trung. Chi chi. Không gian phong tỏa, đao mang tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết lan xa, những huyết dực yêu bức còn lại đều bị chém thành mảnh nhỏ, bị không gian lực trói buộc, căn bản không thể chạy thoát. Nhân loại, ta xin thề, cùng ngươi không chết không ngừng. Huyết dạ rít gào gầm lên, hai mắt sung huyết, miệng phun máu tươi. Một nhóm cường giả trong tộc đều chết ngay trước mặt hắn, trong cơn giận dữ liền hộc máu, có thể thấy được hắn đang giận dữ tới mức độ nào. Lão thử tạp mao, đây chỉ là bắt đầu, ngươi làm khó dễ được ta. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, huyết lục phung lên, sát khí lưu chuyển ngập trời, người này đánh trọng thương Bạch Linh, mối thù này làm sao có thể không báo. Đồ khốn! Huyết dạ rít gào, thân hình khổng lồ lại truy theo Lục Lâm Thiên. Dám đối phó với Bạch Linh, các ngươi đều có phần, vậy chuẩn bị trả giá thật nhiều. Lục Lâm Thiên lướt mắt nhìn xung quanh, những yêu thú ở đây đều muốn kéo quan hệ với cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, đều tham dự vây công Bạch Linh, vậy cũng nên trả giá thật nhiều. Trốn, chạy mau. Đàn yêu thú lập tức bỏ chạy, nhìn thấy ánh mắt của Lục Lâm Thiên không còn ai dám dừng lại. Hiu hiu. Thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh như chớp lao vào trong đàn yêu thú, hoàng mang tràn ra. Khởi động thanh linh khải giáp, huyết lục bổ xuống, vài đầu yêu thú thất giai chạy chậm lập tức hóa thành mảnh nhỏ. Gờ yêu ta ết. Sát khí ngập trời, mỗi lần Lục Lâm Thiên xuất hiện lại có đao mang chém xuống. Hống. Từng đầu yêu thú kêu rên rít gào, không ngừng bị tàn sát, mỗi đầu yêu thú đều kinh hãi bỏ chạy, giữa không trung vô cùng hỗn loạn, không có bất kỳ yêu thú nào dám đối kháng phản kích, bị yêu hoàng khí ảnh hưởng. Sát khí khủng bố của nhân loại đều khiến bọn hắn rung động cùng kinh hoàng. Huyết dạ không ngừng gầm rú nhưng chỉ có thể theo đuôi Lục Lâm Thiên. Đều ngăn lại nhân loại kia cho ta, sinh tử bất luận. Cảm giác được tốc độ của Lục Lâm Thiên cùng chiến trường hỗn loạn, Thanh Ly hướng mười mấy cửu vĩ yêu hồ hét lớn. Siêu siêu. Mười mấy người nhìn nhau, lập tức hình thành nửa vòng vây trên không trung. Ngao. Từng tiếng rít gào như lang khiếu truyền ra. Cường giả cửu vĩ yêu hồ bộ tộc hóa thành bản thể thật lớn, chân khí cuồng mãnh vỡ áp thiên không, năng lượng khủng bố dao động,
cự vĩ xuyên thủng không gian mang theo kình phong xé gió thổi quét bao trùm về hướng Lục Lâm Thiên. Yêu thú tạp chủng, nhìn xem ngươi làm sao đối kháng. Giữa không trung, Thanh Ly đồng thời hét lớn một tiếng, năng lượng toàn thân sôi trào, không gian vặn vẹo, tám cự vĩ hung hăng đánh thẳng về hướng Tiểu Long. Hừ, ánh mắt Tiểu Long trầm xuống, thân thể co rút vào bên trong mai rùa, toàn thân bao kín không kẽ hở, tám cự vĩ ầm ầm đánh thẳng lên trên huyền vũ thần sắc của hắn. Oanh oanh oanh, huyền vũ thần sắc truyền ra âm thanh trầm đục thật lớn, không gian run rẩy, cự vĩ rơi xuống, kinh khí nhanh chóng khuếch tán, nhưng lại bị bí văn trên thần sắc hoàn toàn tiếp nhận. Ngao, huyền vũ thần sắc bị đẩy lui vài trăm thước, Tiểu Long hoàn hảo vô khuyết vươn đầu quát to. Chỉ chút khí lực đó còn chưa tổn thương được Long ra đâu. Hiu hiu. Cùng một thời gian, Lục Lâm Thiên bị mười mấy cường giả cửu vĩ yêu hồ bộ tộc vây quanh, trên trăm cửu vĩ vỡ áp xuống, trong đó còn có vài bát giai trung kỳ, cửu vĩ trôi nổi bạch mang chói mắt, đều ẩn chứa kình lực cực kỳ đáng sợ thổi quét xuống. Thời không lao ngục. Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, thời gian rối loạn, năng lượng phong hệ, linh hồn công kích, không gian lực đồng thời dung hợp cùng một chỗ. Cả không trung cũng đông cứng lại. Cự vĩ bị không gian bao vây phát ra quang mang chói mắt, không gian lung lay như sắp đổ, năng lượng ngập trời va chạm lẫn nhau, bộc phát ra tiếng nổ thật lớn. Phanh! Không gian nổ vang, sóng âm thật lâu không tiêu tan, làm màng tai đau đớn. Ca ca! Từng thân ảnh yêu thú bị đánh bay, cự vĩ bát giai sơ kỳ cùng thất giai đều ở bên trong thời không lao ngục, bị phong nhận cắt đứt không ít, máu tươi phun tràn ra ngoài. Đặng đặng, thân hình Lục Lâm Thiên nháy mắt bị đẩy lui, mười mấy cường giả cùng công kích, hắn cũng không thể đối kháng. Xem ngươi còn trốn chỗ nào. Nhân cơ hội này huyết dạ mang theo vẻ hung ác bạo ngược đột nhiên lao tới, cánh phải run lên, hai cánh tựa như thanh đạo đao khổng lồ chém ngang, không gian bị cắt vỡ tức khắc. Thân hình Lục Lâm Thiên còn chưa ổn định, vì vậy không thể tránh né, ánh mắt trầm xuống, thân thể nghiêng sang một bên, huyễn ảnh thanh vũ rực tăng lớn vài trăm thước. Cánh trái bay vòng mang theo độ cong hoàn mỹ trực tiếp va chạm thẳng vào cánh phải của huyết dạ. Ông ông! Không gian rung động, hai cánh gào thét ập tới, ầm ầm va chạm vào nhau. Ca ca! Phanh! Thân hình Lục Lâm Thiên lại bị đẩy lui, cự lực va chạm lập tức bị đánh bay vài trăm thước, hai cánh mở rộng chém ngang một đỉnh phong núi bên dưới, trên đỉnh phong núi bị san thành bình địa, trơn trượt sáng bóng vô cùng. Phốc! Lục Lâm Thiên phun máu tươi. Thực lực huyết giả quá mạnh mẽ, nhưng huyễn ảnh thanh vũ rực cũng không chút hư hao, bởi vì nó chính là thần khí. Mà thân hình huyết giả lại bị chấn động, cánh phải va chạm cùng thần khí lập tức đầm đìa máu tươi, không bị ảnh hưởng quá lớn, thuần túy là bị sự sắc bén của huyễn ảnh thanh vũ rực chém vỡ mà thôi. Tiểu Long, chúng ta đi, gặp lại phía trước. Thân ảnh Lục Lâm Thiên thối lui, âm thanh vang lên trong đầu Tiểu Long, huyễn ảnh thanh vũ rực run lên, nháy mắt cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Trốn đi đâu? Huyết dạ giận dữ, lập tức cấp tốc đuổi theo. Long gia không chơi với ngươi, món nợ này ngày sau tiếp tục tính. Tiểu Long rít gào, thân hình uốn lượn cấp tốc bay đi. Còn muốn chạy, làm gì dễ dàng như vậy? Thanh Ly giận dữ quát lớn, thân hình khổng lồ hóa thành bạch quang nháy mắt đuổi theo. Một nhân ảnh, ba thú ảnh biến mất giữa không trung, hơn 10 đầu cửu vĩ yêu hồ cũng có không ít người bị thương. Nhìn thấy Thanh Ly đuổi theo lập tức đuổi tới. Không trung nháy mắt an tĩnh lại, các yêu thú vẫn còn chìm đắm trong kinh hãi. Ông! Lục Lâm Thiên toàn lực thi triển huyễn ảnh thanh vũ rực, tốc độ xuyên phá không gian, nhanh tới cực hạn. Toàn lực thúc giục huyễn ảnh thanh vũ rực, Lục Lâm Thiên lướt nhanh như một đạo lưu quang màu xanh, cấp tốc bỏ chạy, thần sắc hắn có chút âm trầm, huyết dạ vẫn theo đuổi không bỏ, muốn thoát khỏi người có tu vi bát giai hậu kỳ tuyệt đối không dễ dàng. Lục Lâm Thiên vừa giao thủ qua, nếu chính diện đối kháng chỉ sợ khó đối phó, lại có Thanh Ly đang nhìn chằm chằm nữa, dù muốn báo thù cho Bạch Linh nhưng với tình huống trước mắt rõ ràng là không được, hơn nữa hắn đã đánh chết không ít cường giả huyết dực yêu bức bộ tộc, làm huyết dạ giận dữ hộc máu, xem như đã thu lợi tức. Nhân loại đáng chết, dù chạy tới chân trời góc biển ta cũng muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Huyết dực vỗ cánh điên cuồng đuổi theo, làm sao có thể cho phép gã nhân loại kia chạy thoát. Lão thử tạp mao, có bản lĩnh thì đuổi đi. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, tốc độ vẫn không chậm chút nào. Siêu siêu. Một người một thú lướt qua phía chân trời,
chạy về phương hướng nào chính Lục Lâm Thiên cũng không biết, chỉ liều mạng bỏ chạy, trốn không thoát sẽ có phiền phức, cũng may hắn có huyễn ảnh thanh vũ dực, cũng đã tìm được Bạch Linh, trong lòng đã yên tâm. Xa giữa không trung, Tiểu Long dùng tốc độ nhanh nhất bay qua, sau khi khôi phục bản thể tốc độ của hắn cũng tuyệt đối khủng bố, tựa như linh quang lao nhanh, mà tốc độ của Thanh Ly cũng không chậm, tu vi vốn cao hơn Tiểu Long, hơn nữa tốc độ của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc tuyệt đối là cực nhanh. Thanh Ly làm sao chịu bỏ qua, hắn làm nhiều việc như vậy mới ngăn chặn được Bạch Linh, nhưng nhân loại kia đã trốn, hắn chỉ có thể đuổi theo bắt giữ yêu thú tạp giao kia mới được. Ngao! Tiểu Long rít gào, cấp tốc muốn thoát khỏi Thanh Ly, nhưng cũng không kéo được bao nhiêu khoảng cách. Hai đạo thú ảnh lao nhanh như thiểm điện, tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, khiến yêu thú ven đường đều kinh hãi, không ngừng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên vẫn toàn lực bỏ chạy, hắn cũng không quá lo lắng cho Tiểu Long, thực lực Tiểu Long tuy không bằng Thanh Ly, nhưng có thiên phú dựa dẫm, muốn bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề. Chi chi, ngươi trốn không thoát đâu. Huyết Dạ rít gào giận dữ, luôn đuổi theo không bỏ qua.